Chương 887 ngu xuẩn kế hoạch. Đen nhánh không gian chung, An Thanh Dương cái gì đều nhìn không thấy, nàng chỉ biết chính mình trước người trống rỗng, trước một giây nguyên bản còn đãi ở kia ngõ cục chung, lại đột nhiên đã bị kéo vào như vậy trong một mảnh hắc ám tới. Ai? Người nào? Ai ở giả thần giả quỷ? Vài tên thiên bảng cao thủ thanh âm ở An Thanh Dương bên tai vang lên, cái này làm cho An Thanh Dương nhiều ít có chút tâm an. Nói chuyện, thiếu giả thần giả quỷ, ngươi có cái gì mục đích? Triệu Mãnh hét lớn một tiếng. Bang một tiếng vang nhỏ, từ mọi người trên không truyền đến, một trận ánh đèn sáng lên, một chút xua tan mọi người trước mắt hắc ám. Đường hắc ám bị loại bỏ sau, An Thanh Dương đám người mới chú ý tới, chính mình thế nhưng lại đi tới một cái thùng đựng hàng nội, mà bọn họ bên người, tắc đứng không ít thân xuyên khuân vác công nhân trang phục người, bọn họ vừa mới chính là bị những người này bưng kín miệng, kéo tiến vào. Ta nói các ngươi có hay không đầu óc a, ta đến nỗi có cái gì mục đích sao? Thật muốn đối với các ngươi làm cái gì, đem các ngươi lưu bên ngoài, nhìn các ngươi đi ngồi tù không tốt sao? Một đạo thanh âm từ mọi người phía trước truyền đến, ngay sau đó, một đạo thân ảnh lảo đảo lắc lư xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở nhìn đến này đạo thân ảnh nháy mắt, An Thanh Dương cùng Liễu Minh đồng thời trừng lớn đôi mắt, là ngươi. An Đông Dương tắc trên mặt vui vẻ, Trương tổng, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ta không ở này, chẳng lẽ nhìn ngươi An tiên sinh bị này đàn ngu xuẩn mang trong nhà lao đi? Trương Huyền trợn trắng mắt. Ngươi có ý tứ gì? Liễu bên ngoài lộ tức giận, ngươi nói ai là ngu xuẩn đâu? Trước đừng có gấp phủ nhận sao? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, làm ta đoán xem. Trương Huyền đi tới, ánh mắt tại đây 14 danh thiên bảng cao thủ trên người đánh giá một vòng, lấy các ngươi cách làm, hẳn là trước sẽ làm một cái sa bàn linh tinh đồ vật, ân. Toàn bộ ô lỗ thị sa bàn, hơn nữa là đặc biệt tinh tế cái loại này, sau đó vài người ngồi ở sa bàn bên các loại tự hỏi, bắt trước mười mấy loại biện pháp, đúng không? Trương Huyền lời này vừa ra, Triệu Mãnh đám người trên mặt, đều lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Không cần như vậy ngoài ý muốn, Trương Huyền vẫy vẫy tay, các người có thể làm ra loại này hành vi, hoàn toàn là ở ta dự kiến bên trong sao, rốt cuộc hiện tại điện ảnh đều là như vậy diễn, các người khẳng định sẽ đi học. Cảm thấy rất tuấn tú, ở sa bàn thượng bắt trước hảo các loại hành động phương án sau, có phải hay không lại cải trang mấy chiếc xe, cái loại này có thể quay cuồng biển số xe, mang theo dùng một lần nhan sắc xe màng cái loại này, phương tiện các ngươi chạy trốn. Ngươi, Liễu Minh thấy phía chính mình làm sự, đều bị Trương Huyền khinh phiêu phiêu nói ra, có vẻ có chút khó thở. Nga, đúng rồi, Trương Huyền búng tay một cái, các ngươi tại hành động thời điểm, có phải hay không còn ra dáng ra hình, cho các ngươi chính mình. Cùng với đối phương nổi lên ngoại hiệu. Tỷ như cái gì diều hâu a, hoặc là cái gì cá mặn linh tinh. Là thợ săn, không phải cá mặn, Triệu Mãnh hắc một khuôn mặt trả lời. Không sao cả, Trương Huyền nhún vai, quản các ngươi gọi là gì, dù sao đều là cá mặn. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, Liễu Minh đi phía trước một bước. Trương Huyền khóe miệng một liệt, chỉ bằng ta hiện tại đem các ngươi phía sau kia phiến môn mở ra. Các ngươi liền phải toàn bộ bị chộp tới ngồi tù, đủ sao? Họ Trương, người mẹ nó. Liễu Minh giơ lên nắm tay. Liễu Minh, An Thanh Dương bắt lấy Liễu Minh cánh tay, đứng ở Liễu Minh trước người, nhìn chằm chằm Trương Huyền. Họ Trương, ta thừa nhận, hôm nay chúng ta là ra chút trạng huống, mà ngươi, đích đích xác xác đã cứu chúng ta. Điểm này chúng ta tạ ngươi, nhưng ngươi không thể liền như vậy phủ nhận chúng ta kế hoạch, đem chúng ta so sánh cá mặn. Như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ cho rằng kế hoạch của chính mình thiên y vô phùng sao? Trương Huyền nhướng mày, người có thể xuẩn, nhưng hại người khác, liền không hảo, tuyển tại đây loại rồng rắn hỗn tạp chạm trung chuyển động thủ, các ngươi thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh a. Liễu Minh nhíu mày, họ Trương, người rốt cuộc có ý tứ gì? Rất đơn giản, nói các ngươi là ngu xuẩn bái. Trương Huyền lấy thác tay, ngày hôm qua ta an bài thủ hạ người hỗn đến cái này chạm trung chuyển tới làm lâm thời công. Ngay cả bọn họ tới làm lâm thời công đều biết, có một nhóm người ở hỏi thăm hôm nay bán đấu giá đỉnh nên đi nào vận, các ngươi cho rằng người mua sẽ không biết sao. Nơi này là không có theo dõi, nhưng có quá nhiều người nhìn chằm chằm nơi này. Liễu bên ngoài sắc cả kinh, ta bị người bán đứng. Khó trách chúng ta vận hóa xe sẽ đột nhiên bị người tra. Bán đứng cái rắm, liền các ngươi loại này, còn đáng giá bán đứng. Trương Huyền bĩu môi, chính mình xuẩn liền chính mình xuẩn. Vì cái gì không muốn thừa nhận đâu. Vậy ngươi nói, nếu không phải bị người bán đứng, người khác sao có thể tra được hàng của bọn ta xe? Ngươi không phải vô nghĩa sao?
liền các ngươi cải trang kia mấy chiếc xe, tiếng gầm thanh ta cách mấy trăm mễ ngoại đều nghe được rành mạch, ai sẽ nhàn không có chuyện gì khai cải trang xe tới trạm trung chuyển. Trương Huyền đôi tay ôm ngực, phàm là có điểm đầu óc người, đều biết các ngươi không thích hợp. Ta, Liễu Minh còn muốn nói cái gì, bị An Đông Dương ngăn cản. Lần này sự, Trương Tổng nói đúng, đích đích xác xác là chúng ta làm thiếu suy xét, đối phương 4.2 tỷ chụp được đỉnh, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền vận, làm sao có thể là chúng ta mười mấy người tùy tùy tiện tiện là có thể đoạt xuống dưới. An Đông Dương thở dài, trên mặt toàn là mất mát. Đông Dương ca, chúng ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mười mấy người, Triệu Mãnh bọn họ, chính là thiên bảng cao thủ, toàn bộ hè oi bức, cũng tìm không ra tới nhiều ít so với bọn hắn cường, chỉ là chúng ta lần này tương đối bị động. Đổi một loại tình huống, chúng ta thật đúng là không sợ bọn họ. Liễu Minh trên mặt toàn là không phục chi sắc. Phụt, một đạo tiếng cười, từ bên cạnh truyền đến. Ngươi cười cái gì? Liễu Minh đôi mắt trực tiếp chừng hướng tiếng cười truyền đến phương hướng. Xin lỗi, xin lỗi. Trương Huyền vẫy vẫy tay, ta là thật sự không có nhịn xuống mà thôi. Thực buồn cười sao? Triệu Mãnh sắc mặt bất thiện nhìn lại đây. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt buồn cười. Trương Huyền trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, chỉ là, các người này đó cái gọi là thiên bảng cao thủ, liền bị người theo dõi, cũng không biết sao. Bị theo dõi? Triệu Mãnh đám người thân thể chấn động. Cái gì bị theo dõi? Liễu Minh trong mắt toàn là nghi hoặc. Triệu Mãnh đi hướng thùng đựng hàng bên cạnh, chậm rãi đẩy ra một phiến dấu ở dương trên người môn, vừa mới Trương Huyền người đúng là thông qua này phiến môn đưa bọn họ kéo vào tới. Triệu Mãnh thấy, bên ngoài lối đi nhỏ thượng. Một người đều không có, những cái đó đuổi theo bọn họ an bảo, ở cái này ngõ cụt chưa thấy được bọn họ sau, cũng đã rời đi. Bên ngoài không, Triệu Mãnh mở miệng, mặt sau người kia tự còn không có ra tới, liền nghe một trận tiếng cười to, từ đỉnh đầu trên không vang lên, đến từ kho để hàng hóa chuyên chở thùng đựng hàng kia tầng sắt lá bên ngoài. Một phen sắc bén chủy thủ, đột nhiên từ thùng đựng hàng đỉnh chóp đâm thủng ra tới, theo sau dùng sức một hoa, tầng này vốn là không hậu sắt lá đỉnh. Tức khắc bị vẽ ra một cái miệng to ra tới, ánh mặt trời theo phía trên chỗ hổng tưới xuống. Ngay sau đó, liền xem một con nhân thủ vói vào này chỗ hổng giữa, sau đó dùng sức một xé, bị hoa lạn thùng đựng hàng đỉnh, một chút đã bị sốc lên, Thiệu Uyên thân ảnh, xuất hiện ở chỗ hổng bên cạnh, giống như xem kỹ con mồi giống nhau, nhìn chằm chằm thùng đựng hàng nội mọi người. Chương 888 một người giải quyết. Thiệu Uyên ánh mắt, giống như chim ưng giống nhau, quét đến nhân thân thượng. Làm người có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Ta tưởng là ai gióng trống khua chiêng nói muốn cướp đỉnh, nguyên lai là An tiên sinh a, xem ra sa mạc nhật tử, An tiên sinh quá thực thoải mái, bằng không đâu có thể nào vừa ra mạc, liền nhàn không xuống dưới đâu. Thiệu Uyên mở miệng, hắn thanh âm, từ kho để hàng hóa chuyên chở phía trên, rõ ràng truyền tiến An Đông Dương trong tai. Thiệu Uyên về phía trước đi rồi một bước, theo sát nhẹ nhàng nhảy, tại đây nhảy hạ. Hắn cả người từ thùng đựng hàng phía trên chỗ hổng nhảy xuống tới. 5 mét độ cao, cũng không có cấp Thiệu Uyên tạo thành ảnh hưởng quá lớn, rơi xuống đất sau, hắn chỉ là chân bộ nhẹ cong, liền dỡ xuống lực lượng. An tiên sinh, nói thật, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, ngươi bất quá là một cái bình thường thương nhân, liền dám tự mình đi mạc trung tìm đỉnh, lại dám làm ra đoạt đỉnh loại sự tình này, chẳng qua, đầu của ngươi giống như không tốt lắm xử a. Thiệu Uyên chỉ đầu mình, tiếp tục nói. Vô luận là tiến mạc, vẫn là lần này đoạt đỉnh, lấy An tiên sinh ngươi tài lực, đều có thể tìm được cao thủ chân chính, đáng tiếc, bên cạnh ngươi trước sau vây quanh một đám A miêu A cầu, ta thật thế ngươi cảm thấy bi ai, ngươi loại này tính cái gì? Có tiền đều sẽ không hoa đúng không? Ngươi nói cái gì? Triệu Mãnh đi phía trước bước ra một bước, ngươi nói ai là A miêu A cầu? Thiệu Uyên mặt lộ vẻ châm chọc, liền nói các ngươi, có vấn đề sao? Ngươi tìm chết! Triệu Mãnh phía sau một người thiên bảng cao thủ hét lớn một tiếng, bước chân vừa động, bay thẳng đến Thiệu Uyên phóng đi. Làm thiên bảng cao thủ, bọn họ nội tâm, là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hôm nay, không riêng tại hành động mặt trên bị người âm một tay, vừa mới càng là bị Trương Huyền vô tình trào phúng, hiện tại ra tới một người, lại đem chính mình so sánh A miêu A cầu, làm hắn sao có thể lại nhẫn, tưởng cấp Thiệu Uyên một cái giáo huấn. Chỉ tiếc, thiên bảng cao thủ, đặt ở người thường giữa. Kia đích xác có thể đảm đương đến khởi cao thủ hai chữ, nhưng ở Thiệu Uyên loại này ngầm thế lực trước mặt, đó là căn bản không đủ xem. Biển cát cường đạo, dưới mặt đất thế lực giữa, bị bầu thành nhị đẳng, Thiệu Uyên làm biển cát cường đạo thủ lĩnh, kia phân thực lực, sao là cái gọi là thiên bảng cao thủ có thể so sánh nghĩ. Liền thấy,
Tên này thiên bảng cao thủ vọt tới Thiệu Uyên trước mặt, một cái tiên chân chiều Thiệu Uyên tả lạc rút đi. Thiệu Uyên mặt lộ vẻ khinh thường, cánh tay trái chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền bắt được tên này thiên bảng cao thủ toàn lực rút ra tiên chân. Thấy chính mình toàn lực một chân thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng như vậy ngăn trở, tên này thiên bảng cao thủ sắc mặt biến đổi, liền phải biến chiêu, kết quả phát hiện, chính mình chân bị đối phương chảo gắt gao, căn bản vô pháp nhúc nhích, thu không trở lại. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá tiểu, ta ở ngươi tuổi này thời điểm, nếu giống như ngươi giống nhau nhỏ yếu, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Thiệu Uyên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thấy rõ, cái gì kêu lực lượng, cùng tốc độ. Thiệu Uyên tiếng nói vừa dứt, đồng dạng một roi chân rút ra. Đồng dạng tiên chân, đặt ở hai người trên người, tạo thành hậu quả, là hoàn toàn bất đồng. Thiệu Uyên một roi này chân, thật liền giống như một cái roi thép giống nhau, mang theo một cổ cuồng bạo chi thế đánh úp lại, trực tiếp đá vào tên này thiên bảng cao thủ tả lạc thượng. Ở Thiệu Uyên một roi này chân hạ, tên này thiên bảng cao thủ trực tiếp bay ngược đi ra ngoài 5-6 mét xa, cả người thật mạnh đánh vào kho để hàng hóa chuyên chở bên cạnh sắt lá thượng. Mồm to máu tươi tự yết hầu phun ra, hắn sắc mặt trắng bệch, đầy mặt thống khổ che lại chính mình tả lạc, phát ra kêu rên. Thiệu Uyên này một chân, trực tiếp đem hắn tả lạc toàn bộ đá chặt đứt. Ta lộng chết ngươi, lại một người thiên bảng cao thủ nhìn thấy đồng bạn bị đánh trọng thương, đôi mắt đỏ lên, hét lớn một tiếng, vọt đi lên. Rác rưởi, Thiệu Uyên liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, lại lần nữa một chân đá ra. Tên này mới vừa lao tới thiên bảng cao thủ liền quyền cũng chưa tới kịp huy, đã bị Thiệu Uyên nhẹ nhàng đá phi. Một bên, Liễu Minh cùng An Thanh Dương hai người đôi mắt trừng tròn xoe, đường đường thiên bảng cao thủ, ở toàn bộ hè oi bức đều thuộc về đỉnh cấp cường giả nhân vật, lúc này thế nhưng không phải trước mặt người này hợp lại chi địch. Là cao thủ, cùng nhau thượng, Triệu Mãnh xem đồng tử co rụt lại, Thiệu Uyên sở biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ, làm hắn đều cảm thấy kinh hãi không thôi, biết chính mình ở đây bên này. Không có một người có thể độc thắng người này, thả, người này vừa thấy liền biết không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người, hiện tại hiển nhiên không phải nói chuyện mặt mũi thời điểm, giải quyết trước mắt sự mới quan trọng nhất. Còn lại 11 danh thiên bảng cao thủ, nghe được Triệu đột nhiên lời nói, cũng đều không hề do dự, cơ hồ đồng thời chiều Thiệu Uyên phóng đi, hơn nữa Triệu Mãnh, tổng cộng 12 danh thiên bảng cao thủ, cộng đồng công hướng Thiệu Uyên. 12 đánh 1, mặc kệ thấy thế nào, Thiệu Uyên đều không phải đối thủ. Nhưng chân thật tình huống là, nhân phẩm Triệu Mãnh này 12 danh thiên bảng cao thủ dùng hết toàn lực, đều không thể đối Thiệu Uyên tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn, ngẫu nhiên đánh tới Thiệu Uyên một quyền, đá đến Thiệu Uyên một chân, cũng không đau không ngứa. Trái lại Thiệu Uyên bên kia, từng quyền hung ác, chân chân chí mạng, nếu không có là Triệu Mãnh bên này người nhiều, nếu không, chẳng sợ thực lực mạnh nhất Triệu Mãnh, đều không thể ở Thiệu Uyên thủ hạ căng quá ba chiêu, nhưng tuy là như thế, bọn họ cũng là bị đánh kế tiếp bại lui. Hoàn toàn bị Thiệu Uyên áp chế. Đang ở trong chiến đấu Thiệu Uyên đột nhiên mở miệng, hảo, không cùng các ngươi chơi, ta hôm nay tới tìm An tiên sinh, vẫn là có chính sự muốn nói, ngày nào đó có rảnh, lại đến giáo huấn các ngươi này đó A Miêu A Cẩu đi. Thiệu Uyên tiếng nói vừa dứt, trên tay động tác đột nhiên nhanh hơn, hắn như vậy đột nhiên biến chiêu, làm Triệu Mãnh bọn người chưa kịp phản ứng, mới vừa phát hiện không đúng, đã bị Thiệu Uyên một quyền chùy ở ngực, đánh miệng phun máu tươi, thở không nổi. Thiệu Uyên như hổ nhập dương đàn, đại khai đại hợp, mấy chiêu lúc sau, tính cả Triệu Mãnh ở bên trong 12 danh thiên bảng cao thủ, toàn bộ bò trên mặt đất, khởi không tới thân. Đến tận đây, 14 danh thiên bảng cao thủ, toàn bộ bị Thiệu Uyên một người giải quyết. Lại xem Thiệu Uyên, liền đại khí cũng chưa xuyễn một chút. Một bên An Thanh Dương cùng Liễu Minh hai người, không tự giác lui ra phía sau vài bước, xem Thiệu Uyên trong ánh mắt, toàn là sợ hãi, ở hai người bọn họ nhận chi giữa. Thiên bảng cao thủ, đã là cường không thể lại cường, đặc biệt là Triệu Mãnh, thiên bảng đứng hàng 21, nhìn chung toàn bộ hè oi bức, so với hắn cường cũng bất quá chỉ có 20 người, nhưng hiện tại, ở cái này người trước mặt, Triệu Mãnh liền so chiêu năng lực đều không có. Thiệu Uyên vặn vẹo cổ, mở miệng nói, An tiên sinh, ngươi nói một chút ngươi, nếu đều đã rời đi, hà tất lại tìm trở về đâu. An Đông Dương gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Uyên, ra tiếng nói, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi đã sớm cùng nước ngoài kim chủ có liên hệ, lần này khắc rỗi đỉnh bán đấu giá, chỉ là ngươi tưởng rời đi người khác trong mắt mà thôi, ngươi muốn đem này đỉnh bán được nước ngoài đi. U, nhìn không ra tới, An tiên sinh tin tức của ngươi còn rất linh thông sao. Thiệu Uyên ngữ khí giữa tràn ngập một cổ tán dương ý vị,
chẳng qua, này cùng ngươi An tiên sinh có quan hệ gì đâu. Này đỉnh là chúng ta hè oi bức đồ vật, lý nên lưu tại chúng ta hè oi bức, như thế nào có thể bán cấp người nước ngoài. An Đông Dương nhéo nắm tay. Chương 889K, thực xin lỗi. Ai, Thiệu Uyên thở dài, An tiên sinh a à, An tiên sinh, ta có đôi khi thật là cảm khái thế giới này bất công, ngươi rõ ràng có được tuyệt đại đa số người tha thiết ước mơ tài phú, lại cố tình phải làm chút tìm chết sự tình, ta vốn là tưởng trực tiếp làm thịt ngươi, bất quá xem ở mọi người đều là hè oi bức người phân thượng, ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, ta hiện tại đem đầu của ngươi ninh xuống dưới, đệ nhị, ngươi dùng ngươi tiền, tới mua ngươi mệnh. Chúng ta có thể làm giao dịch, An Đông Dương hít sâu một hơi, ngươi muốn tiền, liền đem kia đỉnh bán cho ta, ta cho ngươi so đối phương còn muốn cao giá cả. Ha ha ha, Thiệu Uyên phát ra một tiếng cười to, An Đông Dương, ngươi có phải hay không không làm minh bạch tình huống hiện tại a? Ta không phải muốn bán cho ngươi đỉnh, ta là làm ngươi, mua ngươi mệnh. Thiệu Uyên nói xong, bỗng nhiên duỗi tay, khóa trụ An Đông Dương yết hầu, hôm nay, ngươi cho ta tiền, ta tha cho ngươi mệnh, minh bạch sao? Bị khóa trụ yết hầu An Đông Dương, sắc mặt tức khắc nghẹn hồng, đôi tay không tự giác muốn bẻ ra Thiệu Uyên tạp trụ chính mình yết hầu bàn tay to, lại bất lực. An tiên sinh, nói đi, muốn bao nhiêu tiền mua ngươi danh, cho ta một cái vừa lòng con số, dùng ngươi ngón tay nói cho ta, ngươi chỉ có một lần cơ hội nga. Thiệu Uyên giống như nắm chắc thắng lợi thợ săn giống nhau, giơ lên mỉm cười. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đứng ở một bên An Thanh Dương lớn tiếng nói, ngươi nói cái con số, ngươi muốn nhiều ít chúng ta đều có thể cho ngươi, thả ta ca. Muốn nhiều ít đều được, Thiệu Uyên trên mặt lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, tiểu cô nương, người này nói chuyện, chính là đến trải qua đại não tự hỏi, nếu ta nói ra giá cả, các ngươi cấp không đến, kia lại làm sao bây giờ? Chỉ cần chúng ta An gia có thể cho, ngươi tùy tiện đề. Nga, nếu vị này xinh đẹp tiểu thư đều mở miệng, ta đây Thiệu Uyên cũng không cùng các ngươi khách khí. Thiệu Uyên một tay nhéo An Đông Dương yết hầu, đem An Đông Dương nhắc lên, một cái tay khác, vươn năm căn ngón tay, ta muốn cái này số. 500 triệu, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi thả ta ca. An Thanh Dương vội vàng ứng hạ. 500 triệu, ta nói mỹ nữ, ở ngươi trong lòng, An tiên sinh mệnh, chỉ trị giá cái này số sao. Ân, Thiệu Uyên ánh mắt một lăng, nắm An Đông Dương yết hầu tay lại lần nữa dùng sức, ta muốn 500 triệu. 500 triệu, An Thanh Dương thân thể chấn động, chúng ta sao có thể lấy ra 500 triệu tới. Thiệu Uyên vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi, các ngươi như thế nào lấy ra tới ta mặc kệ, ta chỉ lo lấy tiền, 500 triệu, cho ngươi 10 phút thời gian, lấy không ra, hôm nay An Đông Dương đầu rơi xuống đất. 10 phút căn bản là không có khả năng, An Thanh Dương sắc mặt nôn nóng, ngươi biết 500 triệu là cái gì khái niệm sao? Liền tính đi ngân hàng lấy, quang đếm tiền, phải số mấy ngày. Thiệu Uyên xem đều không hề xem An Thanh Dương liếc mắt một cái, lo chính mình mở miệng, còn có 9 phần 50 giây. Thời gian quá ngắn, ngươi ít nhất phải cho ta nửa giờ thời gian. An Thanh Dương lấy ra di động, nôn nóng nói. Còn có 9 phần 40 giây. Thiệu Uyên mặc đếm, hắn trên người, tản ra một loại cường đại áp lực. An Thanh Dương không ngừng điểm chính mình màn hình di động, ta hiện tại làm người thấu tiền. An Thanh Dương điểm ra một cái dãy số, đang lúc tay nàng yếu điểm ở trên màn hình thời điểm, đột nhiên phát hiện, chính mình thủ đoạn, bị một con bàn tay to bắt lấy. An Thanh Dương vừa nhấc đầu, liền thấy Thiệu Uyên chính híp mắt nhìn chằm chằm chính mình, mỹ nữ, cái này điện thoại cũng không thể đánh nga, bằng không, ta cũng chỉ có thể từ bỏ này 500 triệu, đem các ngươi toàn bộ làm thịt. Ở Thiệu Uyên dưới ánh mắt, An Thanh Dương có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác, cái này làm cho An Thanh Dương theo bản năng nuốt khẩu nước bọt, gật gật đầu. Thiệu Uyên buông ra bắt lấy An Thanh Dương thủ đoạn tay, lại lần nữa ra tiếng, còn có 9 phần linh. Được rồi. Đừng đếm, có phiền hay không a? Một đạo thanh âm, đột nhiên đánh gãy Thiệu Uyên nói. Thiệu Uyên ánh mắt một nghiêng, theo dõi mở miệng đánh gãy chính mình Trương Huyền. An Thanh Dương cũng là mặt đẹp cả kinh, không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, cái này họ Trương, còn dám cùng người này nói như vậy. Ta nhớ rõ ngươi, Thiệu Uyên nhìn Trương Huyền, thấp giọng mở miệng. Ngươi này không phải thí lời nói sao? Trương Huyền vươn tay phải ngón út, đào đào lỗ tai, ta nói. Ta như thế nào cũng là An tiên sinh hoa 1000 vạn thỉnh bảo tiêu, ngươi này làm cho ta mặt, liền bắt cóc tạo ủy thác người đòi tiền, có phải hay không có điểm quá không hợp quy củ a? Bảo tiêu, ngươi, Thiệu Uyên trên mặt lộ ra một mặt cười nhạo,
nếu ngươi cảm thấy không hợp quy củ, ta đây liền ấn quy củ tới, trước làm thịt ngươi, lại nói khác. Thiệu Uyên bắt lấy An Đông Dương nhẹ buông tay, trở tay một quyền chiều Trương Huyền mặt đánh tới, này một quyền, có thể nói đem mau chuẩn tàn nhẫn ba chữ phát huy tới rồi cực hạn, này nắm tay ở An Thanh Dương cùng Liễu Minh hai người trong mắt, đã mau thành ảo ảnh, kia góc độ xảo quyệt, lực lượng cường đại, chỉ là xem, đều làm hai người bọn họ cảm thấy một trận tuyệt vọng, càng đừng nói như thế nào đi ngăn cản Thiệu Uyên này một quyền. Bọn họ trơ mắt nhìn Thiệu Uyên này một quyền đánh hướng Trương Huyền mặt. Liền ở Thiệu Uyên nắm tay khoảng cách Trương Huyền mặt chỉ còn không đến 10 cm thời điểm, Trương Huyền đột nhiên nâng lên tay phải, che ở chính mình mũi trước, vững vàng bắt lấy Thiệu Uyên đánh tới này một quyền. Thiệu Uyên phát hiện, chính mình một quyền, bị Trương Huyền khinh phiêu phiêu chặn lại, cái này làm cho hắn trong lòng giật mình. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, tốc độ quá chậm, lực lượng quá tiểu, nếu ta tới rồi ngươi tuổi này, sẽ như vậy nhược nói, nga, tính, ta nếu như vậy nhược, sống không đến ngươi tuổi này. Trương Huyền nói xong, giơ lên chính mình tả quyền, ta tới giáo giáo ngươi, cái gì kêu lực lượng, tốc độ. Trương Huyền tả quyền múa may, thẳng tắp chiều Thiệu Uyên trên mặt đánh đi. Hiện tại phát sinh một màn, liền giống như Thiệu Uyên vừa rồi giáo huấn đệ nhất danh cùng hắn động thủ thiên bảng cao thủ giống nhau. Thiệu Uyên giáo huấn tên kia thiên bảng cao thủ tiên chân, tên kia thiên bảng cao thủ không thể ngăn cản. Hiện tại, Trương Huyền đánh hướng Thiệu Uyên trên mặt này một quyền. Thiệu Uyên đồng dạng vô pháp ngăn cản. Một quyền. Thiệu Uyên cả người giống như một viên đạn pháo, bị Trương Huyền oanh bay ra đi, cả người bay ngược đi ra ngoài 7-8 mét, cũng là quăng ngã ở kho hàng bên cạnh sắt lá thượng mới dừng lại tới. Nếu nhìn kỹ, Thiệu Uyên phía sau kia tầng sắt lá, đều nứt ra rồi, đủ để thấy, Trương Huyền này một quyền uy lực, có bao nhiêu đại. Mà vừa mới còn có một loại nhìn xuống chúng sinh, theo sau quyết định người khác sinh tử chi uy Thiệu Uyên. Mặt cốt đều ở Trương Huyền này một quyền hạ bị đánh sụp đổ, mũi càng là oai tới rồi một bên, hốc mắt phía dưới rõ ràng vỡ ra, máu tươi từ Thiệu Uyên mắt phải khuông giữa dòng ra tới, phá lệ dọa người. Như vậy một màn, làm mặc kệ Liễu Minh vẫn là An Thanh Dương, cùng với Triệu Mãnh kia 14 danh thiên bảng cao thủ, đều mở to hai mắt nhìn, này ở bọn họ trong mắt không thể địch nổi, cường đến mức tận cùng một người, lúc này thế nhưng bị người nhẹ nhàng một quyền liền giải quyết. Liễu Minh nhìn về phía Trương Huyền, dùng sức nuốt khẩu nước bọt, ca, thực xin lỗi. Chương 890 đó là ta hè oi bức đồ vật. Liễu Minh như vậy lưu loát nhận sai, náo loạn Trương Huyền một cái trở tay không kịp. Ở Trương Huyền kiến thức quá rất nhiều phú nhị đại bên trong, này Liễu Minh cũng coi như là riêng một ngọn cờ đi. An Thanh Dương đứng ở nơi đó, yên lặng không có hé răng, nàng ban đầu các loại trào phúng Trương Huyền, cười Trương Huyền mấy ngày liền bảng cũng không biết. Cũng dám tự xưng cao thủ, nhưng hiện tại phát sinh một màn, làm An Thanh Dương minh bạch, cái gọi là thiên bảng cao thủ, kỳ thật cũng không có rất mạnh, 14 danh thiên bảng cao thủ bị một người nghiền áp, mà người này, lại bị Trương Huyền sở nghiền áp. An Đông Dương che lại yết hầu, liền ho khan vài tiếng, mới hoãn quá mức tới, chỉ là sắc mặt còn đỏ lên. Trương Tổng, đa tạ. Có cái gì tạ, Trương Huyền vẫn luôn đều ở quan sát An Đông Dương biểu tình, ta bản thân chính là ngươi thỉnh bảo tiêu sao. Này một cái nhị lưu ngầm thế lực người đều giải quyết không được, tính cái gì bảo tiêu. Trương Huyền lúc này đây, cố ý đưa ra ngầm thế lực mấy chữ, chính là muốn nhìn xem An Đông Dương biểu tình biến hóa, nhưng hắn lại không từ An Đông Dương trên mặt nhìn đến một chút không thích hợp biểu tình. An Đông Dương nghe được nhị lưu ngầm thế lực mấy chữ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngầm thế lực. Có ý tứ gì? Không có gì, chúng ta An Bảo giới đối một loại thực lực phân chia mà thôi. Trương Huyền tùy tiện tìm cái lấy cớ. Hiện tại, Trương Huyền đối An Đông Dương định nghĩa chỉ có hai cái. Đệ nhất, An Đông Dương che giấu rất sâu, hắn lúc nào cũng ở diễn, có thể tinh chuẩn đem khống chính mình cảm xúc, bao gồm theo bản năng biểu tình, đều ở hắn khống chế trong vòng, thật muốn như vậy, cái này An Đông Dương, tuyệt đối là một cái thực đáng sợ nhân vật. Đệ nhị, đó chính là An Đông Dương thật sự cái gì cũng không biết, khả năng hắn chỉ là chịu người chi thác tới lấy cái này đỉnh. Này hai loại. Trương Huyền càng có khuynh hướng người sau, rốt cuộc Trương Huyền tự hỏi, liền hắn đều làm không được che giấu giống An Đông Dương sâu như vậy. Quăng ngã ở kho để hàng hóa chuyên chở bên cạnh Thiệu Uyên lại nhìn về phía Trương Huyền khi, trong mắt mang theo sợ hãi, thân là nhị lưu ngầm thế lực thủ lĩnh, Thiệu Uyên gặp qua rất nhiều cường giả, hắn không có gì quá lớn ngạo khí, không giống những cái đó thiên bảng cao thủ như vậy, cho rằng chính mình không đâu địch nổi, cho nên đối mặt những cái đó cường giả. Thiệu Uyên trong lòng là có một viên kính sợ chi tâm.
Từ Trương Huyền lúc này đây ra tay, Thiệu Uyên liền minh bạch, trước mặt người này, là đáng giá chính mình kính sợ cao thủ, thực lực của hắn, căn bản là không phải chính mình có thể bằng được, chỉ sợ chỉ có những cái đó nhất lưu thế lực cao thủ đứng đầu, mới có thể cùng hắn địch nổi đi. Triệu Mãnh chờ vài tên thực lực hơi cường điểm thiên bảng cao thủ, gian nan từ trên mặt đất bò dậy, nhìn mắt quăng ngã ở góc khởi không tới Thiệu Uyên, ra tiếng hỏi, người kia như thế nào giải quyết? Thả đi, Trương Huyền nhún vai. Thả, Triệu Mãnh đám người kinh ngạc một tiếng. Bằng không đâu, các ngươi ai đi đem hắn làm thịt? Trương Huyền bĩu môi. Trương Huyền lời này vừa ra, Triệu Mãnh mấy người đều theo bản năng nhìn về phía chính mình bên cạnh người, những người này cũng đều qua lại nhìn, tất cả đều không ra tiếng. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, tình huống như vậy, hắn đã sớm đoán trước tới rồi, giết người. Trương Huyền khẳng định, mấy ngày này bảng cao thủ khẳng định dám làm, nhưng vấn đề là, ai dám tại như vậy nhiều người trước mặt đi làm. Không ai nguyện đương cái này chim đầu đàn. Hiện trường trầm mặc mười mấy giây sau, Trương Huyền hướng Thiệu Uyên mở miệng, như thế nào? Cho ngươi đi thời gian, ngươi không nghĩ đi. Cảm ơn đại nhân, Thiệu Uyên vội vàng bò lên, quỳ trên mặt đất, hướng Trương Huyền khái cái vang đầu, theo sau đột nhiên đâm hướng phía sau sắt lá. Loại này sắt lá như thế nào có thể chống đỡ được Thiệu Uyên bực này cao thủ, một chút đã bị xé ra cái khẩu tử, Thiệu Uyên té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài. Từ Thiệu Uyên xé mở cái kia khẩu tử, kho để hàng hóa chuyên chở nội mấy người, tận mắt nhìn thấy đến mấy chiếc xe vận tải xử qua đi. Không xong, đỉnh bị chở đi. An Thanh Dương kinh hô một tiếng. Như thế nào, các ngươi còn muốn cướp đỉnh? Trương Huyền nhún vai, không sợ lại bị người truy chạy vắt giò lên cổ. An Thanh Dương há miệng thở dốc, lần này lại không cách nào ra tiếng. Trương Huyền liên tiếp hai lần cứu bọn họ. Bọn họ thật đúng là nghĩ không ra còn có cái gì lý do lại dỗi Trương Huyền. An Đông Dương vẻ mặt mất mát đứng ở một bên, không ngừng thở ngắn than dài. An tiên sinh, nhìn dáng vẻ, người này tâm tình thật không tốt ha. Trương Huyền cười nói. Một quốc gia trọng khí, bị những người này vận ra hè oi bức, bán được người nước ngoài trong tay, thân là hè oi bức con dân, ta như thế nào có thể có tốt tâm tình, mấy thứ này bán được bên ngoài, chính là cấp người nước ngoài giễu cợt chúng ta hè oi bức dùng. An Đông Dương gắt gao niết quyền, trong mắt mang theo một mạt phẫn hận, nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ. An tiên sinh, nói như vậy, ngươi là khó chịu này đỉnh vận đến nước ngoài. Trương Huyền nhướng mày. Đương nhiên, An Đông Dương vô cùng khẳng định gật đầu, lúc trước Lâu Lan có di tích sự truyền ra tới, đại gia sôi nổi đi trước Lâu Lan, ta bái phỏng rất nhiều người, tìm đọc rất nhiều tư liệu, có 80% nắm chắc, xác định di tích bên trong có khắc rũi đỉnh, đó là cùng tư mẫu mậu đỉnh cùng lúc sản vật. Đại biểu không riêng gì sang quý giá trị, càng quan trọng, là một loại tinh thần, như thế nào có thể rơi xuống người nước ngoài trong tay. Đây là một loại sỉ nhục, một loại bi ai. Thiệu Uyên thân là hè oi bức người, lại vì người nước ngoài làm việc, hắn không xứng làm hè oi bức con dân. Trương Huyền rất là ngoài ý muốn nhìn mắt An Đông Dương, ở An Đông Dương biểu hiện cảm xúc giữa, Trương Huyền thực rõ ràng cảm nhận được một loại phẫn nộ. Được rồi, Trương Huyền đi lên trước, vỗ vỗ An Đông Dương bả vai. Không cần sinh lớn như vậy khí. Có thể nào không tức giận? Trương Tổng, đây là chúng ta hè oi bức đồ vật A. Năm đó, hè oi bức nhiều ít chí bảo lưu lạc hải ngoại, là nhiều ít ái quốc Hoa Kiều dùng hết tiền tài cùng tánh mạng mới tặng trở về. Bọn họ vốn là một phương phú giả, lại vì ta hè oi bức chi vật, phụng hiến sinh mệnh. Hiện giờ, khắc rũi đỉnh rõ ràng liền ở hè oi bức khai quật, lại phải bị Thiệu Uyên liên hợp người khác đưa ra đi, ta. Ngươi sẽ không minh bạch ta ca. An Thanh Dương ra tiếng, cho tới nay, ta ca kiếm tiền ước nguyện ban đầu, chính là muốn đem những cái đó nguyên bản thuộc về hè oi bức đồ vật, thông qua hắn nỗ lực lấy về hè oi bức, bằng không ngươi cho rằng, ta ca vì cái gì mạo lớn như vậy nguy hiểm đi đoạt lấy khắc rũi đỉnh. So với đoạt, trực tiếp mua tới sẽ càng tốt, nhưng này đỉnh, bọn họ là sẽ không làm chúng ta chụp đến, liền tính hô lên 100 tỷ giá cả, cũng có người tới đoạt, bọn họ muốn, không phải tiền, là muốn nhục nhã chúng ta hè oi bức. An gia hai huynh muội thái độ, hoàn toàn ra ngoài Trương Huyền dự kiến, vì quốc gia vinh dự, đi phạm hiểm nhập mạc, lại tới đoạt đỉnh, người như vậy, ở Trương Huyền bọn họ vị trí thế giới ngầm chung, sẽ bị người cho rằng ngu ngốc. Nhưng loại này ngu ngốc, lại một chút đều không ít. Trương Huyền nhìn trước mặt An gia hai huynh muội, đột nhiên nghĩ tới Ngân Châu với Hạo Vũ cùng với Hạo Nguyên hai huynh đệ, hai người bọn họ còn tuổi nhỏ, liền xông vào quốc gia tiền tuyến, kia phân kiên nghị, kia phân tín niệm. Làm Trương Huyền đều vì này bội phục, thối lui ngũ sau,
lại bị một cái gọi là minh tinh đi nhục nhã. An tiên sinh, người cũng đừng ủ rũ cụp đuôi, còn có chuyện, người đến lập tức làm a. Chuyện gì? An Đông Dương có chút ánh mắt tan rã. Ta kia 1 tỷ, người chừng nào thì cho ta. Chương 891 hắn không cơ hội. 1 tỷ. An Thanh Dương vừa nghe lời này, một chút liền tạc mao. Họ Trương, ta thừa nhận, ngươi là đã cứu chúng ta 2 lần, ngươi muốn chỗ tốt, ta có thể lý giải, nhưng này 1 tỷ, là ta ca làm ngươi giúp hắn đoạt đỉnh cho ngươi hứa hẹn tiền, như bây giờ tình huống, ngươi như thế nào có thể trương đến mở miệng. Thanh Dương, không được vô lễ. An Đông Dương răn dậy 1 tiếng, theo sau hướng Trương Huyền nói, Trương Tổng, hôm nay nếu không ngươi, ta An Đông Dương này mệnh cũng bảo không xuống dưới. Không phải bị Thiệu Uyên giết, cũng muốn bị người bắt đi, này 1 tỷ, coi như làm ta lòng biết ơn. Không, Trương Huyền vươn tay phải ngón trỏ, ở An Đông Dương trước mặt lắc lắc, ngươi nếu tưởng tính ta cứu ngươi nói, này 1 tỷ ngươi đến khác ra, ta nói chính là, đoạt đỉnh 1 tỷ. Trương Huyền nói xong, búng tay một cái. Một người vận hóa công nhân trang điểm địa ngục hành giả, đẩy một cái xe đẩy tay đi ra, tại đây xe đẩy tay thượng, thình lình phóng 1 tôn đồng thau đỉnh. Đỉnh thượng dính đầy màu xanh đồng, chỉ là xem, liền cho người ta một loại lịch sử đã lâu cảm giác. Ở nhìn đến này đỉnh nháy mắt, An Đông Dương trừng lớn đôi mắt. An Thanh Dương vốn dĩ muốn tiếng mắng xuất khẩu, lại bởi vì này đỉnh xuất hiện, lập tức nhắm lại miệng. An tiên sinh, ta hỏi ngươi muốn, chính là đoạt đỉnh tiền. Trương Huyền cười lớn 1 tiếng, làm cái thỉnh thủ thế. An Đông Dương có chút không thể tin tưởng chậm rãi chiều đỉnh đi đến. Hắn giống như nhìn chính mình âu yếm hài tử giống nhau, một chút đánh giá trước mặt này tòa đỉnh. Khắc rũi đỉnh, đây là khắc rũi đỉnh, thật sự khắc rũi đỉnh. An Đông Dương quan sát một phen sau, phát ra kinh hỉ thanh âm, ánh mắt lộ ra mừng như điên thần sắc. Sao có thể, An Thanh Dương kinh ngạc một chút, nhìn về phía Trương Huyền, kia đỉnh vừa mới không phải bị trở đi sao? Chẳng lẽ nói chúng ta ở kho để hàng hóa chuyên trở thời điểm, người an bài người đi đoạt lấy đỉnh? Ta nói mỹ nữ, loại này thời điểm đoạt đỉnh, ngươi xem ta giống não tàn sao? Trương Huyền trợn trắng mắt, các ngươi mới vừa nháo như vậy đại, nhân gia còn không hảo hảo nhìn a. Ta lấy cái gì lặng yên không một tiếng động đem đỉnh vận tiến vào. Vậy ngươi là? Tối hôm qua liền lấy tới lạc, Trương Huyền thắc khai đôi tay, ở các ngươi ngủ thời điểm. An Thanh Dương lắc đầu, tối hôm qua, không có khả năng, tối hôm qua đỉnh vẫn luôn ở viện bảo tàng phóng. Ngươi sao có thể lặng yên không một tiếng động lấy ra tới? Ngươi làm như thế nào được? Liền làm như vậy đến bái, cụ thể chính ngươi tưởng. Trương Huyền không có nhiều giải thích, quay đầu hướng An Đông Dương nói, An tiên sinh, này đỉnh cho ngươi đoạt tới, đến nỗi nên như thế nào vận đi ra ngoài, chính là chuyện của ngươi, chúng ta công ty tài khoản ngươi cũng biết, xác định không có lầm sau, nhớ rõ chuyển khoản nga. Trương Huyền hướng An Đông Dương phất phất tay, theo sau kéo ra chính mình bên cạnh sắt lá môn, đi ra ngoài. Những cái đó hàng hóa chuyên chở công nhân trang điểm địa ngục hành giả, cũng đều đi theo Trương Huyền bên người, đi ra ngoài. Khoang chứa hàng nội, liền thừa An Đông Dương đám người. Là thật sự, đây là thật sự đỉnh, không có sai, ta dám xác định, này nhất định là thật sự. An Đông Dương vuốt trước người đồng thau đỉnh, không ngừng lẩm bẩm. An Thanh Dương nhìn Trương Huyền đám người rời đi xuất khẩu, nheo lại đôi mắt. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Không có khả năng a. Mặc cho An Thanh Dương như thế nào đều không thể nghĩ đến, Trương Huyền tối hôm qua đoạt đỉnh quá trình, chính là sấn nửa đêm trời tối, chạy tiến viện bảo tàng, sau đó một người khiêng này trọng đạt gần 1.000 cây di đồng thau đỉnh, chạy ra tới. Kia ở An Thanh Dương trong mắt kín không kẽ hở viện bảo tàng, ở Trương Huyền trong mắt, giống như là trống trải đại đường giống nhau, có quá nhiều lỗ hổng có thể cho hắn đi chui. Trương Huyền rời đi kho để hàng hóa chuyên chở sau, những cái đó đi theo hắn phía sau địa ngục hành giả tự phát tan đi, đương Trương Huyền rời đi trung chuyển bộ thời điểm, hắn phía sau không còn có người khác. Nhìn hạ thời gian, Trương Huyền thẳng đến sân bay mà đi, kia giá lâm thị tư nhân phi cơ, còn ở sân bay chờ hắn, chờ Trương Huyền đã đến sau, xông lên tận trời. Buổi chiều 6 giờ, Trương Huyền xuất hiện ở Ngân Châu sân bay. Tiên sinh ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Một người diện mạo tú lệ, dáng người cao gầy tiếp viên hàng không đã đi tới. 2 ngày này có tình huống như thế nào sao? Trương Huyền bước chân không đình, vừa đi một bên hỏi. Phu nhân nơi đó hết thảy bình thường, tổ hiển bị người mang về tới sau vẫn luôn ở bệnh viện mang theo, đã an bài bác sĩ tâm lý đối hắn tiến hành khai đạo, hiệu quả không tồi,
hẳn là ngày mai liền không có gì sự, chỉ là Từ Uyển cô nương bên kia ra điểm phiền toái. Tiếp Viên Hàng Không trên mặt treo một nụ cười, mặc cho ai xem, đều sẽ không cảm thấy Tiếp Viên Hàng Không lại cùng Trương Huyền hội báo cái gì. Phiền toái, rất lớn sao? Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua Từ Uyển cho chính mình gọi điện thoại, chính mình không có nhận được, lại về quá khứ thời điểm, Từ Uyển bên kia vẫn luôn cũng chưa người tiếp nghe. Không phải rất lớn, vẫn luôn an bài người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ là khó xử Từ Uyển cô nương người, là phu nhân khách nhân, chúng ta đang đợi đại nhân mệnh lệnh của ngươi. An bài cá nhân mang ta qua đi nhìn xem đi. Trương Huyền lúc này, đi đến sân bay cửa, một bước mãi đi ra ngoài. Tốt, Tiếp Viên Hàng Không ở sân bay trước đại môn dừng lại bước chân, hướng Trương Huyền hơi hơi khom người. Trương Huyền đi ra sân bay không đến 30 giây, một chiếc chạy băng băng e cấp ngừng ở hắn trước người, Trương Huyền kéo ra cửa xe, ngồi vào ghế sau. Từ Uyển hiện tại ở đâu? Trương Huyền vừa lên xe liền mở miệng hỏi nói. Từ Uyển nữ sĩ tối hôm qua đi tham gia đồng học tổ chức party, vẫn luôn không có ra tới, party chung một người kêu Khâu Minh Huy cấp Từ Uyển cô nương hạ quá 3 lần dược. Bất quá đều bị chúng ta an bài người cấp ngăn cản. Lái xe tài xế nói. Hạ dược, Trương Huyền trong mắt hiện lên một tia hàn mang, về sau gặp được thương tổn người nhà của ta sự, không cần phải xen vào đối phương là ai, trực tiếp làm thịt là được. Minh bạch, tài xế gật gật đầu. Tài xế mang theo Trương Huyền, một đường chạy đến Hồng Loan. Cái gọi là Hồng Loan, là Ngân Châu thị rất nhiều đại hình giải trí hội sở tụ tập địa. Nơi này có đủ loại karaoke siêu thị. Tắm rửa, massage thành, cũng có một ít chuyên môn bị người thuê xuống dưới khai oanh bò địa phương. Từ Uyển tham gia cái này đồng học tụ hội, chính là một lần tập thể oanh bò, từ tối hôm qua mãi cho đến hiện tại. Đại nhân, bên trong cùng sở hữu 26 danh học sinh, trong đó 17 cái nam tính, 9 tên nữ tính, Từ Uyển nữ sĩ kia hai gã bạn tốt cũng ở bên trong. Ở một nhà đại hình oanh bò quản trước, tài xế đem xe dừng lại, bên trong phục vụ sinh tất cả đều là chúng ta người. Từ Uyển cô nương tạm thời an toàn, bất quá đối phương 3 lần hạ dược đều bị phá hư, giống như có chút không chịu nổi tính tình. Hắn không cơ hội này. Trương Huyền thần sắc bình tĩnh mở cửa xe, đi xuống xe, chiều kiệu oanh bỏ quán đại môn đi đến. Một cái đại hình oanh bỏ quán, bên trong có rất nhiều giải trí phương tiện, tỉ như gia đình rạp chiếu phim, tiệm pizza, nướng BBQ sân phơi, phòng chơi từ từ. Đối với rất nhiều sinh viên tới nói, tại đây loại oanh bò quán cử hành một lần tụ hội, đều là không tồi lựa chọn, mỗi người ra một chút tiền, tiêu phí không lớn, chơi còn vui vẻ. Hơn nữa loại này oanh bò, thực chịu người hoan nghênh, bởi vì dưới tình huống như vậy, đại gia buổi tối đều sẽ ở tại oanh bò trong quán, cấp một ít ám sinh tình tố nam nữ đồng học cung cấp không ít nhiều tiếp xúc cơ hội. Chương 892 nói ra dọa dọa ta. Từ Uyển, khát nước đi, uống điểm đồ uống. Một người thanh niên cầm một ly nước chanh. Tiến đến Từ Uyển trước mặt, này thanh niên, đúng là ngày đó đi theo Khâu Phong bên người, kêu Khâu Phong thúc thúc người. Khâu Minh Huy, ta nói người này có phiền hay không a? Đi theo Từ Uyển bên cạnh Trương Khiết vẻ mặt chán ghét nhìn thanh niên, một hai phải người cùng ngươi đem nói rõ ràng sao? Khâu Minh Huy trong mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh, trong lòng mặc niệm một tiếng đồ đê tiện, trên mặt bồi ra một bộ tươi cười, ta đây liền là nghĩ đến đưa ly đồ uống, không có ý gì khác, Từ Uyển. Ngươi liền cho ta cái mặt mũi đi, nhiều như vậy đồng học ở đâu? Khâu Minh Huy nói, chiều bên cạnh chỉ, có vài tên nam nữ đồng học, đều chiều bên này xem ra. Khâu Minh Huy tiếp tục nói, ngươi đều liên tục cự tuyệt ta rất nhiều lần, này uống ly đồ uống mà thôi, không đến mức đi, ít nhất cũng cho ta cái dưới bậc thang sao. Từ Uyển nhìn hạ bên cạnh, yên lặng gật gật đầu, duỗi tay tiếp được Khâu Minh Huy truyền đạt nước chanh. Ai, Trương Khiết thở dài một hơi, Tiểu Uyển. Người này chính là mặt mũi mềm, nếu là ta mới không phản ứng hắn đâu. Hắc hắc, Khâu Minh Huy cười nịnh một tiếng, cảm ơn Từ Uyển. Từ Uyển tiếp được nước trái cây sau, theo bản năng liền chiều bên miệng phóng đi. Bên cạnh Khâu Minh Huy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Uyển trong tay kia ly nước trái cây, khóe miệng vẽ ra một mặt thực hiện được ý vị. Liền ở Từ Uyển trong tay cái ly đã chạm vào nàng môi bên cạnh khi, một con bàn tay to. Đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới, bắt lấy Từ Uyển thủ đoạn, ngăn cản nàng đem nước trái cây uống xong đi. Ở đây người theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía này chỉ bàn tay to chủ nhân, ở nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Từ Uyển cùng Trương Khiết trên mặt, đều lộ ra một trận kinh hỉ, chăm miệng một lời nói, tỷ phu. Đứng ở Trương Khiết bên cạnh Tôn Lam,
ở nhìn đến Trương Huyền nháy mắt, theo bản năng lui về phía sau vài bước, ánh mắt lộ ra một mặt sợ sắc. Mà Khâu Minh Huy, nhìn thấy chính mình thật vất vả tìm được cơ hội, liền như vậy bị người phá hư, có thể nào không khí, một cỗ tức giận từ đáy lòng sinh ra, hướng Trương Huyền nói, Tử Huyền tỷ phu. Lâm Thanh Hạm lão công, đây là chúng ta đồng học tụ hội, ai làm ngươi tiến vào? Như thế nào, nhà này oanh bò quán là ta khai, ta không thể tiến vào sao? Trương Huyền hỏi lại một tiếng. Ở Tự Huyền các nàng ngày hôm qua tới nhà này oanh bò quán tụ hội thời điểm, Trương Huyền người liền đem này oanh bò quán mua tới, bên trong đều an bài chính mình người, chút tiền ấy, đối Trương Huyền tới nói, thí đều không tính, ở mua này oanh bò quán nháy mắt, mua cửa hàng này tiền cũng đã kiếm đã trở lại, thả viễn siêu cái này con số. À, Khâu Minh Huy cười nhạo một tiếng, nào đó người thật đúng là sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng a, người cùng Lâm Thị Lâm Tổng, kia khác nhau nhưng lớn đi. Có ý tứ, Trương Huyền cười cười, lão bà của ta cùng ta, có khác nhau sao? Một cái tới cửa con rể, thật đúng là rõng rạc a. Khâu Minh Huy đầy mặt khinh thường, Lâm Tổng biết ngươi ở bên ngoài, đem nàng đồ vật nói thành là ngươi sao? Một cái tới cửa con rể, thật đúng là đem ngươi đương xuất tử tin tới. Lão bà của ta sẽ nghĩ như thế nào lời nói của ta ta không biết, nhưng ta hẳn là có thể nghĩ đến, lão bà của ta nếu biết, người khác cho nàng muội muội đồ uống hạ dược, nàng khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Trương Huyền khóe miệng, vẫn luôn đều treo nhàn nhạt tươi cười. Hạ dược. Tử Huyền cùng Trương Khiết đồng thời cả kinh. Tỷ phu, ngươi là nói. Tử Huyền cầm kia ly nước chanh tay có chút run rẩy. Ngươi nhà đầu này, về sau lưu điểm tâm mắt đi. Trương Huyền xoay người lại, xoa xoa Tử Huyền đầu. Nước mắt ở Tử Huyền hốc mắt nội đảo quanh, Khâu Minh Huy cho chính mình nước trái cây, thế nhưng bị hạ dược, nếu không phải tỷ phu vừa mới ngăn lại, chính mình không phải đã uống xong đi. Khâu Minh Huy, ngươi xúc sinh. Trương Khiết giơ lên cánh tay, một cái tát chiều Khâu Minh Huy trên mặt rút đi, lại bị Khâu Minh Huy nhẹ nhàng ngăn trở, một phen đẩy ra. Ta nói, Khâu Minh Huy nhìn chằm chằm Trương Huyền, người mẹ nó thứ gì a? Lão tử sự gì thời điểm đến phiên ngươi quản, ngươi có biết hay không lão tử là ai? Nga, ngươi là ai, nói ra hù dọa làm ta sợ. Trương Huyền nheo lại đôi mắt, đồng thời phất tay, làm chính mình người. Đem trừ Khâu Minh Huy cùng Tử Huyền tam nữ ở ngoài còn lại người toàn mang theo đi ra ngoài. Ta thúc là Khâu Phong. Khâu Minh Huy vẻ mặt ngạo nghễ nói, hiện tại lão bà ngươi cái kia thí điểm hạng mục, có thể hay không thành, tất cả đều là ta thúc nói tính, ngươi muốn chọc đến ta bất mãn, ta hiện tại khiến cho ta thúc đỉnh công, chờ đến lúc đó Lâm Thị thí điểm hạng mục làm không thành, ngươi cái này tới cửa con rể sẽ nghênh đón cái gì, chính ngươi động não ngẫm lại đi. Trương Huyền bĩu môi, lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật, vòng một vòng, ngươi liền cho ta nói cái này. A, à, lão tử như thế nào cũng so ngươi cái này phế vật tới cửa con rể cường, nơi này là ta đồng học tụ hội địa phương, cút cho ta đi ra ngoài, ngươi nếu muốn tiến vào có thể, làm lão bà ngươi đem ngươi mang tiến vào. Khâu Minh Huy mắng to một tiếng. Ai, Trương Huyền thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, quay đầu xem, những cái đó học sinh đã rời đi oanh bỏ quán. Trương Huyền hướng Tôn Lam mở miệng nói, Tôn Lam, tỷ, tỷ phu, Tôn Lam có chút sợ hãi lên tiếng. Trương Huyền nhìn đến Tôn Lam dáng vẻ này, cũng minh bạch, có thể là lần trước Triệu Thị phát sinh sự, đối Tôn Lam tới nói, còn có bóng ma, rốt cuộc Tôn Lam chỉ là một cái bình thường nữ học sinh, cho dù là một cái thành niên nam nhân, đột nhiên tiếp xúc những cái đó sự, đều khả năng tinh thần hỏng mất. Giúp ta cái vội, che lại Tiểu Huyền cùng Trương Khiết đôi mắt. Trương Huyền đối Tôn Lam hơi hơi mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng. Che lại đôi mắt, Tôn Lam trong lòng một cái lộp bộp, chợt nghĩ đến cái gì, run run rẩy rẩy đi lên trước tới, vươn đôi tay, chiều Tử Huyền cùng Tôn Lam trước mắt mông đi. Tỷ phu, làm gì muốn che lại đôi mắt a? Tử Huyền vẻ mặt khó hiểu, nàng lời nói vừa mới nói xong, trước mắt đã bị Tôn Lam tay nhỏ ngăn trở. Ngay sau đó, liền nghe một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. A. Tay của ta, a, à. Này tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nghe thế tiếng kêu thảm thiết Tử Huyền cùng Trương Khiết, thế nhưng nhất thời cũng chưa nhớ tới đi đem Tôn Lam che ở nàng hai trước mắt tay dọn khai, nàng hai nhìn không tới đã xảy ra cái gì, chỉ có thể nhìn đến, Tôn Lam kia che ở chính mình trước mắt tay, đang ở không ngừng run rẩy. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có một chút liền đình chỉ, mà là không ngừng liên tục. Chân, ta chân, a. À. Một trận lại một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thanh âm đến từ chính Khâu Minh Huy,
ở Khâu Minh Huy tiếng kêu thảm thiết đạt tới một loại tối cao ngẩng giai đoạn khi, đột nhiên ngừng. Nghe phốc một thanh âm vang lên khởi, Khâu Minh Huy cả người tài đến trên mặt đất. Tự Uyển cùng Trương Khiết hai người, thông qua Tôn Lam bàn tay phía dưới không gian có thể nhìn đến Khâu Minh Huy đầu ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tôn Lam chậm rãi buông che ở Tự Uyển cùng Trương Khiết trước mặt tay. Ở Tôn Lam tay buông trong nháy mắt, Tự Uyển cùng Trương Khiết cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng nôn khan, xoay đầu đi. Tài đến trên mặt đất Khâu Minh Huy, tứ chi bị ninh giống như bánh quai trèo giống nhau. Chương 893 không cần. Tôn Lam nhìn nằm trên mặt đất Khâu Minh Huy, thân thể không tự giác phát ra rất nhỏ run rẩy. Hảo, loại sự tình này nàng hai xem không thành, nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn là không tính cái gì, đúng không? Trương Huyền hướng Tôn Lam nhẹ giọng nói. Vừa mới, Trương Huyền cố ý làm Tôn Lam che lại Tự Uyển cùng Trương Khiết đôi mắt, mà chuyên môn làm nàng thấy như vậy một màn phát sinh. Phía trước sự, vẫn luôn đều ở Tôn Lam trong lòng ảnh hưởng nàng. Trương Huyền lần này cố ý lại làm Tôn Lam xem này đó, chính là tưởng ở tinh thần thượng cho nàng một cái đánh sâu vào, lại chuyên môn nói một câu đối với ngươi mà nói không coi là cái gì, đây là ở tiềm thức trung cấp Tôn Lam một loại cổ vũ. Quả thực, ở Trương Huyền nói ra lời này sau, Tôn Lam không ngừng run rẩy thân mình dần dần bằng phẳng xuống dưới. Thế nào, cánh tay thượng thương hảo điểm sao? Trương Huyền hỏi. Tôn Lam chậm rãi gật gật đầu, đã tốt không sai biệt lắm. Còn có chút vết sẹo, bất quá không đáng ngại. Vậy hành, chờ cái này mùa hè, người còn muốn tú dáng người xuyên bikini đâu? Trương Huyền trêu ghẹo một tiếng. Tôn Lam mặt đẹp đỏ lên. Trương Huyền thấy thế, hiểu ý cười, được rồi, ngươi làm nàng hai tiền bối, hơi chút cấp khai đạo một chút, ta liền đi trước, về sau các ngươi gặp được chuyện gì, cơ linh một chút, ta không có khả năng mỗi lần đều xuất hiện như vậy kịp thời, nếu không phải Tiểu Huyền cho ta gọi điện thoại, ta cũng chú ý không đến. Trương Huyền cố ý nói như vậy. Ân, Tôn Lam dùng sức gật gật đầu, lần này còn muốn ít nhiều Tiểu Huyền muốn kêu ngươi cùng nhau tới chơi đâu, mặt sau mới biết được ngươi có việc đi ra ngoài. Trương Huyền hướng Tôn Lam phất phất tay, thân mình một loan, nhắc tới quỷ dạp trên mặt đất đã ngất quá khứ Khâu Minh Huy, đi ra oanh bỏ quán. Ngân Châu, nghiên cứu khoa học trung tâm. Lâm Thanh Hạm ăn mặc màu trắng phòng hóa phục tùng một gian phòng thí nghiệm nội đi ra, gỡ xuống mũ giáp, lắc lắc sóng vai tóc đẹp. Lau hạ cái trán mồ hôi. Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt hai người đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau, cùng đi ra. Khâu giáo thụ, các ngươi tiến trình, có chút chậm. Lâm Thanh Hạm đi đến một trương bàn trà trước ngồi xuống, mày liễu nhăn lại. Ha ha, Khâu Phong cũng gỡ xuống mũ giáp, ngồi vào Lâm Thanh Hạm đối diện, lo chính mình cho chính mình đổ chén nước trà, trước nhấp một ngụm, mới chậm gì gì trả lời nói. Lâm Tổng, này cũng không phải là ta tiến trình chậm. Là này kinh phí có chút không đủ a, người phải biết rằng, rất nhiều tài liệu mới, giá cả là phi thường sang quý, chúng ta lại nếu không đình làm nghiên cứu, tiêu hao không thể nghi ngờ là thật lớn. Khâu giáo thụ, nếu ta nhớ không lầm nói, lần trước nghiên cứu kinh phí, đã là 3.000 vạn đi. Lâm Thanh Hạm vươn ra ngón tay, gõ mặt bàn, ta xem qua người cấp mặt trên báo cáo, nói lần này nghiên cứu kinh phí, sẽ không vượt qua 2.000 vạn, hiện tại đã xa xa vượt qua người ngay lúc đó báo cáo kinh phí. A, à, Khâu Phong khẽ cười một tiếng, Lâm Tổng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ta vốn dĩ cho rằng này chỉ là một cái đơn giản thí điểm hạng mục, nhưng trong đó nghiên cứu khó khăn, so với ta trong tưởng tượng muốn đại quá nhiều, 3.000 vạn, căn bản là không đủ a. Lâm Thanh Hạm nhìn Khâu Phong trên mặt tươi cười, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét, Khâu giáo thụ, vậy ngươi nói, hiện tại còn cần nhiều ít nghiên cứu tài chính. Khâu Phong cười vươn một ngón tay, 100 triệu, có 100 triệu. Ta bảo đảm, lần này nghiên cứu hạng mục có thể thành 100 triệu. Lâm Thanh Hạm sắc mặt có chút phát ám, nàng không thiếu này 100 triệu, nhưng cũng không thể tùy ý người khác liền hỏi như vậy nàng đòi tiền. Khâu giáo thụ, 100 triệu đối ta Lâm thị tới nói, cũng không phải một cái số lượng nhỏ, không bằng như vậy, ta lại hội báo đi lên, nhìn xem có thể hay không nhiều an bài hai gã giáo thụ lại đây, đại gia cùng nhau hiệp thương tới. Lâm Thanh Hạm nói, Khâu Phong sắc mặt khẽ biến. Có vẻ thực không vui, Nga. Lâm Tổng, người ý tứ, là cảm thấy ta Khâu Phong làm không thành việc này. Đảo cũng không ý tứ này. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, chỉ là ta Lâm thì thật sự một chút lấy không ra nhiều như vậy tiền, chỉ có thể ngẫm lại biện pháp khác. Lâm Thanh Hạm nói ra đăng báo hai tự, mục đích chính là uy hiếp Khâu Phong, nếu mặt trên biết Khâu Phong muốn nhiều như vậy nghiên cứu tài chính, khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến,
Bất quá làm như vậy, đối Lâm Thanh Hạm tới nói, cũng không tốt, vạn nhất xảy ra việc này, không ai lại nguyện ý tới Lâm Thị tham gia thí điểm hạng mục, tuy rằng là không làm Khâu Phong thực hiện được, nhưng tổn thất lớn nhất, vẫn là Lâm Thị. Ha ha, Khâu Phong cười lạnh một tiếng, Lâm Tổng, ngươi là nói, làm ta Khâu Phong tăng cường điểm tài chính tới. Ai, Lâm Thanh Hạm thở dài, Khâu giáo thụ, hiện tại chúng ta Lâm Thị cũng là tài chính thiếu thốn, 5.000 vạn, là ta hiện tại có thể lấy ra tới cực hạn, không bằng Khâu giáo thụ ngươi liền vất vả một chút, tăng cường điểm tới, nhìn xem này 5.000 vạn tài chính có đủ hay không, nếu còn chưa đủ nói, ta Lâm Thị cũng chỉ có thể từ bỏ cái này hạng mục. Lâm Thanh Hạm này một phen lời nói, đem chính mình ý tứ biểu hiện phi thường rõ ràng. Khâu Phong trầm ngâm gần một phút tả hữu, lúc này mới ra tiếng, nếu Lâm Thị thật sự có khó khăn, ta Khâu Phong tự nhiên cũng sẽ không làm khó người khác, bất quá Lâm Tổng, tài chính không đủ nói, này nghiên cứu kỳ hạn, cần phải kéo trường một đoạn thời gian. Điểm này ta lý giải, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, chính mình không đem đối phương kỳ vọng tiền cấp đến, đối phương cấp hạ điểm ngáng chân, Lâm Thanh Hạm đã sớm nghĩ tới. Hành, kia nghiên cứu tài chính này khối, liền nói như vậy định rồi. Khâu Phong gật đầu, bất quá Lâm Tổng, ta trong khoảng thời gian này, khả năng sẽ rời đi, ta kia cháu trai, đại học cũng mau tốt nghiệp, người trong nhà vẫn luôn thúc giục kết hôn, ta kia cháu trai cũng có yêu thích người, này không, làm thúc thúc, ta cũng đến trở về giúp đỡ, ai, bất quá chỉ tiếc, ta kia cháu trai thích người, không thích hắn a, đúng rồi, nữ hài kia cũng ở Ngân Châu, giống như cùng Lâm Tổng ngươi còn có điểm quan hệ, kêu Từ Huyền, không biết Lâm Tổng ngươi có ấn tượng sao? Lâm Thanh Hạm lông mày một trọn, ta muội muội. Oa, nguyên lai là Lâm Tổng muội muội a. Khâu Phong cố ý lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, ngươi nói một chút, việc này thật đúng là xảo, Lâm Tổng, nếu như vậy có duyên, không bằng an bài lệnh muội cùng ta kia cháu trai hảo hảo tán gẫu một chút. Không cần, Lâm Thanh Hạm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta muội muội còn nhỏ, trong nhà cũng sẽ không cho phép nàng sớm như vậy luyến ái. Ha ha, Khâu Phong cười lớn một tiếng. Lâm Tổng, nữ nhân này sao, sớm muộn gì là phải gả người, ta kia cháu trai tốt nghiệp sau, liền phải vẫn luôn đi theo ta bên người, chẳng lẽ Lâm Tổng coi thường ta kia cháu trai? Nếu ta kia cháu trai biết Lâm Tổng bên này là cái dạng này thái độ, ta cái này thúc thúc, thật đúng là không biết như thế nào an ủi hắn, bất quá nghe người ta nói, Chu Du thế giới nhưng thật ra một loại phóng thích phiền não hảo phương pháp, đến lúc đó, chỉ sợ ta cái này thúc thúc, đến bồi a. Khâu Phong mặt mang ý cười. Ngoài miệng nói toàn là uy hiếp nói, ý tứ thực rõ ràng, người Lâm Thanh Hạm nếu là không đồng ý, ta Khâu Phong liền đi, khi nào trở về, ta cũng nói không chừng. Lâm Thanh Hạm trong mắt chán ghét càng đậm, vừa muốn lên tiếng, liền nghe một đạo thanh âm truyền đến. Không cần, ta tưởng người kia cháu trai, hiện tại hẳn là không có tâm tình đi nói chuyện gì nam nữ hoan ái. Một trận tiếng bước chân vang lên, Trương Huyền từ một bên đại môn đi đến, tùy tay một ném. Kia tứ chi đều bị ninh thành bánh quai trèo trạng Khâu Minh Huy, bị Trương Huyền giống như vứt rác giống nhau, ném đến Khâu Phong trước mặt. Chương 894 tùy tiện ngươi. Đương tứ chi đều bị ninh thành bánh quai trèo trạng Khâu Minh Huy bị ném đến Khâu Phong trước mặt kia trong nháy mắt, Khâu Phong cả người hoàn toàn lăng ở nơi đó. Lâm Thanh Hạ mày nhăn lại, nàng trải qua quá thị tộc đại chiến, chính mắt nhìn thấy quá có người chết ở chính mình trước mặt, như vậy một màn, đối nàng mà nói, cũng không có quá mức khó có thể tiếp thu. Đây là người cháu trai, chờ hắn tỉnh, người có thể hỏi một chút hắn, còn có hay không tâm tình, lại đi nói nam nữ hoàn ái sự. Trương Huyền kéo Trương ghế dựa, hướng lên trên ngồi xuống, dựa vào chỗ tựa lưng thượng, nhếch lên chân bắt chéo, khinh phiêu phiêu nói. Lão công, này, Lâm Thanh Hạm trong mắt toàn là nghi hoặc, nàng không biết Trương Huyền là khi nào trở về, cũng không rõ Trương Huyền như thế nào đột nhiên liền đem Khâu Phong cháu trai mang lại đây, vẫn là này phiên bộ dáng. Nôn. Ngồi ở bên cạnh Mai Tâm Nguyệt đương trường một ngụm nước đắng phản đi lên, cong lưng nôn khan một trận. Khâu Phong thân mình dần dần bắt đầu run rẩy, hắn chậm rãi nâng lên cánh tay, lại chậm rãi buông, nhìn trước mắt người, kia tứ chi đều bị ninh thành bánh quai trèo hình dạng, làm hắn trong lòng tràn ngập một loại nồng đậm sợ hãi, đồng thời hỗn loạn phẫn nộ. Ngươi làm cái gì? Khâu Phong thanh âm khàn khàn, lại dần dần trở nên ngẩng cao, ngươi làm cái gì a? Ngươi cháu trai cấp Tử Uyển hạ mê dược, cho nên ta vặn gãy hắn tứ chi. Trương Huyền khóe miệng liệt khai, thế nào, tạo hình cũng không tệ lắm đi. Mê dược, Lâm Thanh Hạm vừa nghe lời này, bàn tay đột nhiên chụp đến ghế dựa đem trên tay, cả người nháy mắt đứng lên, hướng Khâu Phong chất vấn nói,
họ Khâu, các ngươi muốn làm gì? Ở ích lợi phương diện, Lâm Thanh Hạm còn có thể cùng Khâu Phong Hư cùng xạ ủy, nhưng hiện tại quan hệ đến chính mình người nhà, Lâm Thanh Hạm tự nhiên không có khả năng lại cấp Khâu Phong cái gì sắc mặt tốt xem. Khâu Phong mồm mép đều ở run lên, liền bởi vì một cái hạ dược, người liền đem ta cháu trai làm thành dáng vẻ này. Ách, Trương Huyền gãi gãi đầu, người nếu không hài lòng nói, ta lại cho ngươi đổi cái tạo hình. Ta muốn cáo các ngươi. Khâu Phong vùng cánh tay, đem bàn trà thượng ly nước huy đến trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát, ta muốn cáo các ngươi, cáo các ngươi. Có thể, Trương Huyền gật gật đầu, búng tay một cái. Trương Huyền này vang chỉ thanh rơi xuống, bên ngoài đi tới vài tên tuần bộ, Tử Vi tuần bộ trưởng đi đầu. Người này cho ta cô em vợ hạ dược, nên xử lý như thế nào a? Trương Huyền chỉ vào trên mặt đất Khâu Minh Huy, hướng Vi tuần bộ trưởng hỏi. Vi tuần bộ trưởng chạm thẳng tắp, lớn tiếng trả lời nói, tự nhiên nghiêm trị không tha. Kia hảo, bắt đi đi. Trương Huyền phất phất tay. Vi tuần bộ trưởng lập tức sai người đem hôn mê trên mặt đất Khâu Minh Huy khiêng lên đến mang đi, có thể nhìn đến, khiêng Khâu Minh Huy tuần bộ, hai chân đều có chút run lên, rốt cuộc Khâu Minh Huy hiện tại tạo hình, thật sự là quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi. Các ngươi là tuần bộ, hắn đánh người a, các ngươi không chào hắn, thế nhưng bắt ta cháu trai. Khâu Phong thấy tuần bộ mang đi Khâu Minh Huy, giống lớn nói. Ngươi cháu trai bị nghi ngờ có liên quan sử dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm, Trương Tiên Sinh làm, bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi, nếu ngươi bất mãn, có thể tùy thời nhắc tới trông án. Vi tuần bộ trưởng vẻ mặt nghiêm túc hướng Khâu Phong nói xong, lại hướng Trương Huyền cười cười, kia Trương Tiên Sinh, chúng ta liền trước đem người mang đi. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, vất vả ngươi, Vi tuần bộ trưởng. Không vất vả, không vất vả. Vi tuần bộ trưởng liên tục xua tay, giữ gìn công dân nhân thân an toàn, bắt giữ tội phạm, là chúng ta tuần bộ nên làm, lần này còn muốn đa tạ Trương Tiên Sinh ngài giúp chúng ta trừng trị cái này kẻ phạm pháp, cờ thưởng chúng ta sẽ làm người đưa đến ngài trong nhà. Vi tuần bộ trưởng nói xong, vung tay lên, dẫn người liền rời đi. Khâu Phong trơ mắt nhìn Vi tuần bộ trưởng đem người mang đi. Run rẩy xuống tay, chỉ vào Trương Huyền, các ngươi. Các ngươi, các ngươi rắn chuột một ổ, ta muốn cáo các ngươi, cáo các ngươi. Trương Huyền không sao cả nhún vai, tùy tiện. Chúng ta chờ xem, họ Lâm, ta muốn người đẹp. Ta sẽ làm ngươi hối hận, các ngươi cái này thí điểm hạng mục, tuyệt đối làm không đi xuống. Khâu Phong hung tợn trừng mắt nhìn Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Liền ở Khâu Phong đi đến cổng lớn khi... Vài tên thân xuyên nghiên cứu phục nghiên cứu viên cũng từ cổng lớn đi đến. Di, Khâu giáo thụ, là người A, ngoài cửa đi tới nghiên cứu viên, nhìn đến Khâu Phong, chào hỏi. Khâu Phong ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến người tới, trên mặt hắn tức giận đều theo bản năng giảm bớt rất nhiều, mang lên một bộ gương mặt tươi cười, Triệu lão sư, là ngài A. Không nghĩ tới tại đây nhìn thấy ngài. Cùng Khâu Phong chào hỏi người này, tên là Triệu Tuyền, ở kiến trúc khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Có thể nói là hè oi bức đệ nhất nhân, Khâu Phong tuy rằng bị nhân xưng làm giáo thụ, nhưng tại đây Triệu Tuyền trước mặt, còn chưa đủ xem, phải biết rằng, Triệu Tuyền trợ thủ, kia thành tựu đều so với hắn Khâu Phong muốn cao rất nhiều, ngày thường liền tính đơn độc nhìn thấy Triệu Tuyền trợ thủ, Khâu Phong đều đến cung cung kính kính, không dám bãi cái gì tư thái. Triệu Tuyền ha hả cười nói, Lâm Tổng này không phải có cái tân thí điểm hạng mục sao, ta này lại rảnh rỗi không có việc gì, đơn giản liền tới cắm một. Khâu giáo thụ cũng là tới tiến hành cái này thí điểm hạng mục đi, về sau chúng ta liền cùng nhau hợp tác rồi, mong rằng Khâu giáo thụ không cần ghét bỏ ta cái này ngoại lai khách a, ha ha. Khâu Phong vừa nghe lời này, trên mặt cả kinh, Triệu lão sư, ngài là tới tham gia cái này thí điểm hạng mục. Đương nhiên a, Triệu Tuyền gật đầu. Này, Khâu Phong há miệng thở dốc, hắn mới vừa còn buông lời hung ác, nói chính mình rời đi, làm Lâm Thanh Hạm cái này thí điểm hạng mục rốt cuộc làm không đi xuống. Nhưng đảo mắt, hè oi bức kiến trúc khoa học kỹ thuật lĩnh vực đệ nhất nhân Triệu Tuyền liền mang đoàn đội chạy đến, như vậy một màn, giống một cái bàn tay, hung hăng chịu đến Khâu Phong trên mặt. Khâu giáo thụ, người đây là, Triệu Tuyền nhìn Khâu Phong kia vẻ mặt mất tự nhiên, nghi hoặc nói. Không có việc gì, Triệu lão sư, ta này còn có việc, liền trước cáo từ. Khâu Phong nói một câu, nơi này hắn là ở không nổi nữa, đến chạy nhanh trước rời đi mới hảo. Hành. Kia Khâu giáo thụ ngươi trước vội, ta bực này chờ xem hạ ngươi nghiên cứu thành quả, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Khâu Phong vội vàng đáp một tiếng,
theo sau trốn cũng dường như rời đi. Vẫn luôn không ngừng nôn khan Mai Tâm Nguyệt thấy Khâu Phong rời đi, cũng vội vàng cố nén trong lòng không khỏe, theo đi lên. Lão công, Tiểu Huyền nàng không có việc gì đi. Lâm Thanh Hạm thấy hai người rời đi, có chút lo lắng hướng Trương Huyền nói. Không có việc gì, Trương Huyền vẫy vẫy tay, hết thảy đều bình thường. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Thanh Hạm vỗ vỗ ngực. Tới, lão bà, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Triệu giáo thụ, người sợ hãi tương lai kia nha đầu tới nháo đến quá lớn, ta liền đem nàng đồ đệ tìm tới. Trương Huyền đứng dậy cấp Lâm Thanh Hạm giới thiệu nói, về sau thí điểm hạng mục nghiên cứu công tác, giao cho Triệu giáo thụ liền hảo. Lâm Thanh Hạm vội vàng hướng Triệu Tuyền duỗi tay, Triệu giáo thụ, ngươi hảo. Lâm Tổng ngài hảo, thực vinh hạnh có lần này cơ hội. Triệu Tuyền hơi hơi khom người, vươn đôi tay, nhẹ nắm Lâm Thanh Hạm đầu ngón tay liền đem tay thu hồi. Hành, Triệu giáo thụ, mặt sau sự liền phiền toái ngươi, ta cùng lão bà của ta còn có việc, liền không nhiều lắm chiêu đãi, nếu có cái gì yêu cầu, các ngươi trực tiếp cùng bí thư nói liền hảo. Trương Huyền ra tiếng nói. Làm phiền Trương tiên sinh lo lắng. Chương 895 các ngươi như thế nào làm việc? Trương Huyền lôi kéo Lâm Thanh Hạm bước nhanh đi ra nghiên cứu trung tâm. Lão công, người này vội vã muốn làm gì a? Triệu giáo thụ bọn họ vừa tới, tàu xe mệt nhọc, còn không có an bài hảo chỗ ở. Lâm Thanh Hạm khó hiểu hỏi, nàng cảm giác Trương Huyền như là có cái gì việc gấp giống nhau. Lão bà a, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Trương Huyền dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Hạm. Làm sao vậy? Lâm Thanh Hạm chớp động đôi mắt, thật dài lông mi nhảy dựng nhảy dựng. Ngươi cảm thấy ta là người tốt sao? Trương Huyền hỏi. Ngươi, Lâm Thanh Hạm trầm ngâm một phen, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Trương Huyền, ngươi hẳn là không phải cái gì người tốt đi. Trương Huyền bang một tiếng, duỗi tay che thượng cái trán, lão bà, cái gì kêu hẳn là không phải người tốt a? Ngươi khẳng định một chút, ta rốt cuộc có phải hay không người tốt? Không phải, lần này Lâm Thanh Hạm vô cùng kiên định lắc đầu nói. Hành đi, Trương Huyền thở dài, nếu ta không phải người tốt, kia ai chọc ta, ta khẳng định liền phải trả thù lạp, đi. Mang ngươi đi xem vừa ra trò hay. Trả thù ai a? Lâm Thanh Hạm nghi hoặc nói. Đương nhiên là cái kia họ Khâu, ta đối hắn thực khó chịu, lão bà, ngươi đừng nói ngươi đối hắn một chút oán niệm đều không có. Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, ngươi đều đem hắn cháu trai đánh thành như vậy, báo đáp phục cái gì a? Ngươi phải trả lời ta, này ra trò hay ngươi xem không xem đi. Xem. Lâm Thanh Hạm trả lời xong sau, hai người nhìn nhau cười. Nàng vãn thượng Trương Huyền cánh tay, không tự giác nhanh hơn bước chân, chiều dừng xe địa phương đi đến, liếc mắt một cái nhìn lại, còn có chút là Lâm Thanh Hạm chủ động lôi kéo Trương Huyền hương vị. Lên xe sau, Lâm Thanh Hạm ngồi ở ghế phụ, có chút thần thái sáng láng nhìn Trương Huyền, lão công, người nói trả thù là cái dạng gì a? Chờ hạ ngươi sẽ biết, Trương Huyền lái xe, mang theo Lâm Thanh Hạm, một đường chạy nhanh mà đi. Bên kia, Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt hai người rời đi nghiên cứu trung tâm. Khâu giáo thụ, hiện tại làm sao bây giờ? Sự tình nháo thành như vậy, Lâm thị bên kia có Triệu Tuyền lão sư hỗ trợ, bọn họ căn bản là không cần chúng ta. Người cháu trai hắn lại, Mai Tâm Nguyệt muốn nói lại thôi nói. Hắn, Khâu Phong trong mắt hiện lên một sợi khói mù, hắn cố ý cho nhân gia hạ dược, bị đánh thành như vậy, có thể quái ai? Đều là gieo gió gặt bão. Hôm nay, vì tuần bộ lớn lên thái độ Khâu Phong xem phi thường rõ ràng. Làm hắn minh bạch tuần bộ bên kia khẳng định không có khả năng đứng ở chính mình nơi này, mà thôi chính mình nhân mạch, đi chống lại Lâm thị, Khâu Phong không cho rằng chính mình có thể làm được. Thả Khâu Phong lớn nhất dựa vào, chính là Lâm thị lần này thí điểm hạng mục, hắn phía trước vẫn luôn cho rằng, chính mình bắt lấy cái này thí điểm hạng mục, chính là bắt được Lâm thị mệnh môn, nhưng hôm nay Triệu Tuyền xuất hiện, làm Khâu Phong hoàn toàn minh bạch, Lâm thị căn bản không cần dựa vào chính mình tới làm cái này thí điểm hạng mục. Cái này làm cho Khâu Phong hoàn toàn mất đi có thể uy hiếp Lâm thị dựa vào, không có dựa vào, bằng vào hắn Khâu Phong, còn không dám cùng Lâm thị đối nghịch. Đến nỗi Khâu Minh Huy việc này, Khâu Phong đương nhiên không nghĩ hướng chính mình trên người ôm. Chúng ta đây, Mai Tâm Nguyệt há miệng thở dốc, câu nói kế tiếp chưa nói ra tới. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Khâu Phong quay đầu lại nhìn chằm chằm Mai Tâm Nguyệt, lần này tiền, bổn hẳn là ngươi ta chia đôi chướng, bất quá lần này ra như vậy sự. Ta cháu trai cũng muốn tiền thuốc men, ta lấy 7 thành, ngươi có ý kiến sao? 7 thành, Mai Tâm Nguyệt mày nhăn lại, Khâu Phong, ngươi cháu trai sự, là hắn gieo gió gặt bão,
cùng chúng ta có quan hệ gì, đừng quên, lần này cấp mặt trên báo cáo, ta cũng ký tên, nếu xảy ra chuyện, là chúng ta cùng nhau gánh trách nhiệm, dựa vào cái gì ngươi lấy bảy thành. Không có khả năng. Vậy ngươi muốn thế nào? Khâu Phong trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Ta muốn năm thành, Mai Tâm Nguyệt giơ ra bàn tay, một phân đều không thể thiếu, bằng không, hai ta liền cùng nhau xảy ra chuyện. Năm thành, lần này sự, toàn bộ hành trình đều là ta ở cùng Lâm Thị giao thiệp, ta nhiều nhất cho ngươi bốn thành. Khâu Phong nói, bốn thành nhiều nhất, nếu ngươi không đồng ý, xảy ra chuyện liền có chuyện, ta hiện tại còn sợ phiền phức thiếu sao. Mai Tâm Nguyệt, mấy ngàn vạn, đủ ngươi sống cả đời, không cần quá lòng tham. Khâu Phong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mai Tâm Nguyệt, giữa mày để lộ một cổ tàn nhẫn hơi thở. Mai Tâm Nguyệt nhìn Khâu Phong kia tàn nhẫn ánh mắt, bước chân theo bản năng lui về phía sau, bốn. Bốn thành tựu bốn thành, bất quá ta thuyết minh, này tiền cần thiết đến lập tức liền cho ta. Hành, Khâu Phong gật gật đầu, thấy Mai Tâm Nguyệt nhả ra, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng vô pháp bắt được càng nhiều tiền, nhưng lần này hắc rất an bảo kim, còn có phía trước Lâm Thị cấp nghiên cứu kinh phí, cũng đủ hắn tiêu tiêu sái sái sống cả đời. Đúng lúc này, một chiếc không có treo biển hành nghề xe thương vụ đột nhiên ở hai người bên người dừng lại, ở hai người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trên xe vươn hai chỉ bàn tay to, một chút liền đem hai người kéo đến bên trong xe. Khâu Phong đột nhiên cả kinh, lại vừa thấy, chính mình bên người trừ bỏ Mai Tâm Nguyệt ở ngoài, chung quanh ngồi vài tên tráng hán, tất cả đều vẻ mặt hung thần. Các ngươi là người nào? Phóng chúng ta đi xuống. Khâu Phong hét lớn một tiếng. Đi ngươi sao, câm miệng. Một người tráng hán trở tay một cái tát chịu đến Khâu Phong trên mặt. Này một cái tát, đánh Khâu Phong một trận hoa cả mắt, cảm giác răng hàm đều bị đánh lỏng, cái này làm cho Khâu Phong cũng không dám nữa nói chuyện. Thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia, bên cạnh Mai Tâm Nguyệt, tắc bị dọa đến thân thể không ngừng phát run. Xe thương vụ một đường chạy đến ngoại ô một nhà vứt bỏ nhà xưởng mới dừng lại. Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt hai người bị hai gã tráng hán cường kéo ngạnh túm kéo xuống xe. Cấp lão tử lăn đi vào, nhanh lên, tráng hán chỉ vào vứt bỏ nhà xưởng đại môn, chửi ầm lên nói. Đại ca, ta không quen biết các ngươi à. Nhìn này một người hung thần ác sát sát tráng hán. Khâu Phong hai chân thẳng run. Ngươi không quen biết lão tử nhưng nhận thức ngươi. Tên kia tráng một chân đem Khâu Phong đá đến vứt bỏ nhà xưởng bên trong, theo sau hung tợn nói, một cái đại giáo thụ, mệnh khẳng định thực đáng giá đi, liền nhìn xem ngươi mặt trên người có nguyện ý hay không vì ngươi hoa này tiền. Tráng hán nói xong, một tay đem nhà xưởng đại môn đóng lại. Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt hai người bị nhốt ở vứt bỏ nhà xưởng nội, chung quanh một mảnh trống trải. Sở hữu cửa sổ đều bị sắt thép hạn chế, hai người bọn họ căn bản là vô pháp đi ra ngoài. Nhìn này trống vắng vứt bỏ nhà xưởng, hoàn toàn hạn chế cửa sổ, Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt toàn sắc mặt hoảng loạn, hai người bọn họ gì thời điểm gặp được quá loại sự tình này, thế nhưng bị người bắt cóc. Một nhà hoàn cảnh ưu nhã nhà ăn Trung Quốc Trung, Lâm Thanh Hạm nhìn ngồi ở chính mình đối diện, đang từ từ phẩm trà Trương Huyền, nàng mặt đẹp thượng có chút nôn nóng, lão công, ngươi không phải nói mang ta xem kịch vui sao? Như thế nào chạy đến nơi này? Ha ha, Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm này sốt ruột lại ngượng ngùng nói ra đáng yêu bộ dáng, lên tiếng cười, lão bà, đừng nóng vội, thực mau trò hay liền tới rồi, nhìn chằm chằm ngươi di động. Di động, Lâm Thanh Hạm nghi hoặc một tiếng, nàng này nghi hoặc thanh âm vừa mới lạc, di động liền vang lên. Uy, ngươi hảo, Lâm Thanh Hạm đưa điện thoại di động tiếp khởi. Lâm Tổng. Chúng ta nghiên cứu sẽ chính là cho các ngươi Lâm Thị 100 triệu an bảo kim, các ngươi là như thế nào làm việc, Khâu giáo thụ cùng Mai giáo thụ vì cái gì sẽ bị bắt cóc. Trong điện thoại, vang lên một đạo tràn ngập phẫn nộ thanh âm. Chương 896 ta lão bản là hắn A. Nghe trong điện thoại truyền đến phẫn nộ thanh, Lâm Thanh Hạm khóe miệng dần dần trồi lên một nụ cười, ngay cả nàng chính mình cũng chưa phát hiện, nàng ở nào đó theo bản năng hành vi thượng, cùng Trương Huyền càng ngày càng giống. Chúng ta người đã ngồi máy bay đi trước Ngân Châu, Lâm Tổng, ta hy vọng chúng ta đại biểu nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi sẽ cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp, còn có, các ngươi cần thiết muốn bảo đảm Khâu giáo thụ cùng Mai giáo thụ nhân thân an toàn. Bên kia người ta nói xong, không đợi Lâm Thanh Hạm hồi phục, liền đem điện thoại quải điểm. Lâm Thanh Hạm điện thoại chung, vang lên đô 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 vội âm. Lâm Thanh Hạm đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn, nhìn Trương Huyền, hơi hơi mỉm cười, lão công. Ta biết ngươi nói rất đúng diễn là cái gì, đã bắt đầu rồi sao? Cơm nước xong chúng ta lại đi cũng tới kịp,
dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút chuẩn bị thời gian. Trương Huyền cầm lấy thực đơn, giơ giơ lên cánh tay, người phục vụ, điểm cơm. Buổi tối 9 giờ, Ngân Châu sắc trời đã hoàn toàn đen đi xuống, gió lạnh gào thét. Ở ngoài ô vứt bỏ nhà xưởng trước, mười mấy chiếc xe cảnh sát ngừng ở nơi này, cảnh đèn lập lòe, rất nhiều tuần bộ nhóm đã súng vác vai, đạn lên nòng đem một tòa nhà xưởng vây quanh. Các ngươi đã bị vây quanh, chỉ có đầu hàng mới là các ngươi duy nhất đường ra, buông vũ khí. Phi tuần bộ trường tay cầm một cái kêu gọi khí, lớn tiếng nói, Thả Khâu giáo thụ cùng Mai giáo thụ, các ngươi còn có cơ hội, không cần tự lầm. Ha ha, vứt bỏ nhà xưởng nội, vang lên một trận cười lạnh thanh, thả này hai người, chúng ta khả năng mạng sống sao? Nói cho các ngươi, lập tức cho ta chuẩn bị 300 triệu tiền mặt, lại cho chúng ta an bài tam chiếc xe, các ngươi tất cả mọi người rời khỏi đến 1 km bên ngoài, ta kiên nhẫn hữu hạn, nếu các ngươi còn tưởng tiếp tục háo đi xuống nói, ta không ngại giết con tin. Ở vi tuần bộ trường bên người, một người thân xuyên áo blau trắng trung niên nam nhân sắc mặt nôn nóng. Phi tuần bộ trường, này làm sao bây giờ a? Khâu giáo thụ cùng Mai giáo thụ, là chúng ta trung tâm khó được nhân tài, nhất định không thể xảy ra chuyện gì a? Một người áo blau trắng trung niên sắc mặt nôn nóng nói. Chúng ta minh bạch, phi tuần bộ trường mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhưng chúng ta vừa rồi quan sát quá, đối phương là rất có kinh nghiệm một đám bọn bắt cóc, cơ hồ phong bế chúng ta sở hữu có thể đột phá điểm, một chốc, chúng ta căn bản vô pháp đột phá đi vào, làm được hữu hiệu cứu viện. Này! Áo blau trắng trung niên vẻ mặt khó xử. Đúng lúc này, một người tuần bộ đi nhanh chạy tới, hướng vi tuần bộ trường nói, tuần bộ trường, Lâm Thị Lâm Tổng cùng nàng tiên sinh tới, muốn cho bọn họ tiến vào sao? Vi tuần bộ trường còn chưa nói lời nói, đứng ở bên cạnh hắn áo blau trắng trung niên liền vội vội nói, mau làm cho bọn họ tiến vào. Làm cho bọn họ vào đi, vi tuần bộ trường phất phất tay. Báo tin tuần bộ viên gật gật đầu, đi nhanh chạy qua đi, mấy chục giây sau. Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền hai người dắt tay nhau đã đi tới. Này đã xảy ra chuyện gì? Khâu giáo thụ cùng Mai giáo thụ như thế nào sẽ bị người bắt cóc? Chiều nay còn hảo hảo a. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người, trên mặt đều treo nôn nóng chi sắc, một người hỏi ra một câu, đang nói xong lời nói sau, hai người cố ý liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một mặt ý cười, theo sau âm thầm cấp đối phương duỗi cái ngón tay cái, tán thưởng đối phương kỹ thuật diễn không tồi. Sao lại thế này, ta còn muốn hỏi các ngươi sao lại thế này. Tên kia áo blau trắng trung niên trừng mắt Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người, chúng ta trung tâm đem Khâu giáo thụ cùng Mai giáo thụ an toàn giao cho các ngươi Lâm thị chính là làm như vậy sự. Ngươi là, Trương Huyền cố ý lộ ra một bộ nghi hoặc biểu tình. Ta kêu Tiết Ngạn Minh, là trung tâm phái tới đại biểu, chúng ta trung tâm, hẳn là đã cùng Lâm Tổng liên hệ qua. Áo blau trắng trung niên nói. Nga, đúng đúng. Lâm Thanh Hạm làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Tiết giáo thụ, ngươi hảo, ta chính là nhận được quý trung tâm điện thoại, mới biết được chuyện này. Phi tuần bộ trường, hiện tại tình huống như thế nào? Trương Huyền hỏi một tiếng. Phi tuần bộ trường nhíu mày, lắc lắc đầu nói, hiện tại thế cục đối chúng ta mà nói phi thường bị động, đối phương chiếm cứ có lợi địa hình, còn bắt cóc con tin, chúng ta người ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy đột phá khẩu. Duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể trước tạm thời dựa theo đối phương yêu cầu đi làm, tới kéo dài thời gian. Vậy mau a, Trương Huyền thúc giục nói, tổng không thể nhìn hai gã giáo thụ xảy ra chuyện đi. Đối phương yêu cầu chúng ta rất khó làm được a. Phi tuần bộ trường lộ ra vẻ mặt chua xót, đối phương yêu cầu muốn 300 triệu tiền mặt, chúng ta tuần bộ cục khẳng định là lấy không ra. Vậy làm nghiên cứu trung tâm lấy a. Trương Huyền nhìn về phía Tiết Ngạn Minh, Tiết giáo thụ. Đối phương chói người đòi tiền, hẳn là không phải hỏi Khâu giáo thụ người nhà muốn này tiền đi. Ra loại sự tình này, các ngươi nghiên cứu trung tâm mặc kệ sao? Tiết Ngạn Minh nhìn chằm chằm Trương Huyền, lại nhìn vi tuần bộ trường, cuối cùng đem ánh mắt phóng hướng vứt bỏ nhà xưởng đại môn vị trí, xuất khẩu nói, Lâm Thị, chuyện này, chúng ta trung tâm tuyệt đối sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Vi tuần bộ trường, người cho bọn hắn nói, tiền ta có thể cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn cần thiết bảo đảm Khâu giáo thụ cùng Mai giáo thụ an toàn. Phi tuần bộ trường nghe được lời này, vung tay lên, lập tức xông lên đi một người tuần bộ viên, đi cùng đối phương giao thiệp. Đúng lúc vào lúc này, lại có một người tuần bộ viên đã đi tới, tuần bộ viên còn mang theo một người tướng mạo bình thường thanh niên đi tới, mở miệng nói, tuần bộ trường, hắn nói hắn có thể tiến nhà xưởng. Có thể tiến nhà xưởng,
Phi Tuần bộ mặt dài sắc vui vẻ, nhìn về phía tên này thanh niên, người thật sự có thể đi vào. Có thể a, thanh niên gật đầu, ta vừa rồi chính là từ bên trong ra tới, bọn họ bên trong tính thượng bị chảo kia hai, tổng cộng có 9 người sao, ta xem rành mạch. Người đều thấy rõ ràng. Đương nhiên, xem rành mạch, thanh niên phi thường khẳng định gật đầu, hơn nữa những cái đó bọn bắt cóc a, liền nhìn hung một chút, bọn họ phòng bị ý thức kỳ thật một chút đều không cường. Cái này nhà xưởng có một cái ngầm ống dẫn thông đến nhà xưởng phía trên, bọn họ căn bản là không biết, chỉ cần tìm người từ ống dẫn đi vào, tùy tùy tiện tiện là có thể đem bên trong người cứu ra, các ngươi xem. Thanh niên vừa nói, một bên từ trong túi móc ra một cái di động giữa, rõ ràng là thứ nhất video, video chung, đúng là thanh niên này lấy đệ nhất thị giác quay chụp đồ vật, có thể rõ ràng nhìn đến, thanh niên thị giác là ở một cái ống dẫn, mà ống dẫn phía dưới. Chính là Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt hai người, thả Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt còn không có bị trói, nếu này thanh niên chịu mạo hiểm nói, lúc ấy liền khả năng kêu Mai Tâm Nguyệt cùng Khâu Phong cùng hắn cùng nhau từ ống dẫn rời đi. Hảo, thật tốt quá, Tiết Ngạn Minh vỗ tay nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không phiền toái cho ngươi các vị tuần bộ mang cái lộ, đi giúp chúng ta đem người cứu ra. Không được, thanh niên nghe được lời này, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Thanh niên như vậy quyết đoán cự tuyệt, làm Tiết Ngạn Minh có chút không phản ứng lại đây, vì... Vì cái gì? Ta này đi làm đâu, chúng ta lão bản phái ta đi bảo hộ một người, ta này đến chạy nhanh qua đi. Thanh niên nói, người bảo hộ, ngươi là công ty bảo an, các ngươi lão bản là ai, ta nói với hắn. Tiết Ngạn Minh vội vàng nói, đây là chúng ta lão bản A. Thanh niên duỗi tay, chỉ vào Trương Huyền. Chương 897 các ngươi có chút coi khinh chúng ta A. Hắn là ngươi lão bản, Tiết Ngạn Minh nhìn đến thanh niên sở chỉ Trương Huyền, thực rõ ràng sửng sốt một chút. Đúng vậy, thanh niên gật đầu, theo sau nói, kia gì, không nói a, khách hàng ra cậu thường xuyên thích chính mình chạy ra đi dạo quanh, khách hàng lo lắng cậu an toàn, ủy thác chúng ta đi bảo hộ cái kia cậu, ta phải chạy nhanh đi rồi. Kia còn không mau đi, bên cạnh Trương Huyền thúc giục một tiếng, đến lúc đó khách hàng cậu bị thương làm sao bây giờ? Từ từ. Tiết Ngạn Minh duỗi ra tay ngăn lại chuẩn bị phải đi thanh niên, hướng Trương Huyền bên cạnh Lâm Thanh Hạm ra tiếng nói, Lâm Tổng, nếu vị tiểu huynh đệ này có thể tiến nhà xưởng, làm hắn mang cái lộ lại có gì khó? Không được, Tiết Ngạn Minh vừa mới nói xong, Trương Huyền liền lắc đầu cự tuyệt nói, giúp các ngươi đi cứu người, khách hàng ra cậu vạn nhất bị thương nhưng làm sao bây giờ? Tiết Ngạn Minh nghe được lời này, mí mắt hung hăng nhảy một chút, có ý tứ gì, chúng ta phái tới giáo thụ còn không bằng một cái cậu quan trọng. Tiết Ngạn Minh sắc mặt tối sầm, nói, Lâm Tổng, phiền toái các ngươi làm rõ ràng, lần này mặt trên chính là cho chúng ta trung tâm phê hạ 100 triệu an bảo kim phó cho các ngươi Lâm Thị. Hiện tại các ngươi Lâm Thị vô pháp bảo đảm chúng ta Khâu giáo thụ an toàn không nói, thậm chí còn muốn khoanh tay đứng nhìn, này có phải hay không thuyết minh, các ngươi Lâm Thị đã không đem mặt trên để vào mắt. Tiết Ngạn nói rõ xong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, hắn đây là lấy phía trên tới áp người. Trương Huyền mở miệng nói, ngượng ngùng a, đánh gãy một chút, các ngươi. Trương Huyền lời nói còn chưa nói xong, liền nghe một trận tiếng hô từ nhà xưởng nội vang lên, chúng ta yêu cầu thời gian đã tới rồi, hiện tại tiền nhìn không tới, chúng ta muốn xe cũng không có, các ngươi có phải hay không đem chúng ta lời nói đương đánh rắm? Vẫn là cho rằng chúng ta không dám động bên trong hai người kia. Tiếng hô lúc sau, lại là một trận khóc tiếng la từ nhà xưởng nội truyền ra, không cần, cầu xin các ngươi. Đừng giết ta, cầu xin các ngươi. Các ngươi muốn tiền, ta có tiền, ta đều có thể cho các ngươi, không cần a. Này khóc tiếng la, đến từ chính Mai Tâm Nguyệt, ở Mai Tâm Nguyệt tiếng khóc chung, có thể thực rõ ràng cảm nhận được một trận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tiết Ngạn Minh sắc mặt biến đổi, không hề chất vấn Lâm Thanh Hạm, mà là nhìn về phía nhà xưởng phương hướng, ra tiếng nói, Vĩ Tuần Bộ trưởng, người đến chạy nhanh nghĩ cách a, ngàn vạn không thể làm chúng ta người bị thương. Tiết Ngạn Minh lời này âm vừa ra, Vĩ Tuần Bộ trưởng còn không có tới kịp trả lời, một trận thanh thúy súng vang thanh từ nhà xưởng nội truyền đến, ở trong trời đêm bồi hồi. Này thanh súng vang, làm Tiết Ngạn Minh cùng Vĩ Tuần Bộ trưởng hai người đều sững sờ ở nơi đó, nhà xưởng nội không còn có Mai Tâm Nguyệt kêu thảm thiết. A, à, nhà xưởng chung, vang lên Khâu Phong bị dọa phá gan kinh sợ thanh, ai có thể nghĩ đến, đối phương thế nhưng sẽ trực tiếp nổ súng giết con tin. Ha ha ha. Từng trận cười to từ nhà xưởng nội truyền đến, này tiếng cười ở Vĩ Tuần Bộ trưởng cùng Tiết Ngạn Minh trong tai, có vẻ phá lệ chói tai,
Xem bộ dáng này, Ngân Châu tuần bộ cục đối chúng ta là phi thường khinh thường sao? Nếu nói như vậy, lần này sự, coi như cấp các vị một cái lễ gặp mặt, dư lại người kia, ta cho hắn một cái mạng sống cơ hội. Nhưng này cơ hội có thể hay không nắm chắc được, cần phải xem các ngươi chính mình lạc, ở hắn trên người, có 7 cái bom hẹn giờ, 64 căn kíp nổ, cắt sai một cây, năm nay tân niên pháo hoa kia đã có thể trước tiên nhìn. Ha ha ha! Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Trương Huyền, trong ánh mắt mang theo khó hiểu, nàng nguyên bản cho rằng, lần này sự, có thể là Trương Huyền an bài, tưởng cấp Khâu Phong một cái giáo huấn, nhưng hiện tại xem ra, việc này giống như cùng Trương Huyền không có quan hệ a. Trương Huyền lại như thế nào giáo huấn hai người bọn họ, cũng sẽ không giết người, cũng sẽ không chói định khi bom, hơn nữa này động tĩnh nháo đến cũng quá lớn, chung quanh xe cảnh sát một chiếc tiếp theo một chiếc. Đối mặt Lâm Thanh Hạm nghi hoặc ánh mắt, Trương Huyền cũng không có làm ra trả lời, chỉ là nhìn phía trước, cũng không nói lời nào. Thời gian một phút một giây quá khứ, vị tuần bộ trưởng có vẻ có chút trầm mặc, các đại tuần bộ viên cũng minh bạch, lần này bọn bắt cóc, đều là một đám tàn nhẫn người. Nói giết con tin liền giết con tin, làm cho bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian dần dần trôi đi, vứt bỏ nhà xưởng trong ngoài, đều lâm vào một trận trầm mặc. Đột nhiên, một đạo khóc tiếng la vang lên, đánh vỡ này phiến trầm mặc. Vứt bỏ nhà xưởng nội, vang lên Khâu Phong sắp phát điên tiếng khóc, các ngươi. Các ngươi mau tiến vào đi, bọn họ đã đi rồi, ta trên người mấy thứ này mau tạc a. Ngoài cửa đứng tuần bộ viên nghe thế thanh âm. Qua lại liếc nhau. Tiến, vĩ tuần bộ lớn lên vung tay lên. Theo vĩ tuần bộ lớn lên mệnh lệnh, rất nhiều tuần bộ viên nhóm trực tiếp vọt vào nhà xưởng nội, quả thực, nhà xưởng chung, trừ bỏ Khâu Phong một người lẻ loi đứng ở nơi đó bên ngoài, một bóng người đều không có. Có thể nhìn đến, Khâu Phong trên người, trước sau tổng cộng trói 7 cái bom, tích tích tính giờ thanh không ngừng vang lên, 7 cái đúng giờ khí chồng lên lên, như vậy thanh âm nghe người phát mau, đừng nói Khâu Phong. Chính là đã đến tuần bộ viên nhóm, phía sau lưng đều không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh. Lại xem Khâu Phong, sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng phát run, kia cẳng chân bụng càng là điên cuồng run lên, cái trán đại tích mồ hôi hoạt đến trên mặt, môi đều có chút phát tím. Đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng nhúc nhích ta a, mấy thứ này một chạm vào liền tạc. Mau, mau kêu hủy đi đạn người tới, bọn họ chỉ cho 10 phút a. Khâu Phong vừa thấy tuần bộ lại đây, liền sinh ra thúc giục. Trong thanh âm tràn ngập một loại cuồng loạn hương vị, này đó bom cụ thể có thể tạo thành bao lớn uy lực, Khâu Phong không rõ ràng lắm, nhưng hắn rõ ràng chính là, chính mình nhất định sẽ tan xương nát thịt. Tuần bộ viên nhóm nhìn Khâu Phong trên người triển các loại kíp nổ, cũng đều mắt lộ ra khó xử, bọn họ không có trải qua hủy đi đạn huấn luyện, căn bản là không hiểu mấy thứ này, nào dám chạm vào này đó tuyến A. Tiết Ngạn Thanh thoát tốc chạy tới, nhìn mắt Khâu Phong trên người kíp nổ, liền thúc giục nói. Vĩ tuần bộ trường, mau, mau an bài hủy đi đạn tổ người tới. Khó, vĩ tuần bộ trường cau mày. Nhìn đến vĩ tuần bộ trường này phó biểu tình, Khâu Phong cùng Tiết Ngạn Minh đồng thời trong lòng một cái lộp bộp, cảm giác không ổn. Vĩ tuần bộ trường nói, hủy đi đạn tổ người lại đây, nhanh nhất cũng đến muốn 8 phút thời gian, này đó bom, bọn họ căn bản là không kịp. Kia làm sao bây giờ, mau ngẫm lại biện pháp A. Tiết Ngạn Minh nôn nóng nói. Cứu ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Khâu Phong hốc mắt thực hồng, đã bị dọa khóc. Đang ở mọi người bó tay không biện pháp khi, liền thấy một con bàn tay to, đột nhiên từ Khâu Phong phía sau duỗi ra tới. Ngay sau đó, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, bắt lấy một cây kíp nổ, dùng sức một xả. Xong rồi. Nhìn đến này chỉ bàn tay to xuất hiện, nhìn đến này chỉ bàn tay to sở làm hết thảy. Ở đây người đồng thời ở trong lòng toát ra cái này ý tưởng. Có người theo bản năng nhanh chân liền sau này triệt, cũng có người trực tiếp nhắm mắt lại. Này bom kíp nổ, há là có thể tùy tùy tiện tiện liền hủy đi. Một cái không tốt, liền sẽ nổ mạnh, này có 7 cái bom, rất có thể bao trùm phạm vi 100 mét phạm vi A. Chương 898 ta chỉ là chứng minh ta sẽ. Bàn tay to kéo xuống kíp nổ nháy mắt, có người sắc mặt kịch biến, quay đầu liền chạy, có người tắc trực tiếp nhắm mắt lại, minh bạch này chạy cũng chạy không thoát. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây thời gian, ở rất nhiều nhân tâm, giống như so mấy năm đều phải dài lâu. Không, không tạc, một người tuần bộ chậm rãi mở to mắt, phát hiện trước mắt hết thảy vẫn là như vậy, Khâu Phong trên người, vẫn là cột lấy 7 viên bom, cái gì đều không có phát sinh. Nhìn đến như vậy một màn, làm tên này tuần bộ đại tùng một hơi.
Tuần Bộ nói, cũng truyền tới còn lại người trong tai, những cái đó nhắm mắt chờ đợi người, cũng đều dần dần mở mắt, khi bọn hắn phát hiện hết thảy bình thường thời điểm, tất cả đều đại tùng một hơi, vừa định nói cái gì đó, kết quả phát hiện chính mình chân đều bị dọa mềm, mồm mép đều run. Khâu Phong càng là mãnh hít một hơi, ngay sau đó một mông ngồi xuống trên mặt đất. Mọi người lại xem Khâu Phong, nguyên bản ở trên người hắn, không ngừng phát ra âm thanh 7 viên bom, trong đó một viên đã không có thanh âm, liền đếm ngược đều ngừng, hiển nhiên, vừa mới bị túm đoạn kia căn kíp nổ, chính là này viên bom chủ đạo tuyến. Ai hủy đi bom, Tiết Ngạn mình ánh mắt mọi nơi tìm kiếm, hắn thiếu chút nữa cấp sợ tới mức hồn cũng chưa. Như thế nào, bom không thể hủy đi sao? Khâu Phong phía sau, vang lên Trương Huyền thanh âm, Trương Huyền nhìn Khâu Phong trên người kia mấy chục căn kíp nổ, lại giơ tay bắt lấy một cây. Ngươi muốn làm sao? Tiết Ngạn Minh vừa thấy, đương trường giống ra tiếng, sắc mặt đều có chút trắng bệch, liền vừa mới kia một chút, đều đem hắn mau hù chết, hiện tại lại đến một lần, ai chịu nổi? Hủy đi bom a, còn có thể làm gì? Trương Huyền mắt trợn trắng, khi nói chuyện, cánh tay lại là một túm. Theo Trương Huyền này một túm động tác, cơ hồ mọi người, trong lòng đều là đột nhiên nhảy dựng, mới vừa mở to mắt người, trong lòng bạo câu thô khẩu, lại vội vàng đem đôi mắt nhắm lại. Khâu Phong càng là hét lên, đầy mặt hoảng sợ. Lại là vài giây qua đi, như cũ cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng thật ra còn ở tích tích rung động 6 viên bom, lại ngừng một viên, đến bây giờ, 7 viên bom, chỉ có 5 viên còn ở vang. Theo Khâu Phong tiếng thét chói tai đình chỉ, mọi người mở to mắt, đương nhìn đến chỉ còn 5 viên bom hẹn giờ còn ở vang khi, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi thật sự sẽ hủy đi đạn? Tiết Ngạn Minh trừng mắt nhìn Trương Huyền. Này rất khó sao? Trương Huyền trợn trắng mắt, nói, lại bắt lấy một cây kíp nổ, theo sau dùng sức lôi kéo. Lúc này đây, mọi người tuy rằng vẫn là hãi hùng khiếp vía, nhưng lại không có lại nhắm mắt, mà là gắt gao nhìn chằm chằm một bên bom đồng hồ đếm ngược. Khi bọn hắn nhìn đến, Trương Huyền trên tay kíp nổ bị kéo rất nháy mắt, lại có một cái bom đồng hồ đếm ngược đình chỉ tiếng vang khi, đều dựng miệng rộng, đôi mắt trừng tròn xoe. Hủy đi đạn thứ này, bọn họ tuy rằng không hiểu, nhưng nhiều ít cũng ở trên TV gặp mặt quá, những cái đó chuyên gia gỡ bom gặp phải bom khi, cũng đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nhưng hiện tại người này, liền cùng đùa giỡn dường như, dùng tay nhẹ nhàng một xả, một cái bom đã bị dỡ bỏ. Bom còn có thể như vậy hủy đi. Mọi người nhìn Trương Huyền hủy đi đạn bộ dáng, đều có một loại không chân thật cảm, chẳng lẽ TV trình diễn đều là giả. Nhìn thấy Trương Huyền như thế nhẹ nhàng liền đem tam cái bom dỡ bỏ, Tiết Ngạn Minh cùng Khâu Phong hai người trên mặt, tất cả đều lộ ra vui mừng. Khâu Phong thân thể còn ở phát run, chẳng qua, lần này không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Ở những cái đó bọn bắt cóc đem bom đặt ở trên người hắn thời điểm, Khâu Phong đều hoàn toàn tuyệt vọng, hắn mới nhìn đến chính mình rất tốt sinh hoạt, từ Lâm Thị kia lấy tới tiền còn chưa có đi hảo hảo hưởng thụ, hắn như thế nào cam tâm chính mình cứ như vậy chết, hiện tại, nhìn đến có người có thể đủ cứu chính mình, hắn có thể nào không kích động. Sự tình quan chính mình tánh mạng, chẳng sợ trước mấy cái giờ Khâu Phong mới cùng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm thả tàn nhẫn lời nói, hiện tại giống nhau là khách khách khí khí. Trương tiên sinh, này phiền toái ngươi. Khâu Phong hướng Trương Huyền lộ ra xin lỗi tươi cười. Không phiền toái, không phải xả mấy cây tuyến sự sao, có cái gì phiền toái. Trương Huyền không thèm để ý phất phất tay, khi nói chuyện, hắn lại đem hai căn kíp nổ xả đoạn, trong nháy mắt, 7 cái đang ở tính giờ đúng giờ khí, chỉ còn 2 cái ở vang lên. Như vậy một màn, làm ở đây mọi người hoàn toàn yên lòng, Tiết Ngạn Minh trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nhưng Tiết Ngạn Minh trên mặt tươi cười mới vừa nở rộ ra tới. Hắn lại nhìn đến, Trương Huyền lắc lắc tay, bay thẳng đến một bên đi đến, Tiết Ngạn Minh còn tưởng rằng Trương Huyền là ở quan sát bom, nhưng nhìn trong chốc lát, Tiết Ngạn Minh phát hiện, Trương Huyền rõ ràng là đứng ở bên cạnh phát ngốc, trong miệng còn hừ một đầu ca khúc được yêu thích, mà Khâu Phong trên người đúng giờ khí, còn ở tích tích vang, hơn nữa theo thời gian quá khứ, này tích tích thanh càng thêm dồn dập lên. Lâm Thanh Hạm liền đứng ở bên cạnh, nghe càng ngày càng dồn dập tích tích thanh. Tiết Ngạn Minh mới vừa buông không lâu tâm lại nhắc lên, nhìn về phía Trương Huyền, hỏi, tiên sinh, là này hai viên bom có khó khăn sao? Vấn đề này, làm Khâu Phong tâm cũng nhắc lên, vẻ mặt khẩn trương nhìn Trương Huyền. Không có a, Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái nhìn Tiết Ngạn Minh, này hai viên bom cùng vừa mới kia 5 viên giống nhau, thực dễ dàng là có thể dỡ xuống, như thế nào đột nhiên hỏi cái này vấn đề, ngươi là phát hiện có cái gì không thích hợp?
Nghe được lời này, Tiết Ngạn Minh cùng Khâu Phong đồng thời yên lòng. Không đúng không đúng, Tiết Ngạn Minh liên tục xua tay, tiên sinh, nếu này hai viên bom cũng không có gì khó khăn, vậy sớm một chút hủy đi đi, cũng làm cho các vị tuần bộ nhóm sớm một chút trở về nghỉ ngơi, này bom vẫn luôn cột vào chúng ta Khâu giáo thụ trên người, này áp lực cũng là rất lớn a. Khâu Phong ở một bên nghe Tiết Ngạn Minh nói, một bên dùng sức gật đầu, này bên tai truyền đến tích tích thanh, làm hắn có điểm sắp điên mất cảm giác. Trương Huyền đột nhiên nhếch miệng cười, xin lỗi a, ta có chút không lý giải ngươi ý tứ, ngươi nói làm ta chạy nhanh đem Khâu giáo thụ trên người bom hủy đi. Đúng đúng, Tiết Ngạn Minh dùng sức gật đầu, biểu hiện thực khách khí, nghĩ đến hắn cũng minh bạch, chính mình vừa mới đối Lâm Thị thái độ thật sự có chút không tốt. Ách, Trương Huyền vươn tay, gãi gãi cái ót, xin hỏi một chút, ta vì cái gì muốn giúp hắn hủy đi đâu? Các ngươi làm gì không hủy đi? Nơi này chỉ có tiên sinh ngươi sẽ hủy đi đạn sao, ngươi vừa mới đều hủy đi 5 cái, cũng không kém này 2 cái. Tiết Ngạn Minh kỳ hảo cười, cũng biết Lâm Thị nhân tâm khẳng định có chút khó chịu. Ta sẽ hủy đi liền giúp các ngươi hủy đi. Dựa, Trương Huyền mắt trợn trắng, ta vừa mới hủy đi kia 5 cái, chỉ là tưởng chứng minh ta sẽ hủy đi mà thôi, ai nói ta nhất định phải giúp các ngươi hủy đi. Trương Huyền nói xong, xoay qua thân đi, không hề để ý tới Tiết Ngạn Minh. Hủy đi kia 5 cái, chỉ là chứng minh sẽ hủy đi. Tiết Ngạn Minh nghe Trương Huyền nói, có chút sững sờ, ngươi chỉ là lại đây chứng minh ngươi sẽ hủy đi, sau đó lại không cho gỡ xong, chuyên môn lưu 2 cái. Đây chính là bom A, 7 cái nổ mạnh cùng 2 cái nổ mạnh có cái gì khác nhau? Không đều là đem người nổ thành mảnh nhỏ sao? Chương 899 vất vả Khâu giáo thụ. Khâu Phong nghe được lời này, sắc mặt càng là xanh mét. Khâu Phong trên người còn sót lại 2 viên bom còn ở tích tích vang cái không ngừng, này dồn dập tích tích thanh nghe được Tiết Ngạn Minh là tâm phiền ý loạn, hắn thấy Trương Huyền giống như thật sự không có lại ra tay hỗ trợ ý tứ, chau mày lên, trên mặt bồi tươi cười cũng toàn bộ biến mất, ra tiếng nói, tiên sinh, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta không phải ở cầu ngươi, các ngươi Lâm Thị Thu An Bảo Kim, lý nên bảo hộ chúng ta đi theo giáo thụ an toàn, hiện tại sự tình là các ngươi nên làm, minh bạch sao? Nếu Khâu giáo thụ ra chuyện gì, các ngươi Lâm Thị cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Trương Huyền vươn tay phải, dùng ngón út đào đào lỗ tai, nói, 100 triệu an bảo kim. Chúng ta Lâm Thị như thế nào không biết chuyện này? Ta nhớ rõ lúc ấy Khâu giáo thụ hình như là cho rằng chúng ta Lâm Thị an bảo hệ thống quá mức rác rưởi, chính mình một lần nữa tìm một cái công ty bảo an đi. Ngươi nói lý nên, hẳn là làm Khâu giáo thụ tìm cái kia công ty bảo an lại đây làm việc, mà không phải làm chúng ta Lâm Thị. Trương Huyền lời này vừa ra, Tiết Ngạn Minh cùng Khâu Phong hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Tiết Ngạn Minh biểu tình, là trở nên kinh ngạc, có điểm ngốc. Mà Khâu Phong, tắc như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm bị vạch trần giống nhau, đầu đều thấp đi xuống. Tiết Ngạn Minh phản ứng lại đây sau, nhíu mày nhìn Khâu Phong, chất vấn nói, Khâu giáo thụ, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì, ai cho phép các ngươi tự mình đi tìm an bảo. Tiết Ngạn Minh có thể làm nghiên cứu trung tâm đại biểu lại đây, tất nhiên không phải cái ngu xuẩn, hắn chỉ là hơi chút tưởng tượng, đều có thể suy nghĩ cẩn thận Khâu Phong vì sao từ bên ngoài tìm cái công ty bảo an. Lần này mặt trên phê xuống dưới an bảo tài chính chính là 100 triệu A, này 100 triệu nói là an bảo tài chính, trên thực tế chính là biến tướng cấp Lâm Thị một loại trợ cấp mà thôi, lớn như vậy một số tiền, chính là thực dễ dàng làm người đỏ mắt. Khâu Phong thấp hèn đầu, ấp úng nửa ngày, mới mở miệng nói, ta đây là xem Lâm Thị cái kia an bảo đánh giá không được, cho nên. Ngươi là xem đánh giá sao? Tiết Ngạn Minh không chút nào lưu thể diện đánh gãy Khâu Phong nói, ngươi nói ngươi tìm công ty bảo an, là nhà ai? Là, Khâu Phong ấp úng nửa ngày, trong mắt không ngừng ở hốc mắt chung đảo quanh, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Là một nhà đại chứng công ty đúng không? Tiết Ngạn Minh mắt lạnh nhìn Khâu Phong, Khâu giáo thụ, ngươi như thế nào cũng là lão tư lịch. Trung tâm quy của ngươi rất rõ ràng, như vậy sự, ngươi cũng biết phát sinh quá vài lần, những người đó đều là cái gì kết cục, Khâu giáo thụ ngươi không rõ sao. Ngươi này thuộc về trái pháp luật A. Khâu Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, này so vừa mới thấy hắn khi bị bom sợ tới mức còn muốn thảm một ít, Tiết giáo thụ, ta ngủ nhất thời hồ đồ A. Được rồi, Tiết Ngạn Minh vung tay lên, loại sự tình này ngươi không cần thiết cùng ta nói, ngươi làm như vậy có cái gì hậu quả. Ngươi rất rõ ràng, cùng ta cũng không có quan hệ, ta tưởng ngươi hiện tại nhất quan trọng, vẫn là ngẫm lại nên như thế nào sống sót đi.
Tiết Ngạn Minh đem tay áo vung, một bộ không muốn lại quản bộ dáng. Bên cạnh, bom đồng hồ đếm ngược vang càng thêm dồn dập, kiệt tích tích thanh giống như đòi mạng giống nhau. Tiết Ngạn Minh ánh mắt lộ ra bực bội thần sắc, ánh mắt thỉnh thoảng chiều Khâu Phong nơi đó xem một cái. Khâu Phong bản nhân, nghe kia không ngừng vang lên tính giờ thanh, thân thể lại bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên, trên mặt lộ ra bất lực thần sắc. Đường bom đếm ngược chỉ còn cuối cùng một phút thời điểm, đứng ở nơi đó không có ra tiếng Tiết Ngạn Minh lại lần nữa hướng Khâu Phong nói, người còn tại đây thất thần làm gì đâu. Còn không mau đem An Bảo Kim đánh cấp Lâm Tổng, người cảm thấy người tìm cái kia công ty bảo an có thể so sánh Lâm Thị Hảo. Tiết Ngạn Minh thấy Khâu Phong đã đại não trống rỗng, đều khuyết thiếu tự hỏi năng lực, nhịn không được thúc giục nói. Khâu Phong vừa nghe lời này, thân thể đánh cái giật mình, vội vàng nhìn về phía Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nơi phương hướng, cầu đạo, Lâm Tổng, phía trước là ta họ Khâu có mắt không thấy Thái Sơn, bị người lầm đạo, còn thỉnh Lâm Tổng không cần cùng ta chấp nhặt. Lâm Thanh Hạm không có làm trả lời, mà là đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người. Có thấy hay không thức đến không thể nói. Trương Huyền không sao cả nhún vai, chỉ là ngươi cũng biết, ta Lâm Thị tập đoàn, là làm buôn bán, nếu Khâu giáo thụ hiện tại tưởng mướn chúng ta Lâm Thị công ty bảo an, kia phí dụng phương diện này, khẳng định đến ấn quy củ tới sao, kia 100 triệu An Bảo Kim, chính là một phân đều không thể thiếu. Đương nhiên, đương nhiên, Khâu Phong liên tục gật đầu, hiện tại hắn, căn bản là không rảnh lo tự hỏi, Trương Huyền đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Giờ này khắc này, kia bom hẹn giờ đếm ngược, chỉ còn cuối cùng hơn 30 giây. Tiết Ngạn Minh bước chân đều không tự giác sau này lui. Trương Huyền nghe được Khâu Phong đáp ứng xuống dưới, nhe răng cười, đương trường từ chính mình áo ngoài nội trong túi móc ra một phần giấy chất hiệp nghị, cùng với một cây bút máy, hành, Khâu giáo thụ ngươi nếu không có dị nghị, chúng ta đây liền nắm chặt đem hiệp nghị ký đi. Thiêm, thiêm, Khâu Phong nhìn chỉ còn 20 giây đồng hồ đếm ngược, liên tục gật đầu. Tiếp nhận Trương Huyền trong tay bút cùng văn kiện, chút nào không màng hình tượng, quỳ dạp trên mặt đất liền ký lên, có thể nhìn đến, Khâu Phong lấy bút tay đều là run run rẩy rẩy, một cái đã sớm không biết viết bao nhiêu lần tên, chính là làm mấy cái hít sâu, mới viết xuống dưới. Đường Khâu Phong thiêm xong hiệp nghị thời điểm, bom đếm ngược còn thừa cuối cùng 10 giây, kia đồng hồ đếm ngược thượng màu đỏ tươi con số, thật giống như lấy mạng lưỡi hái giống nhau. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, vừa lòng đem hiệp nghị thu hồi tới. Hành, Khâu giáo thụ, vậy như vậy, nhớ rõ đêm nay 12 giờ trước, muốn đem tiền đánh tới chúng ta công ty chướng thượng A. Cầu xin ngươi, mau giúp ta hủy đi đi. Khâu Phong hai mắt đỏ lên, trên mặt toàn là khẩn cầu, kia đồng hồ đếm ngược thượng con số, còn thừa cuối cùng 2 giây. Không vội, Trương Huyền duỗi người. Tiết Ngạn Minh nhìn kia đồng hồ đếm ngược thượng con số nhảy đến một nháy mắt, không bao giờ cố mặt khác, nhanh chân liền chạy. Khâu Phong hung hăng nhắm mắt lại, cắn chặt răng. Tích, một đạo vang nhỏ truyền tiến Khâu Phong trong tai, Khâu Phong chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi vào trên mặt đất, ở hắn dưới thân, một đại than vệt nước mạn ra tới. Bom hẹn giờ thượng đồng hồ đếm ngược, con số biến thành linh. Cũng tại đây cùng khi, vĩ tuần bộ lớn lên thanh âm vang lên. Hảo, kết thúc công việc, hôm nay diễn tập đều biểu hiện không tồi, vất vả đại gia. Vĩ tuần bộ lớn lên thanh âm, rõ ràng truyền tiến Khâu Phong cùng Tiết Ngạn Minh trong tai. Đang ở chạy như điên Tiết Ngạn Minh đột nhiên ngừng bước chân, đứng ở tại chỗ, xoay người lại. Nằm liệt ngồi dưới đất, đái trong quần Khâu Phong, chậm rãi mở to mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, diễn tập. Đúng vậy, lần này chỉ là một cái diễn tập mà thôi. Vĩ tuần bộ nảy nở khẩu, Khâu giáo thụ, không có trước tiên thông chi đến, xin đừng trách cứ a. Này cũng coi như là tăng mạnh các ngươi một loại tự mình phòng bị ý thức phương pháp sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 900 còn có càng có ý tứ. Vi tuần bộ trường nói xong, vung tay lên, liền thấy, có vài tên đại hán đỡ Mai Tâm Nguyệt từ nhà xưởng mặt sau đi ra. Này vài tên tráng hán, đúng là phía trước đem Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt trói đi người. Khâu giáo thụ, không cần lo lắng, này đó bom đều là giả. Mai giáo thụ cũng không có việc gì, này chỉ là chúng ta tuần bộ cục làm một lần diễn tập mà thôi, không riêng tăng lên chúng ta tự mình hành động năng lực, cũng tăng lên cư dân phòng bị ý thức, Khâu giáo thụ ngươi tự mình phòng bị ý thức muốn tăng mạnh a. Vì tuần bộ trưởng vỗ Khâu Phong bả vai, cười nói. Bị mang lại đây Mai Tâm Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng bị sợ tới mức không rõ. Diễn tập,
Diễn tập, Khâu Phong trong miệng không ngừng lẩm bẩm này hai chữ, ánh mắt đều có vẻ có chút dại ra, vài giây sau, Khâu Phong một chút từ trên mặt đất đứng lên, hai bước vào tới Trương Huyền trước mặt, bắt lấy Trương Huyền cổ áo, hồng con mắt nói, ngươi âm ta, ngươi hắn sao âm ta? Âm ngươi cái gì? Trương Huyền đôi tay cắm túi, tùy ý Khâu Phong bắt lấy chính mình cổ áo, hình như là ngươi cầu ta giúp ngươi hủy đi đạn đi, này đạn không phải không tạc sao? Đây là một ít diễn tập đạo cụ, sao có thể tạc? Khâu Phong trừng lớn đôi mắt, mãn nhãn đỏ bừng. Đúng vậy, Trương Huyền dùng sức gật gật đầu, bản thân chính là diễn tập đạo cụ A, ta khi nào nói qua nó sẽ tạc. Thật đậu. Trương Huyền nói xong, một phen vỗ rất Khâu Phong bắt lấy chính mình cổ áo tay, bĩu môi nói, nhớ rõ A, đêm nay phải đem tiền chuyển cho chúng ta Lâm thị, bằng không ngươi nhưng có bồi. Dứt lời sau, Trương Huyền xoay người, phất phất tay, nghênh ngang mà đi. Ngươi, Khâu Phong nhìn Trương Huyền rời đi, liền phải đuổi theo đi lại cùng Trương Huyền lý luận. Được rồi, một đạo tiếng quát từ bên cạnh truyền đến, Tiết Ngạn Minh vẻ mặt không kiên nhẫn đã đi tới, ngươi có phải hay không còn ngại không đủ mất mặt. Còn tưởng tiếp tục nháo đi xuống. Ta, Khâu Phong há miệng thở dốc, không có ra tiếng. Lần này báo cáo, ta sẽ đúng sự thật đi viết, đến nỗi trung tâm xử lý như thế nào, còn muốn xem Lâm thì có nghĩ truy cứu, rốt cuộc này tiền, là mặt trên phê xuống dưới, ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy nhanh đi xử lý chuyện này, đừng làm Lâm thị bất mãn. Tiết Ngạn Minh trừng mắt nhìn mắt Khâu Phong, ta sẽ ở sân bay 9 giờ chờ hai ngươi. Tiết Ngạn nói rõ xong, cũng đi nhanh rời đi. Một chúng tuần bộ bắt đầu thu thập hiện trường đồ vật, chỉ trừ Khâu Phong cùng Mai Tâm Nguyệt hai người đứng ở nơi đó, xa xa tương vọng. Này làm sao bây giờ? Mai Tâm Nguyệt chậm rãi đi đến Khâu Phong trước người, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói, trung tâm đã biết lần này sự, hai ta xong rồi. Được rồi, Khâu Phong quát lớn một tiếng, đầy mặt oán khí, này bút chướng, ta sớm muộn gì muốn từ Lâm thị kia tìm trở về, hiện tại chạy nhanh nghĩ cách lấy tiền. Nhưng chúng ta này tiền không đủ à? Mai Tâm Nguyệt mở ra tay, cái kia đại chướng công ty thu hai thành thủ tục phí, chúng ta này cũng chỉ có 8.000 vạn. Khâu Phong mệnh lệnh nói, ngươi cùng cái kia đại chướng công ty liên hệ, nói cho bọn họ không nghĩ giao dịch, làm cho bọn họ đem tiền toàn cho chúng ta lấy tới. Mai Tâm Nguyệt gật gật đầu, lấy ra di động, bắt thông một cái dãy số, mới vừa đem điện thoại phóng tới bên tai, Mai Tâm Nguyệt sắc mặt chính là biến đổi. Làm sao vậy? Khâu Phong thấy Mai Tâm Nguyệt sắc mặt biến hóa, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, vội vàng hỏi. Nhắc nhở không hào, Mai Tâm Nguyệt đưa điện thoại di động loa mở ra, kia máy móc thanh âm nhắc nhở ra không hào, vào lúc này có vẻ phá lệ chói tai, cái kia đại chướng công ty đã chạy, tìm không thấy người. Thảo, Khâu Phong thật mạnh bạo câu thô khẩu, loại này đại chướng công ty, quá một bút chướng, tùy thời đều khả năng trốn chạy, sợ bị người tìm được. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mai Tâm Nguyệt nhìn về phía Khâu Phong. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là thấu tiền, còn có thể làm sao bây giờ? Khâu Phong vẻ mặt táo bạo. Thấu tiền, 2.000 vạn, này nên như thế nào thấu a? Mai Tâm Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Như thế nào thấu? Ta nhớ rõ ngươi ở Đều Hải có một bộ phòng đúng không? Kia có thể thấu cái mấy trăm vạn, còn có ngươi quê quán kia khối đất nền nhà, cũng đáng cái hơn 100 vạn, tất cả đều bán. Ta ở Đều Hải phòng ở, ta cũng đi thấu, 2.000 vạn, khẽ cắn môi, như thế nào đều có thể thấu ra tới. Khâu Phong đang nói chuyện thời điểm, cũng là vẻ mặt thịt đau. Không được, Mai Tâm Nguyệt ở Khâu Phong vừa dứt lời, liền mở miệng nói, Đều Hải căn hộ kia là ta kết hôn dùng, tuyệt đối không thể bán. Không bán, Khâu Phong lông mày một hoành, đột nhiên hét lớn, không bán ngươi như thế nào thấu. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào thấu. Mai Tâm Nguyệt thấy Khâu Phong giống lên lên, nàng cũng không cam lòng yếu thế, họ Khâu, ngươi cũng đừng hướng ta xì hơi, lần này sự bản thân chính là ngươi nghĩ ra được, hơn nữa vừa mới ta ở nhà xưởng mặt trên xem rành mạch, kia phân hiệp nghị là ngươi cùng Lâm Thị Thiêm, mặt trên cũng chỉ viết ngươi Khâu Phong một người tên, cùng lắm thì ta không cần trung tâm công tác này, ngươi làm ta bán Đều Hải phòng ở, ngươi mơ tưởng. Ngươi hắn sao nói cái gì? Khâu Phong đột nhiên duỗi tay, nắm Mai Tâm Nguyệt cổ. Ngươi hắn sao có phải hay không không nghĩ làm ta hảo quá. Ta nói cho ngươi, cùng lắm thì ta Khâu Phong không sống, ta đã chết cũng đến mang lên ngươi. Bị bóp chặt cổ Mai Tâm Nguyệt sắc mặt đỏ lên, hai tay cánh tay không ngừng chiều Khâu Phong trên người đẩy đi, lại căn bản là đẩy bất động, Khâu Phong đã đỏ đôi mắt. Hơn nửa ngày, ở Mai Tâm Nguyệt sắc mặt đã nghẹn xanh tím thời điểm, Khâu Phong mới buông ra tay.
Khụ khụ. Mai Tâm Nguyệt mồm to hút khí, ho khan không ngừng, ước chừng qua hơn một phút, sắc mặt mới đẹp một ít. Họ Khâu, người điên rồi. Mai Tâm Nguyệt hét lớn một tiếng. Ta không điên, Khâu Phong đột nhiên biểu hiện thực bình tĩnh, ta chỉ là nói cho ngươi, nếu lần này ta xong rồi, ngươi Mai Tâm Nguyệt cũng đến đi theo xong, đừng quên ngươi Đều Hải căn hộ kia là như thế nào mua, nếu ta đem việc này tuôn ra đi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ hảo quá sao? Dù sao ta đã không để bụng như vậy nhiều, tả hữu đều là cái chết, cùng lắm thì cùng chết. Mai Tâm Nguyệt sắc mặt biến đổi, trầm mặc mấy giây sau mới ra tiếng, hảo, họ Khâu, xem như ngươi lợi hại. Vứt bỏ nhà xưởng ngoại. Một chiếc chạy ở trên đường màu đỏ chạy băng băng nội, bên trong xe vang lên Lâm Thanh Hạm chuông bạc tiếng cười. Lão bà, người đến mức này sao, này đều cười một đường. Lái xe Trương Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu như bị Lâm thị công nhân nhìn đến, bọn họ băng sơn nữ tổng tài này một đường cười đến đều cùng tiểu nha đầu giống nhau, chỉ sợ đều không tiếp thu được. Lão công, người cũng quá xấu rồi đi. Lâm Thanh Hạm tay ngọc che miệng, náo loạn nửa ngày là diễn tập, người đem ta đều đã lừa gạt đi. Ta này không phải sợ ngươi kỹ thuật diễn không đủ sao? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, đến lúc đó phải bị cái kia họ Khâu đã nhìn ra, liền không thú vị. Ha ha, lão công, ngươi muốn trước tiên cho ta nói, ta khả năng thật sẽ lòi, vừa mới Khâu Phong nghe thế thứ chỉ là diễn tập thời điểm, cả người đều ngốc ở kia, quá có ý tứ. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm che miệng mà cười bộ dáng, vươn đặt ở đương vị thượng tay, bắt lấy Lâm Thanh Hạm nhu đề. Nhẹ giọng nói, lão bà, buổi tối còn có càng có ý tứ đâu. Chương 901 địa cung số 4. Càng có ý tứ sự, Lâm Thanh Hạm sáng lấp lánh trong mắt lộ ra tò mò thần sắc, nhìn về phía Trương Huyền. Đương Lâm Thanh Hạm nhìn đến Trương Huyền khóe miệng kia mặt như có như không mỉm cười khi, chợt nghĩ đến cái gì, mặt đẹp một đỏ lên, lưu manh a ngươi. Hắc hắc, Trương Huyền tiện cười một tiếng, cùng ta chính mình lão bà, có cái gì lưu manh không lưu manh. Ta ba không đều thúc giục muốn tôn tử đâu sao, ha ha. Trương Huyền cười lớn một tiếng, đem chân ga dẫm rốt cuộc, lửa đỏ chạy băng băng giống như một đầu phát cuồng liệp báo, chạy như bay tại đây không người trên đường, hướng ra phương hướng phóng đi. Lâm Thanh Hạm ngồi ở trên ghế phụ, một khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, không nói gì. Đèn xe chiếu xạ ở trước mắt trên đường nhỏ, một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở đường cái trung ương, người này thân xuyên áo tang, đầu đội đấu lạp. Lẳng lặng nhìn Trương Huyền dưới thân này chiếc màu đỏ chạy băng băng xử tới. Màu đỏ chạy băng băng ở lộ trung dừng lại, cửa xe mở ra, Trương Huyền từ bên trong xe bước xuống. Áo tang, ta nhưng cho ngươi nói rõ ràng a, hôm nay ta có việc đâu. Trương Huyền trợn trắng mắt, vẻ mặt khó chịu. Ha ha, áo tang cười gượng một tiếng, ta cũng minh bạch này xuân tiêu nhất khắc thiên kim, bất quá có một số việc, thật đúng là chậm trễ không được, đêm nay ngươi chỉ sợ vô pháp ngủ ở Ôn Nhu Hương. Dựa, Trương Huyền so ngón giữa, đóng cửa xe, chiều áo tang đi đến, nói đi, chuyện gì? Về miếng đất kia, áo tang duỗi tay, chỉ hướng một phương hướng, cửu cục người ở kia tụ linh trận phía dưới phát hiện một chút đồ vật, bọn họ thực cảm thấy hứng thú, vừa lúc, thần ẩn hội người đối miếng đất kia cũng phi thường cảm thấy hứng thú, người hẳn là hiểu ta muốn nói gì. Trương Huyền mày nhăn lại, ta không hiểu, ý của ngươi là, cửu cục cùng thần ẩn hội đều có thể động nơi đó, duy độc ta không thể động. Địa ngục quân vương các hạ, áo tàng ý tứ, đều không phải là ngươi không thể động, mà là quang minh đảo không thể động. Âm u chỗ, một nam một nữ đi ra, đúng là cửu cục phái đến Ngân Châu kia hai người. Cửu cục tên kia nam tính hướng Trương Huyền lộ ra kỳ hảo tươi cười, quân vương các hạ, kia ngầm đồ vật, là không có khả năng độc thuộc về nào đó cá nhân thế lực, vô luận là quang minh đảo, vẫn là cái nào thị tộc, hoặc là nước ngoài hết thảy gia tộc thế lực, đều không thể bắt được như vậy đồ vật, chỉ có cửu cục. Hoặc là thần ẩn hội, bắt được trong tay mới an toàn. Trương Huyền mở miệng hỏi, là cái thứ gì? Một mặt phá thuẫn, cửu cục nam tính đáp. Phá thuẫn, Trương Huyền mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cửu cục nam tính nói tiếp, nói đúng ra, lối vào xuất hiện một mặt phá thuẫn, càng sâu địa phương, còn không dám đào, bởi vì mọi người đều không biết bên trong sẽ có cái gì. Cửu cục tên này nam tính, cũng không có đem nói xong toàn nói rõ. Nhưng Trương Huyền lại một chút liền minh bạch đối phương ý tứ. Liền hiện tại tới nói, xảy ra chuyện miếng đất kia, cũng chính là viện phúc lợi địa chỉ cũ, còn thuộc về Lâm Thị, nếu Lâm Thị chỉ là một cái bình thường dân doanh xí nghiệp, cửu cục đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp đào liền xong việc, mặt sau có cái gì, đều thuộc về chính mình. Nhưng cố tình,
Lâm thị tổng tài là địa ngục quân vương lão bà, này liền làm cửu cục bọn họ không dám tùy tiện tới, đào ra cái gì, nói trắng ra là, nếu địa ngục quân vương không cho, bọn họ còn có thể đoạt không thành. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái thần ẩn hội như hổ rình mồi. Cho nên, cửu cục người cùng áo tang đều ra mặt, cấp Trương Huyền nói lời này, ý tứ chính là muốn cho Trương Huyền đem này khối địa giao cho bọn họ trong đó một nhà. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng Trương Huyền khẳng định sẽ không bạch bạch giao ra đây, đến nỗi muốn trả giá cái dạng gì đại giới, bọn họ cũng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trương Huyền ánh mắt ở áo tang cùng cửu cục người tới trên người nhìn quét một vòng, theo sau quay đầu lại nhìn mắt kia chiếc ngừng ở ven đường chạy băng băng, mở miệng nói, ta muốn đi xuống xem một cái. Đương nhiên, cửu cục nam tính gật đầu, chúng ta có thể cấp quân vương đại nhân dẫn đường, bất quá hoàn cảnh nơi đây có chút không tốt, kiến nghị quý phu nhân vẫn là đừng đi nữa. Trương Huyền gật gật đầu, xoay người, đi đến xa tiền, kéo ra cửa xe, hướng Lâm Thanh Hạm nói chút cái gì. Ngay sau đó, liền thấy Lâm Thanh Hạm từ trên ghế phụ đi xuống tới, đối Trương Huyền nói thanh chú ý sau khi an toàn, ngồi vào chủ điều khiển, lái xe rời đi. Quân vương các hạ, chúng ta đi thôi. Thần ẩn hội vị này, cũng có thể cùng nhau tới. Cửu cục nam tính mở miệng, cố ý nhìn áo tang liếc mắt một cái. Ngươi không cần đối ta có lớn như vậy địch ý. Áo tang thanh âm khàn khàn, cửu cục cùng thần ẩn hội tồn tại tính chất tương đồng, chẳng qua là chia làm hai cái lập trường mà thôi. Ha ha, cửu cục nam tính cười một tiếng, không nói thêm cái gì. Một hàng bốn người, toàn không phải kẻ yếu, tại đây đen nhánh bầu trời đêm hạ, cũng không dựa cái gì phương tiện giao thông. Liền như vậy triều viện phúc lợi địa chỉ cũ lao đi. Dọc theo đường đi, cửu cục hai người đang âm thầm phân cao thấp, không ngừng nhanh hơn chính mình tốc độ. Kết quả hai người bọn họ phát hiện, vô luận chính mình đem tốc độ tăng lên tới cỡ nào mau, chẳng sợ đã tới rồi cực hạn, Trương Huyền cùng áo tang hai người, đều vừa nói vừa cười theo sau lưng mình. Như vậy một màn, làm cửu cục hai người trong lòng giật mình, đồng thời cũng càng thêm rõ ràng địa ngục quân vương cùng tên kia thần ẩn hội người tới thực lực. Viện phúc lợi địa chỉ cũ kia phiến mà, sớm đã bị Lâm Thanh Hạm tất cả đều mua, cấm còn lại người tiến vào, ở cửu cục người đã đến sau, lại tạm thời bị cửu cục người tiếp nhận, phụ cận trăm mét nội đều bị giới nghiêm, người thường căn bản tới không đến nơi này. Đương Trương Huyền đến này sau, một chút liền cảm giác được nơi này không thích hợp. Linh khí như thế nào sẽ như vậy đủ? Trương Huyền hít sâu một hơi, nơi này linh khí, đều mau theo kịp quang minh đảo, đến này liền có thể thấy. Trước mắt một mảnh đều sương mù mênh mông. Linh khí tràn ngập ở trên thế giới các góc, tuy rằng loáng, nhưng như vậy một cái đại hình tụ linh trận, trải qua thời gian dài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng tụ không ít linh khí, đặc biệt là ngầm bị đào khai sau, linh khí như giếng phun giống nhau xông ra, cơ hồ chỉ là một ngày thời gian, khiến cho nơi này đại biến dạng. Áo tang đi ở Trương Huyền bên người, phất phất tay, muốn xua tan trước mắt sương mù, nhưng hắn trước một giây mới đưa trước mắt sương mù tản ra. Này đó sương mù sau một giây lại tràn ngập lại đây. Ngầm phun ra nhiều như vậy linh khí. Trương Huyền mắt lộ ra hồ nghi, nhìn về phía trước một cái hố động, liền ở nơi đó, đang có sương mù bốc lên, ở chỗ này, hít sâu một hơi, đều sẽ làm người có một loại toàn thân thoải mái, lỗ chân lông tản ra cảm giác. Bất quá loại này khí cũng không thể nhiều hút, hút thượng một hai khẩu là không có việc gì, cần phải hút nhiều, đừng nói là người thường, liền tính là ngự khí cao thủ. Đều khả năng sẽ phát sinh thân thể không chịu nổi tình huống. Ở Trương Huyền đám người trước người, đều có một tầng vô hình cái lồng khí, tới ngăn cách chung quanh linh khí. Quân vương các hạ, địa cung số 4 bên trong hoàn cảnh so bên ngoài còn muốn kém, tiến vào sau, tận lực không cần tản mất bên người khí. Cửu cục nam tính đi theo Trương Huyền bên người nói. Địa cung số 4. Cả nước các nơi, tổng cộng xuất hiện 11 cái như vậy địa phương, chúng ta gọi chung vì địa cung. Hơn nữa tiến hành đánh số. Cửu cục nam tính giải thích nói. Chương 902 gặp gỡ. Cả nước các nơi, tổng cộng 11 cái như vậy địa cung. Trương Huyền nghe được tin tức như vậy, rõ ràng sửng sốt một chút. Cho tới nay, khí đều là một kiện thực ẩn nấp sự, chẳng sợ Trương Huyền, cũng là mới biết được không lâu. Nhưng hiện tại, khí lại thường xuyên xuất hiện, này hiển nhiên là một loại cực độ dị thường biểu hiện. Người sớm nên làm tốt như vậy chuẩn bị. Áo tang ở Trương Huyền bên tai nhỏ giọng nói, thị tộc sẽ không duyên cớ xuất thế, nhiều hiểu biết này đó cũng hảo, đừng quên đại nhân giao cho ngươi sứ mệnh. Trương Huyền nhún vai, nhìn phía trước hố động, hít sâu một hơi, thân mình nhảy, chiều phía dưới nhảy đi. Nhìn Trương Huyền liền như vậy không chỗ nào cố kỵ nhảy xuống, cửu cục hai người qua lại liếc nhau,
đều từ đối phương trong mắt thấy được một mặt kiêng kỵ. Một người dũng khí, nguyên tự với thực lực của hắn, địa ngục quân vương đối mặt không biết hoàn cảnh, như thế tiêu sái thả người mà nhập, này phân tự tin, là bọn họ sở vô pháp bằng được. Ở Trương Huyền nhảy xuống hố động sau, chỉ cảm thấy chính mình lấy một cái liên tục tăng tốc độ giảm xuống, đương tốc độ phát sinh hai lần tăng lên sau, hắn mới rơi xuống mặt đất, đạp khởi một trận bụi đất, theo Trương Huyền tính ra, này hố động chiều sâu, ít nhất ở 25 mễ. Ngầm 25 mễ, nghe không có gì, nhưng muốn nghĩ lại, đây là đem 7 tầng lầu đảo lại chiều sâu, trên thế giới có 90% người, là không có hạ quá sâu như vậy địa phương. Này hố động nội cũng không hắc ám, có mấy cái chiếu sáng đèn ở Trương Huyền đỉnh đầu sáng lên, vẫn luôn kéo dài đến hố động thâm bộ. Lại là ba đạo phốc phốc rơi xuống đất tiếng vang lên, cửu cục hai người cùng áo tang, cũng đều đi theo nhảy xuống tới, thống nhất đứng ở Trương Huyền phía sau. Trương Huyền đầu cũng chưa hồi một chút, thẳng về phía trước phương đi đến. Quân vương các hạ, này địa đạo là vẫn luôn xuống phía dưới kéo dài, địa cung nhập khẩu, đại khái dưới mặt đất 100 mét tả hữu. Cửu cục nam tính đi theo Trương Huyền phía sau nói. Trương Huyền gật gật đầu, không có hé răng, đánh giá bốn phía. Này hố động rất sâu, có vẻ thực trống trải, chung quanh vách đá, đều là tự nhiên hình thành bộ dáng, không có quá nhiều khai mở quá dấu vết, này cũng đã nói lên, này địa đạo đều không phải là bị cửu cục cố ý khai quật ra tới, mà là rất sớm phía trước cũng đã tồn tại, cửu cục chỉ là ở nào đó phương diện đem nơi này mở rộng, hơn nữa thêm trang chiếu sáng thiết bị mà thôi. Dưới mặt đất mấy chục mét địa phương, có một cái địa đạo, này hiển nhiên không phải thiên nhiên hình thành. Rốt cuộc là ai sẽ mở ra như vậy một cái địa đạo lại cất giấu cái gì đâu. Hai bên vách đá, mọc ra các loại bất quy tắc hòn đá. Tại đây địa đạo nội, cũng vẫn luôn đều tràn ngập một cổ xương trắng, làm người khó có thể thấy rõ trước mắt. Đường đi bộ vài phút sau, trước mắt thông đạo, bị một đổ vách đá sở ngăn trở, mà vách đá trước cùng mặt đất giao tiếp trong một góc, tắc tạp một mặt cũ nát đồng thau tấm chắn có hơn phân nửa đều chôn ở ngầm. Phía trên chỉ lộ ra một tiểu khối, thả còn tổn hại một cái chỗ ngoặt. Ở nhìn đến này đồng thau tấm chắn nháy mắt, Trương Huyền đáy lòng liền sinh ra một cổ kỳ quái cảm giác, hắn đi lên trước, ngồi xổm xuống, duỗi tay chiều tấm chắn thượng chộp tới. Đi theo Trương Huyền phía sau cửu cục hai người, nhìn đến như vậy một màn, sắc mặt biến đổi. Này tấm chắn sở dĩ còn tạm ở chỗ này, chính là bọn họ tạm thời còn không có dám động, hiện tại năng động này khối tấm chắn. Chỉ có bị thần ẩn hội hoặc là hè oi bức cửu cục một phương tán thành thế lực mới được. Nhưng hiện tại, Trương Huyền liền như vậy chiều này Trương tấm chắn chộp tới, thân là Quang Minh đảo lãnh tụ, Trương Huyền như vậy cách làm, hiển nhiên là làm hai bên thế lực đều không thể tiếp thu. Quân vương các hạ, người thật muốn hảo muốn động nơi này đồ vật. Cửu cục nam tính nhíu mày nhìn Trương Huyền, lại không dám ra tay ngăn trở, hắn cũng minh bạch, lấy địa ngục quân vương thực lực, hắn muốn làm cái gì? Chính mình thật đúng là không cái kia năng lực ngăn lại. Trương Huyền đối cửu cục nam tính nói mắt điếc tai ngơ, đem tay phóng tới đồng thau tấm chắn thượng, nhẹ nhàng cọ sát một phen, theo sau ở cửu cục hai người thần sắc khẩn trương hạ, thu hồi tay, đứng dậy. Ở vừa rồi, Trương Huyền chỉ cảm thấy này đồng thau tấm chắn tài chất, cùng chính mình ở lâu lan ngầm phát hiện kia đem đồng thau đoạn kiếm là một cái tài chất, nhưng mới vừa đụng vào Trương Huyền mới biết được, này tấm chắn so ra kém kia đồng thau đoạn kiếm. Trương Huyền có trực giác, này tấm chắn ở đụng tới kia đoạn kiếm nháy mắt, liền sẽ sụp đổ. Cửu cục hai người thấy Trương Huyền cũng không có tiếp tục lại động cái này tấm chắn, lúc này mới đại tùng một hơi. Trương Huyền lại quan sát một phen, tại đây tấm chắn cắm vào mặt đất hạ, đang có nhẹ nhẹ sương mù dày đặc hướng ra ngoài bốc lên, mà này sương mù dày đặc, tất cả đều là linh khí sở tụ tập mà thành, cái này phương, tuyệt đối là có thứ gì. Hảo, nơi này tình huống ta đại khái cũng đã nhìn. Các vị, không bằng chúng ta tới thương lượng một chút, rốt cuộc miếng đất này, nên thuộc về nhà ai tốt không? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn lại. Đừng nhìn ta, áo tăng phát ra khàn khàn thanh âm, việc này ta không tham dự, thần ẩn hội có khác người lại đây, đại khái còn có một giờ liền đến. Cửu cục nam tính cũng nhún vai nói, lấy đôi ta quyền hạn, cũng vô pháp phụ trách chuyện này, mặt trên sẽ phái người khác lại đây. À, Trương Huyền khẽ cười một tiếng. Này hai đại tổ chức lại phái người tới, như vậy tưởng từ tinh thần thượng áp bách ta sao? Đi thôi, làm ta nhìn xem tới chính là vị nào đại nhân vật. Ngân Châu Lạc Sụp Lữ Quán, tọa lạc ở Ngân Châu thì một cái phi thường không chớp mắt trong một góc, từ bề ngoài xem, này chỉ là một cái bình thường thanh niên lữ quán, trên thực tế, nơi này là cửu cục ở Ngân Châu một cái cứ điểm.
Lạc sụp lữ quán ngầm, một gian kín không kẽ hở trong thạch thất, có vài đạo thân ảnh ngồi trên nơi này, nhìn nhau mà vọng. Nơi này không có cách nào xếp vào bất luận cái gì theo dõi thiết bị, dày rộng tường đá cũng có thể bảo đảm trong thạch thất nói chuyện sẽ không bị người ngoài nghe qua. Nơi này, trừ bỏ có Trương Huyền, Áo Tang, cửu cục kia một nam nữ ngoại, còn nhiều lưỡng đạo thân ảnh. Ta nói, đại gia lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, làm gì nháo đến cùng gặp gỡ giống nhau, còn có, này nhà ở cũng quá buồn đi, không đau phong, lại không máy sưởi, cái nào thiểu năng trí tuệ thiết kế. Trương Huyền ngồi ở thạch khu phố gian, trợn trắng mắt. Một bên, một người thân xuyên áo bào trắng nam tính cười khổ một tiếng, sư thúc, lấy thực lực của ngươi, mấy thứ này đều ảnh hưởng không đến ngươi đi. Cửu cục lần này đã đến người, đúng là bạch giang nam đồ đệ, bạch bào khách. Ảnh không ảnh hưởng đến còn không cho ta phun tào a. Trương Huyền ánh mắt nhìn về phía một bên, Andre đại nhân, ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không cần thiết làm như vậy nghiêm túc đi. Andre, thần ẩn hội khống chế sử, nghiêm khắc tới nói, ở thần ẩn hội phương diện, Andre vẫn là Trương Huyền cấp trên, rốt cuộc Trương Huyền này thần ẩn hội ngục tốt thân phận, đều là Andre cấp an bài. Đầy đầu tóc vàng Andre hơi hơi mỉm cười, hắn tươi cười cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp mặt, nhìn dáng vẻ, ngươi nắm giữ bí mật còn không ít. Andre lời nói có ẩn ý. Trương Huyền ha ha cười, ai đấy lòng đều có chút bí mật sao, bất quá ta về điểm này bí mật, căn bản là tàng không được a. Trương Huyền minh bạch, Andre nói, không riêng gì cái này, càng quan trọng là về địa ngục nhà giam sự. Chương 903 dùng tiền mua. Andre thấy Trương Huyền cùng chính mình đánh ha ha, không đề cập tới chính sự, trong mắt hiện lên một tia khói mù, như cũ cười nói, Trương đảo chủ nói đúng, ai đều có bí mật, không có bí mật, kia còn kỳ quái. Trương Huyền nhìn Andre trên mặt tươi cười, trong lòng mắng câu tiếu diện hổ, theo sau thay vẻ mặt chính xác, các vị, ta tưởng đại gia đại thật xa chạy này cũng không phải vì nói chuyện phiếm, vẫn là nói nhanh lên chính sự đi, này đều vài giờ, lão bà của ta còn chờ ta về nhà ngủ đâu. Hảo, nếu Trương đảo chủ đều lên tiếng, ta Andre cũng liền nói trắng ra, về số 4 địa cung sự, chúng ta thần ẩn hội muốn biết cơ bản tình huống, chỉ cần Trương đảo chủ ngươi trao quyền. Chúng ta liền có thể đem bên trong sở hữu tình báo, cùng Trương đảo chủ ngươi cùng chung. Andre cười nói, hắn một ngụm một cái Trương đảo chủ, ý tứ thực rõ ràng, căn bản là không đem Trương Huyền đặt ở trong mắt. Trương Huyền thực lực, Andre lúc ấy cũng kiến thức quá, lúc ấy Trương Huyền cố ý chúng Andre thủ đoạn, làm Andre đáy lòng liền đối Trương Huyền cá nhân thực lực có một loại cực thấp nhận chi. Tuy rằng mặt sau truyền ra đi Trương Huyền ở Trúc Thị đại sát tứ phương, bức bách tam đại thị tộc nhận chủ sự. Nhưng ở Andre nơi này, căn bản là không tính cái gì, kia ba cái không có ngưng khí cao thủ thị tộc, Andre đều sẽ không lấy con mắt đi xem một chút. Trương Huyền nghe xong Andre nói sau, gật gật đầu, nhìn về phía bạch bào khách. Andre theo như lời những cái đó, ở Trương Huyền trong mắt, đều là thí lời nói, cái gì cùng chung địa cung tình báo, đại gia muốn kia tình báo có gì dùng. Không đều là muốn nơi đó mặt đồ vật. Lần này sự, nói trắng ra là, liền cùng đổ thạch tương đồng. Hiện tại Lâm Thị trong tay miếng đất này, chính là một khối có dấu bảo ngọc cục đá, hiện tại ai đều biết này cục đá khẳng định có bảo bối, nhưng cụ thể là cái gì bảo bối, còn không có người rõ ràng, thần ẩn hội cùng cửu cục, chính là hai cái người mua, ở Trương Huyền này đấu giá này khối tàng bảo cục đá. Bạch bào khách thấy Trương Huyền ánh mắt xem ra, mở miệng nói, sư thúc, lần này cửu cục ý tứ là, địa cung số 4 có thể cùng ngươi cùng nhau thăm dò, nhưng bên trong đồ vật, cửu cục có ưu tiên lựa chọn quyền. Về phương diện này, cửu cục sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường. Bạch bào khách đưa ra lợi thế, một chút liền đem Andre đè ép đi xuống. Vẫn luôn tươi cười đầy mặt Andre trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác, một lần nữa mở miệng nói, Trương đảo chủ, ta vừa mới lời nói còn chưa nói xong, đã bị ngươi đánh gãy, này cũng không phải là các ngươi hẻ oi bức đạo đãi khách ha, ha ha. Nga, Trương Huyền nhướng mày, không biết Andre đại nhân còn có cái gì chưa nói. Ha ha. Andre cười lớn một tiếng, đứng dậy đi đến Trương Huyền phía sau, duỗi tay vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, nói đến cùng, Trương đảo chủ ngươi cũng là chúng ta thần ẩn hội người, lần này sự tình, ngươi khẳng định cũng là đến tham dự trong đó, thả bên trong đồ vật, Trương đảo chủ ngươi cũng có đòi lấy quyền, quan trọng nhất chính là, chúng ta thần ẩn hội có thể bảo đảm, bắt được Trương đảo chủ ngươi trong tay đồ vật, chính là thuộc về chính ngươi, ai cũng lấy không đi. Andre lời này, nghe như là cấp Trương Huyền cam đoan.
nhưng thực tế thượng, lại là một loại uy hiếp. Bắt được ngươi Trương Huyền trong tay đồ vật, chúng ta thần ẩn hội có thể bảo đảm chính là thuộc về ngươi, cùng là cũng có thể quyết định, kia đồ vật có phải hay không thuộc về ngươi. Sư thúc, cửu cục cũng có thể làm ra như vậy bảo đảm. Bạch bào khách vội vàng ra tiếng, âm thầm cùng Andre làm đánh giá, nói cho Andre, hắn nếu muốn làm cái gì, còn phải hỏi một chút cửu cục có đồng ý hay không. Andre ha hả cười, không có ra tiếng, nhìn chằm chằm Trương Huyền, chờ hắn trả lời. Mà bạch bào khách cũng không tiếp tục mở miệng, chờ đáp án, lần này tiến đến, cửu cục cấp bạch bào khách chuẩn bị vài loại không giống nhau lợi thế, bạch bào khách trực tiếp liền lấy ra lớn nhất cái kia cấp Trương Huyền nhìn, cũng không giống Andre như vậy, ban đầu chỉ nói chút lừa ngốc tử đồ vật. Trương Huyền ngồi ở hai người chi gian, mở ra bàn tay, ta nói hai vị, các ngươi nói nửa ngày, đều tương đương nói vô ích. Andre cùng bạch bào khách hai người nghe được lời này, đều vẻ mặt hồ nghi nhìn Trương Huyền, nói vô ích. Có ý tứ gì? Hai người hẳn là biết, này mà là thuộc về Lâm Thị, náo loạn nửa ngày, các ngươi chỉ nói như thế nào thăm dò, không nói tính toán đảo bao nhiêu tiền mua đất, làm ơn, chúng ta Lâm Thị chính là làm buôn bán được chưa? Chúng ta chỉ lo bán, bên trong có gì đồ vật, cùng chúng ta không quan hệ. Bỏ tiền. Mua đất. Andre cùng bạch bào khách hai người, cơ hồ là đồng thời phát ra âm thanh, thả đều có một loại có phải hay không nghe lầm cảm giác. Đối với ở đây này tam đại thế lực tới nói, vô luận là cửu cục vẫn là thần ẩn hội, bao gồm Quang Minh Đảo, đối bọn họ tới nói, nhất không có giá trị, khả năng chính là tiền, cái gọi là tiền, đối với này tam đại thế lực tới nói, đơn giản chính là một con số mà thôi. Mà địa cung là cái gì? Là thế giới này che giấu bí tân, là trời đất này tựa muốn đại biến dấu hiệu, căn bản là vô pháp dùng tiền tới cân nhắc. Hiện tại, bọn họ thế nhưng nghe được nói Trương Huyền phải dùng tiền đem địa cung khai thác quyền bán. Này đại khái là, nhất nhất không có giá trị lợi thế. Hai vị, ta lời nói liền nói nhiều như vậy, ngày mai chúng ta Lâm Thị sẽ đem miếng đất kia lấy ra đi chụp, đến nỗi bên trong có cái gì, cùng chúng ta Lâm Thị một chút quan hệ đều không có, chúng ta muốn chỉ là tiền, minh bạch sao? Trương Huyền vỗ vỗ tay, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến thạch thất xuất khẩu chỗ, đột nhiên quay đầu, đúng rồi. Ấm áp nhắc nhở một chút, ngày mai Lâm Thị vừa vặn còn có mấy khu đất muốn chụp, các ngươi nhưng đừng đi chậm, đến lúc đó các ngươi muốn nảy khối nếu bị người khác chụp đi, cũng đừng trách ta a. Trương Huyền nói xong, một bước đi ra thạch thất. Dư lại Andre cùng bạch bào khách đứng ở trong thạch thất, hai người liếc nhau, bạch bào khách hừ lạnh một tiếng, mang theo cửu cục kia hai người bước đi đi. Đãi bạch bào khách rời đi sau, Andre trên mặt tươi cười dần dần biến mất, ánh mắt cũng trở nên âm trầm lên. Trong miệng lẩm bẩm nói, cửu cục. Bằng các ngươi cũng có thể cùng chúng ta thần ẩn hội đi tranh. Áo tang không có lưu tại này cùng Andre đãi ở bên nhau, mà là lựa chọn cùng Trương Huyền cùng rời đi. Này nhưng không giống như là ngươi tính cách a. Áo tang cùng Trương Huyền hai người đi ra thạch thất, ra lữ quán, đứng ở ven đường, thế nhưng chủ động bán một cái nhân tình cấp cửu cục cùng thần ẩn hội, làm cho bọn họ dùng tiền đi mua đất, ngươi thật đúng là hào phóng. Kia làm sao bây giờ? Trương Huyền nhún vai, giống ngươi nói, thế giới muốn biến, ta phải trước tiên thích ứng, người nhà của ta đều ở hè oi bức, tổng không có khả năng làm ta ở hè oi bức theo chân bọn họ tranh tới tranh đi thôi. Ha ha, người tính cách so với phía trước nhưng thật ra thu liễm rất nhiều. Áo tăng cười nói, phía trước ngươi, nhìn như điệu thấp, nhưng tính cách phi thường cường ngạnh, gặp được chuyện gì, đều sẽ không thoái nhượng. Trương Huyền bĩu môi, không nói gì, hắn sẽ không nói cho áo tăng. Hắn sở dĩ đối địa cung không có hứng thú, là bởi vì có một loại trực giác, đó chính là, địa cung sở hữu đồ vật thêm lên, chỉ sợ đều không bằng hắn ở Lâu Lan tìm được kia tam dạng có giá trị. Chương 904 giống mất đi cái gì? Mùa đông bầu trời đêm mang theo lạnh thấu xương gió lạnh. Trương Huyền theo bản năng nắm thật chặt cổ áo, đột nhiên lại ý thức được, chính mình sớm đã đối như vậy độ ấm không có quá lớn cảm giác, như vậy ý thức. Làm Trương Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một trận vắng vẻ cảm giác, chính mình giống như đem thứ gì cấp bị mất. Trương Huyền nhớ rõ Lục lão nhân đã từng cùng hắn giảng qua, người cường đại tới rồi nào đó nông nỗi thời điểm, liền sẽ không tự giác mất đi một ít đối chính mình rất quan trọng đồ vật, lúc ấy Trương Huyền đối Lục lão nhân lời này khịt mũi coi thường. Ở Trương Huyền trong lòng, chỉ có cường đại, mới có thể có được hết thảy, cường đại người, lại như thế nào sẽ mất đi cái gì? Nhưng vừa mới Trương Huyền trong lòng toát ra ý tưởng, lại là làm chính hắn bỗng nhiên cả kinh, như thế nào chứng minh một người sống ở trên đời này, là người này có máu có thịt,
người này sẽ tự mình tự hỏi, người này có thể cảm thụ thiên nhiên biến hóa. Nhưng hiện tại Trương Huyền, trừ bỏ dùng mắt có thể nhìn đến bốn mùa biến hóa ở ngoài, hắn đối độ ấm nhạy bén trình độ, đã xa xa không được như xưa, đây là hắn tự thân kháng thể gia tăng, cường đại chứng minh, đồng thời, giống như cũng là thế giới này ở đối hắn tiến hành xa cách. Làm sao vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ phiền muộn biểu tình. Áo Tang nhìn Trương Huyền sắc mặt biến hóa, cười nói, loại vẻ mặt này, hẳn là lộ ở chúng ta tuổi này người trên mặt mới đúng, ngươi nói, không nên a. Là không nên, Trương Huyền gật gật đầu, ta liền đi trước, này đều mau đến cửa ải cuối năm, ngươi cũng nên trở về bồi bồi người nhà đi, một năm bốn mùa ở bên ngoài chạy vội cũng không phải sự, ta xem ngươi, sao cũng không giống cái loại này hơn 100 tuổi lão yêu quái. Người nhà, Áo Tang trong miệng lẩm bẩm cái này từ, theo sau tự giễu cười cười, nói thật, ở chúng ta này nhóm người bên trong, đã thật lâu chưa từng nghe qua này hai chữ mắt, người nhà, người đối với ngươi người nhà, còn có cảm tình sao? Như thế nào không có? Trương Huyền trợn trắng mắt, người nhà chính là ngươi trên thế giới này thân nhất người, nếu liền người nhà bằng hữu đều không có cảm tình, tồn tại là vì cái gì? Có thể là vì nào đó tín nhiệm đi. Áo Tang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thở dài một tiếng, hy vọng ngươi về sau cũng có thể bảo trì ý nghĩ như vậy, người nhà, a. Trương Huyền lắc lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, vừa đi xa, một bên hướng Áo Tang phất tay, đi lâu, về nhà ôm tức phụ ngủ đi lạc. Áo Tang nhìn Trương Huyền bóng dáng, nhẹ nhàng ra tiếng, địa ngục quân vương, thật hy vọng ngươi tới rồi lúc ấy, còn có thể có như vậy một phần bản tâm, khí như là ma túy, làm người nhịn không được vì khí sở mang đến lực lượng nghiện, đồng thời cũng sẽ bị mất đi bản tâm. Trương Huyền cùng Áo Tang tách ra sau, cũng không có như chính hắn nói như vậy, về nhà ôm lão bà ngủ, mà là liền như vậy đi ở rét lạnh trong gió đêm, hắn trước người cổ áo rộng mở, rõ ràng có thể nghe được bên tai tiếng gió gào thét. Lại rốt cuộc cảm thụ không đến kia phân hàn ý. Đương sáng sớm ánh mặt trời sáng lên, Trương Huyền xuất hiện ở thị nhân dân bệnh viện. Trương tiên sinh ngươi đã đến rồi. Trương thần y hảo. Trương Huyền đi vào bệnh viện sau, rất nhiều y sư đều chủ động đi lên cùng hắn chào hỏi. Trương Huyền ở nhân dân bệnh viện, cũng coi như là cái danh nhân rồi. Phía trước hắn liền khai tọa đàm, mặt sau lại làm thành phẫu thuật lớn, còn ra ngoại quốc kêu thảm thiết giao lưu hội. Sự tích lại truyền trở về, nghĩ không ra danh đều khó. Trương Huyền cười đáp lại mọi người, đi vào khu nằm viện một gian phòng bệnh trước, cách cửa sổ nhìn đến Tổ Hiền còn có chút sắc mặt suy yếu nằm ở trên giường, một người trung niên nữ tính bác sĩ tâm lý đang theo hắn tiến hành giao lưu. Đại nhân, nhìn thấy Trương Huyền tới sau, đứng ở phòng bệnh trước hai gã nhỏ sinh khả nhân nhi hộ sĩ cúi đầu hướng Trương Huyền vấn an. Ai có thể nghĩ đến, này hai gã kiểu diễm ướt át tiểu cô nương. Là địa ngục hành giả đâu? Địa ngục hành giả trải rộng toàn cầu, đều không phải là nói mà thôi. Hắn thế nào? Trương Huyền không có vào cửa, ra tiếng hỏi. Tổ Hiền đại nhân cảm xúc đã cơ bản ổn định xuống dưới, chỉ là hắn thân thể tố chất kém một chút một ít, tiến mạc trong khoảng thời gian này nghiêm trọng mất nước, lại tu dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Một người tiểu hộ sĩ đáp. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, nơi này ta nhìn, các ngươi đi vội thì tốt rồi, còn có. Cấp Pis nói một chút, thông chi các thế lực lớn tới một lần Ngân Châu đi, ta có việc muốn tuyên bố. Minh Bạch, hai gã hộ sĩ khom người lui ra. Trương Huyền đứng ở phòng bệnh trước cửa, nhìn trong phòng Tổ Hiền, ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Tổ Hiền cùng Trương Huyền bất đồng, lần này trước, Tổ Hiền bất quá là một học sinh bình thường, thân thể cũng thuộc về suy yếu một loại. Trương Huyền bản thân cấp Tổ Hiền định nghĩa là, hắn có thể ở trong sa mạc kiên trì 3-4 thiên liền có thể, kết quả không nghĩ tới. Tổ Hiền như vậy có thể kháng, thẳng đến ra mạc thời điểm, hắn mới vặn ra bên hông ấm nước. Vài phút sau, phòng bệnh môn phát ra một tiếng vang nhỏ, bác sĩ tâm lý mở cửa đi ra, đương nhìn đến cửa đứng Trương Huyền khi, bác sĩ tâm lý lập tức thay cung kính thần sắc, cúi đầu vấn an, gặp qua đại nhân. Trương Huyền gật gật đầu, hắn thế nào? Hồi đại nhân nói, trong lòng bác sĩ vẻ mặt cung kính nói, Tổ Hiền đại nhân tinh thần đã không có gì quá lớn vấn đề, chỉ là sa mạc phát sinh sự. Giống như làm hắn sinh ra khúc mắc, cái này khúc mắc cụ thể là cái gì, Tổ Hiền đại nhân không muốn nói, hơn nữa hắn trong lòng phòng tuyến rất mạnh, ta vô pháp mạnh mẽ đi dẫn đường. Ta đi theo hắn tâm sự, người trước đi xuống đi. Trương Huyền phất phất tay. Bác sĩ tâm lý giống như vừa mới kia hai gã tiểu hộ sĩ giống nhau, cúi đầu tránh ra. Trương Huyền đẩy ra cửa phòng, ở hắn tiến vào phòng bệnh thời điểm, Tổ Hiền ánh mắt liền nhìn lại đây.
Nương Tổ Hiển nhìn đến Trương Huyền khi, trong mắt thực rõ ràng lộ ra có chứa xin lỗi ánh mắt. Trương Tổng, người đã trở lại. Tổ Hiển mở miệng. Thế nào, phục hồi tinh thần lại sao? Trương Huyền đi qua đi ngồi vào giường bệnh biên, hướng Tổ Hiển cười nói. Ân, đã khá hơn nhiều. Tổ Hiển gật gật đầu, Trương Tổng, thực xin lỗi, ta. Tổ Hiển nói một nửa, bị Trương Huyền ra tiếng đánh gãy. Hảo, ai đều có lần đầu tiên, lúc này đây, biểu hiện của ngươi đã ra ngoài ta dự kiến, nói một chút đi, lần này trở về có hay không cái gì cảm thụ. Cảm thụ, Tổ Hiển trầm ngâm một phen, Trương tiên sinh, đảo cũng không gì đặc biệt thâm cảm thụ, bất quá lần này đích đích xác xác gặp được rất nhiều không giống nhau đồ vật. Này liền đúng rồi, Trương Huyền vỗ vỗ Tổ Hiển bả vai, ngươi cho ta nói qua ngươi tưởng biến cường, có biết hay không biến cường trước hết phải làm chính là cái gì? Tổ Hiển có chút mê mang lắc lắc đầu. Mở rộng ngươi tầm mắt, Trương Huyền búng tay một cái, ngươi đầu tiên phải biết, cái gì mới xem như cường. Trương Huyền nói xong lời này, nhìn đến Tổ Tiên trong mắt mê mang dần dần biến mất, theo sau biến thành một mạt suy tư. Tổ Hiển trong mắt như vậy thần sắc biến hóa, là Trương Huyền muốn nhìn đến, chỉ có một người biết chính mình kế tiếp phương hướng là cái gì, mới có thể từ mê mang biến thành suy tư. Trương Tổng, ta cảm thấy ta còn là quá mức ấu trĩ. Tổ Hiển đột nhiên ra tiếng nói, về ngươi làm ta làm cái kia lựa chọn. Nếu lần sau, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Trương Huyền hỏi. Ta không nên buông tha bọn họ. Tổ Hiển kiên định nói. Nghe được lời này, vòng là Trương Huyền, đều sửng sốt một chút. Chương 905 cần thiết cho ta lui. Trương Huyền vốn tưởng rằng, Tổ Hiển sẽ nói ra không nên xúc động hô lên giết người loại này lời nói, kết quả không nghĩ tới, Tổ Hiển thế nhưng là nói cái này. Lần này Tổ Hiển không có ở cái loại này tuyệt vọng hoàn cảnh hạ, đã trải qua bác sĩ tâm lý mấy ngày khai đạo, hiện tại lựa chọn, là hắn suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc sau kết quả. Như thế nào sẽ đột nhiên nói này đó? Trương Huyền có chút tò mò hỏi. Kỳ thật Trương Tổng, người lúc ấy nói làm ta làm thịt bọn họ thời điểm, ta thật sự thực sợ hãi, cảm thấy này đối bọn họ tới nói có chút quá tàn khốc, nhưng mấy ngày nay ta vẫn luôn ở tự hỏi, nếu không phải bọn họ đem ta bức bách thành như vậy, ta lại như thế nào sẽ sinh ra muốn giết bọn họ ý tưởng. Nói đến cùng, ta lúc trước lựa chọn không sai, sai chính là ta không có dũng khí. Tổ Hiển nói đến lúc này, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, nếu lại có một lần nói, vô luận như thế nào, ta đều có thể thanh đao huy đi xuống. Trương Huyền nghe Tổ Hiển lời này, hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, bác sĩ tâm lý nói Tổ Hiển có khúc mắc là chỉ cái gì. Bác sĩ tâm lý vẫn luôn cấp Tổ Hiển khai đạo phương hướng, là hy vọng sa mạc sự không cần ảnh hưởng đến hắn, hy vọng hắn có thể nhanh chóng từ sa mạc kia sự kiện giữa đi ra, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tổ Hiển bản nhân, là tưởng lại lần nữa trở lại cái kia trong sa mạc, cố lấy lúc ấy thiếu hụt dũng khí. Không có lại một lần cơ hội, Trương Huyền lắc lắc đầu, mỗi một cái, đều là ngươi lúc trước chính mình lựa chọn, không có người sẽ không phạm sai lầm, không có người sẽ không đi hối hận, ngươi phải làm, chính là đem tiếp theo làm tốt, minh bạch sao? Ân, Tổ Hiển gật đầu. Hảo, hai ngày này, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, quá mấy ngày, ta sẽ có tân cương vị cho ngươi an bài, tại đây phía trước, ta phải hướng ngươi xác định một sự kiện. Trương Huyền vẻ mặt chính xác nhìn Tổ Hiển. Tổ Hiển gật gật đầu, Trương tiên sinh, ngươi nói. Trải qua lần này sa mạc sự kiện sau, ngươi còn muốn biến cường sao? Ta phải trước tiên nói cho ngươi, nếu ngươi lựa chọn là, mặt sau ngươi phải làm lựa chọn, muốn đối mặt sự tình, sẽ so lần này tàn khốc rất nhiều. Ta muốn biến cường, Tổ Hiển lần này không chút do dự trả lời. Không cần như vậy nhớ kỹ trả lời ta. Trương Huyền lắc lắc đầu, hai ngày này ngươi một bên tu dưỡng, một bên suy xét, qua mấy ngày sẽ có người liên hệ ngươi, nhớ kỹ, lựa chọn, rất quan trọng. Trương Huyền nói xong, vỗ vỗ Tổ Hiển bả vai, theo sau xoay người rời đi. Tổ Hiển thở sâu, ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc. Rời đi bệnh viện sau, Trương Huyền nhìn thời gian, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều, hắn nắm thật chặt rộng mở cổ áo, tuy rằng gió lạnh vô pháp ảnh hưởng đến hắn, nhưng Trương Huyền vẫn là theo bản năng sẽ làm cái này động tác. Trương Huyền đi vào Lâm thị cao ốc, xinh đẹp trước đài cô nương hướng hắn cung kính vấn an. Trương Huyền nghe kia thanh thúy dễ nghe vấn an thanh, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa tới Lâm thị thời điểm, khi đó chính mình cùng Lâm Thanh Hạm quan hệ cũng không như hiện tại như vậy hòa hợp, hắn còn nhớ rõ chính mình vừa tới khi, mưa thu xinh xắn đứng ở trước đài, lúc này mới mấy tháng thời gian trôi qua, nhưng cấp Trương Huyền cảm giác, giống như đi qua thật lâu, chỉ vì này mấy tháng qua, phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều.
Trương Huyền đi qua trước đài, chuẩn bị hướng thang máy đi đến, đi ngang qua lầu một phòng tiếp khách thời điểm, nghe được bên trong truyền đến khắc khẩu thanh. Ta mặc kệ các ngươi Lâm thị nói cái gì, hiện tại miếng đất này, các ngươi lùi cũng đến cho ta lùi, không lùi cũng đến cho ta lùi, minh bạch sao? Một đạo trung niên nam nhân thanh âm từ phòng tiếp khách nội vang lên. Ngô Tổng, này bán đi mà, nào có lùi đạo lý a? Bí thư Lý khó xử thanh âm vang lên. Ha ha, chúng ta hợp đồng viết rất rõ ràng, này khối địa thổ địa diện tích là 5.1300m², nhưng hiện tại diện tích lại nhiều ra 63m². Các ngươi Lâm thị tồn tại lừa gạt hành vi, ta tới tìm các ngươi lui lại làm sao vậy? Trung niên nam tính thanh âm lại lần nữa vang lên. Từ bên ngoài đi ngang qua Trương Huyền nghe thế thanh âm, dừng lại bước chân, theo sau quay người, đẩy cửa đi vào phòng tiếp khách nội, liền thấy một người 50 tuổi tả hữu nam nhân chính tay cầm mấy trương văn kiện, không ngừng gõ ở trên mặt bàn. Mà bí thư Lý Na tắc vẻ mặt nôn nóng đứng ở đối phương trước người. Làm sao vậy, lui cái gì mà? Trương Huyền vào cửa, liền mở miệng hỏi nói. Ngươi lại là ai a? Trung niên nam tính liếc mắt Trương Huyền, kêu các ngươi Lâm tổng tới. Vị này chính là Trương tiên sinh, chúng ta Lâm tổng trưởng phu. Lý Na ra tiếng giải thích nói. Nghe được Trương Huyền thân phận, trung niên nam nhân thu liễm một chút chính mình khinh thường ánh mắt, ngay sau đó mở miệng nói, hành, tới cái quản sự là được, ta cho ngươi nói, các ngươi Lâm thị lúc trước bán ta miếng đất này, trên hợp đồng rõ ràng viết chính là 5.1300m², nhưng hiện tại lại nhiều ra 60m², cùng trên hợp đồng viết không hợp, này khối địa cần thiết phải cho ta lui. Trương Huyền nghe được lời này, trên mặt lộ ra một mặt cổ quái biểu tình, hắn gặp qua bởi vì bình phương số thiếu mấy mét đi thư kiện, nhưng lại không có gặp qua này mét vuông nhiều còn muốn lui, tặng không không hương sao. Là nào khối địa, Trương Huyền nhìn về phía bí thư Lý. Bí thư Lý Na trả lời, Trương tiên sinh, khu cũ miếng đất kia, Lâm Tổng đem lão viện phúc lợi chung quanh mà mua tới, liền đem cách khá xa chút mà cấp bán. Trương Huyền nghe được lời này, tức khắc hiểu rõ. Phía chính phủ có minh xác quy định, một cái công ty, ở một khối khu vực đất số, không thể vượt qua một cái mét vuông tổng hòa, ở lão viện phúc lợi phía dưới đã xảy ra những cái đó xong việc, Lâm Thanh Hạm vì tránh cho ngoài ý muốn, liền đem chung quanh mà toàn mua tới cấp phong bế, này cũng liền dẫn tới Lâm Thị ở chung quanh một ít đất cần thiết bán ra. Mà Lâm Thị bán ra này đó đất, thì tại trước tiên, đã bị người mua, bởi vì rất nhiều người đều nhìn đến, Lâm Thị mua một khối to đất tụ tập đến cùng nhau. Rất có thể chính là làm cái gì thương nghiệp khai phá, kể từ đó, chung quanh đất giá cả cũng sẽ điên trướng. Bí thư Lý Na lại nói, ngày hôm qua phía chính phủ tổ chức một cái đấu thầu sẽ, chúng ta cũng đi tham gia, hơn nữa thành công trúng thầu, bất quá cũng không có lấy khu cũ kia mấy khu đất vì trung tâm, cho nên. Bí thư Lý nói còn chưa dứt lời, Trương Huyền liền minh bạch ý gì, đơn giản là trước mặt cái này Ngô Tổng, nhìn Lâm Thị không tính toán khai phá miếng đất kia. Mà trong tay hắn quanh thân mà vô pháp tăng giá trị, liền nghĩ từ Lâm Thị này lui bái. Rốt cuộc lúc ấy Lâm Thị bán đất thời điểm, rất nhiều người đều nghĩ khả năng sẽ tăng giá trị, cho nên mua giá cả muốn hơi cao với thị trường giới. Hiện tại nhìn đến Lâm Thị sau hạng mục cũng không phải miếng đất này, muốn lấy mua tới giá cả bán đi tự nhiên không có khả năng, cho nên lúc này mới trăm phương ngàn kế, cuối cùng lấy một cái đất diện tích quá lớn lấy cớ tới lui mà, này thật đúng là làm khó bọn họ. Trương Huyền nhìn về phía trung niên nam tính, mở miệng nói, Ngô Tổng đúng không, về miếng đất này, chúng ta Lâm thì tạm thời vô pháp thu, rốt cuộc chúng ta ở đương khu vực đất đã đầy, lại làm thủ tục khẳng định phiền toái, hơn nữa này khối địa khẳng định sẽ tăng giá trị. Ta không muốn nghe này đó thí lời nói, hiện tại cùng trên hợp đồng viết không giống nhau, cần thiết cho ta lui. Ngô Tổng cường ngạnh nói. Chương 906 toàn cấp lui. Ngô Tổng, người trước đừng kích động. Trương Huyền ra tiếng trấn an một chút đối phương cảm xúc, phía chính phủ quy định ngươi cũng biết, nếu muốn trả lại cho chúng ta Lâm thị nói, có quá nhiều thủ tục phải làm, không bằng như vậy, đêm nay chúng ta Lâm thị có cái đất đấu giá hội, ngươi có thể đem ngươi trên tay này khối địa cũng lấy tới chụp, chúng ta Lâm thị không thu bất luận cái gì thủ tục phí, ngươi xem hành sao? Không được, Ngô luôn muốn đều không nghĩ, liền phất tay từ chối, ta hôm nay là tới lui mà, không phải tới bán, các ngươi Lâm thị cần thiết cho ta lui. Ai, Trương Huyền thở dài, Ngô Tổng, lui là vô pháp lui, nếu ngươi không đồng ý ta vừa rồi cách nói, kia đổi một loại phương pháp, này mà đặt ở ngươi danh nghĩa, từ chúng ta Lâm thị đêm nay đi chụp, vô luận đánh ra giá cả là nhiều ít, chúng ta Lâm thị đều dựa theo lúc ấy ngươi mua sắm này khối địa giá cả cho ngươi chi trả, ngươi xem hành sao. Ngô Tổng nghe thấy cái này,
suy nghĩ một chút, theo sau gật đầu nói, này hành, nhưng các ngươi hiện tại cần thiết cùng ta thêm hiệp nghị, còn phải làm công chứng, liền ấn vừa mới nói tới. Đương nhiên, Trương Huyền quay đầu hướng Bí Thư Lý Na nói, Bí Thư Lý, chuyện này liền từ ngươi tới cùng Ngô Tổng giao thiệp, hết thảy ấn vừa mới ta nói. Trương Tiên Sinh, này không hợp quy của A, nếu thực hiện nói, chúng ta cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân này nhất định phải muốn lui mà. Hơn nữa lúc trước thuế thu nhập chúng ta Lâm thị cũng giao nộp rất lớn một bút, này đó đều là. Lý Na nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngô Tổng đánh gãy, ta nói người nào như vậy nhiều chuyện a, các người lão bản đều đồng ý, người một cái bí thư nói nhiều không được, mau đi cho ta làm. Ngô Tổng liên tục thúc giục, sợ Trương Huyền quá một lát liền đổi ý giống nhau. Bí thư Lý nhìn mắt Trương Huyền, thấy Trương Huyền hướng chính mình sau khi gật đầu, lúc này mới từ bỏ. Ngô Tổng ngươi chờ một lát. Ta hiện tại liền đi xử lý hiệp nghị, sau đó làm người mang ngươi đi làm công chứng. Nhanh lên, ta thời gian hữu hạn. Ngô Tổng thúc giục một tiếng, trên mặt lộ ra ý cười, ở ngày hôm qua biết được Lâm thị cũng không phải dùng quanh thân mà tới làm khai phá khi, hắn đêm nay thượng cũng chưa ngủ ngon, sợ này mà tạp chính mình trong tay, đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Huyền rời đi phòng khách, thẳng đến Lâm thị tầng cao nhất mà đi. Không ra Trương Huyền dự kiến. Lâm Thanh Hạm sớm liền tới rồi công ty, đương Trương Huyền mở ra Lâm Thanh Hạm văn phòng môn khi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lâm Thanh Hạm đang ngồi ở kia, xử lý trước người bàn làm việc thượng chồng chất như núi văn kiện. Làm một cái chục tỷ công ty tổng tài, Lâm Thanh Hạm chuyện gì đều như vậy tự tay làm lấy, cũng coi như là phá lệ khó được. Đương nhìn đến Trương Huyền đi vào văn phòng sau, Lâm Thanh Hạm trước tiên buông đỉnh đầu công tác, đứng dậy, đã trở lại. Đêm nay mệt muốn chết rồi đi. Đảo không phải rất mệt, Trương Huyền vẫy vẫy tay, ngồi vào văn phòng nội mềm mại trên sofa. Tối hôm qua sự, trừ bỏ tam phương hội đàm khi làm nhân tâm mệt một ít bên ngoài, càng nhiều, là Trương Huyền một mình ở miên man suy nghĩ chút cái gì. Lâm Thanh Hạm đi đến Trương Huyền phía sau, hai chỉ nhu để đặt ở Trương Huyền bả vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Bất chi bất giác chung, Trương Huyền đã sớm trở thành chủ nhân nhà này, này không phải hắn cố tình dẫn đường quá cái gì chủ quyền. Mà là trên người hắn không có lúc nào là biểu hiện ra cái loại này cảm giác an toàn, cái loại này ý thức trách nhiệm, làm Lâm Thanh Hạm chủ động muốn đi dựa vào. Cả đêm cũng chưa trở về, nếu không trước ngủ một lát đi. Lâm Thanh Hạm nhẹ giọng nói. Không cần, hôm nay còn có chút sự muốn xử lý, lão bà, ta nhớ rõ người phía trước nói có mấy khối địa muốn chụp đúng không? Trương Huyền quay người bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, hỏi. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Chúng ta cùng Tần Tổng hợp làm, cái này cửa ải cuối năm quá xong, liền phải khai thác thị trường, hiện tại phải về lung một ít tài chính, là có chút đất muốn bán đấu giá. Vậy định hôm nay đi, vừa vặn đem lão viện phúc lợi bên kia mà cũng quải đi ra ngoài, mỗi ngày phóng chúng ta danh nghĩa cũng không phải chuyện này. Hảo, Lâm Thanh Hạm căn bản là không đi hỏi vì cái gì, trực tiếp ứng hạ. Đúng rồi lão bà, có cái họ Ngô lại đây lui mà, ta giúp người đáp ứng hắn. Buổi tối hắn miếng đất kia cũng một khối chụp, chúng ta đến lúc đó dựa theo hắn lúc ấy mua sắm giá cả chi trả cho hắn là được, từ từ Bí Thư Lý hẳn là liền đem miếng đất kia tư liệu đưa tới. Trương Huyền đem vừa mới sự cấp Lâm Thanh Hạm nói một tiếng. Hành, loại sự tình này ngươi làm quyết định liền không cần cho ta nói. Lâm Thanh Hạm gật đầu, ta đi cho ngươi đảo ly nước ấm, ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi. Trương Huyền bày cái thoải mái tư thế nằm ở trên sofa. Lâm Thanh Hạm đảo tới ly nước ấm sau, lại lần nữa trở lại bàn làm việc sau xử lý văn kiện. Trương Huyền nửa nằm ở trên sofa, nhìn trước mặt nghiêm túc công tác nữ nhân, cảm thấy phá lệ thỏa mãn, dần dần, buồn ngủ đánh úp lại, Trương Huyền nhắm mắt lại. Trong lúc ngủ mơ thời gian trôi qua, Trương Huyền trợn mắt, là bị một trận khắc khẩu thanh đánh thức. Ta nói Lâm Tổng, chúng ta cùng Lão Ngô, đồng dạng đều cùng ngươi là Lão Bằng Hiếu, chúng ta đại gia hợp tác quá số lần không ngừng một lần. Vì cái gì Lão Ngô bên kia có thể lui, chúng ta lui không được a? Chính là nói, Lâm Tổng, làm buôn bán nhưng không các ngươi như vậy. Ta miếng đất kia cũng nhiều 6 cái bình phương. Ta mà thiếu tam bình phương, dù sao cũng phải cấp lui đi. Từng đợt khắc khẩu thanh từ Lâm Thanh Hạm văn phòng trước cửa truyền đến, Trương Huyền mở to mắt, nhìn thời gian, bất chi bất giác, đã là buổi chiều 4 điểm. Duỗi người, Trương Huyền từ trên sofa ngồi dậy, chiều văn phòng đại môn đi đến. Lôi kéo tổ chức công thất đại môn, Trương Huyền liền nhìn đến chính đưa lưng về phía chính mình Lâm Thanh Hạm, ở Lâm Thanh Hạm trước người, tổng cộng vây quanh 7-8 cá nhân, có nam có nữ,
mỗi người trên tay đều cầm một phần thổ địa mua sắm hợp đồng, vừa mới thanh âm, chính là từ bọn họ trong miệng phát ra. Lâm Thanh Hạm nghe được phía sau truyền đến cửa phòng mở thanh, xoay người lại, mang theo xin lỗi hướng Trương Huyền nói, lão công, xảo đến ngươi. Không có việc gì, Trương Huyền phất phất tay, tỏ vẻ không thèm để ý, theo sau nhìn mắt trước mặt này 7-8 cá nhân, hướng Lâm Thanh Hạm ra tiếng nói, bọn họ đều là tới lui mà. Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng gật gật đầu. Đều là lão viện phúc lợi phụ cận kia phiến mà. Đúng vậy, tất cả đều là quanh thân. Vậy cho bọn hắn lui. Trương Huyền bàn tay vung lên, bọn họ mới vừa không phải nói cho Ngô Tổng đều lui sao, liền dựa theo cấp Ngô Tổng hiệp nghị, tất cả đều cho bọn hắn ký, đêm nay một khối lấy ra đi chụp, chờ bán đi sau dựa theo lúc trước bán cho bọn họ giá cả thu mua trở về. Vừa mới nơi này, sở dĩ truyền ra như vậy nhiều khắc khẩu thanh, chính là Lâm Thanh Hạm không đồng ý những người này tới lui mà cách nói, bất quá đương Trương Huyền mở miệng lúc sau, Lâm Thanh Hạm không có bất luận cái gì dị nghị. Lập tức liền đem Lý Na gọi tới, an bài Lý Na đi xử lý những việc này. Lâm Tổng, nói như vậy, chúng ta Lâm Thị lúc ấy giao nộp thuế thu nhập chẳng khác nào toàn bộ hao tổn, kể từ đó. Không có việc gì, đi làm đi, này đó mà tuyệt đối sẽ chướng giới. Trương Huyền vẻ mặt khẳng định nói. Chướng giới, tới lui mà những cái đó lão bản nhìn mắt Trương Huyền, đồng thời ở trong lòng sinh ra một cái ý tưởng, Lâm Thị Lâm Tổng tìm cái này lão công, có thể là cái ngốc tử. Chương 907 tìm cái ngốc nam nhân. Ở đây tới lui mà những người này, kia đều là làm địa ốc hoặc là đất khai phá sinh ý, thực minh bạch này đất hình thức là thế nào. Lâm Thị tuy rằng nói là ở Ngân Châu, thậm chí đã phản đến toàn bộ Tây Hạ tỉnh thương nghiệp long đầu, nhưng cũng không phải nói muốn đem nào khối địa khai phá là có thể khai phá lên, kia cần thiết muốn phía chính phủ phê chuẩn mới có thể. Hiện tại phía chính phủ chỉ tiêu liền không ở lão viện phúc lợi miếng đất kia, hắn Lâm Thị dựa vào cái gì khai phá. Không khai phá, nơi đó mà dựa vào cái gì chướng giới. Nói khó nghe một chút, liền tính ngươi Lâm Thị báo lên rồi cái gì thương trường, cái gì khu nhà phố, phía chính phủ xem ở nào đó phương diện cấp phê chuẩn, nhưng kế tiếp trường học quy hoạch, hoặc là còn lại tài nguyên theo không kịp, ngươi Lâm Thị liền tính đem miếng đất kia kiến lại hảo, cũng vô dụng. Mà hiện tại, phía chính phủ mới nhất chỉ tiêu đã ra tới, chờ tiếp theo cái chỉ tiêu, kia không biết chờ đến ngày tháng năm nào đi, bên kia mà tưởng chướng giới. Người si nói mộng. Bất quá hiện tại, Trương Huyền biểu hiện càng ngốc, này đó tới lui mà lão bản càng vui vẻ, người không ngốc, này mà ai cho chúng ta lui đâu. Người đêm nay bán đấu giá, ta làm người chụp, người có thể đánh ra giá gốc 70% liền tính chúng ta thua hảo đi. Các vị, đi theo ta, đi trước thiêm hiệp nghị. Bí thư Lý Na nói một tiếng. Đoàn người vô cùng cao hứng cầm trong tay thổ địa mua sắm hợp đồng, đi theo Lý Na chiều một bên đi đến. Đám người đi rồi. Lâm Thanh Hạm dùng một loại tò mò ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng hỏi, lão công, này đó mà có cái gì cách nói sao? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, buổi tối ngươi sẽ biết, chờ lấy tiền đi. Lấy Lâm Thị hiện giờ uy vọng, ở toàn bộ Tây Hạ tỉnh, kia đều là nhất hô bá ứng. Về Lâm Thị đất muốn bán đấu giá tin tức vừa ra, tuy rằng nói cùng ngày thả ra tin tức, cùng ngày tiến hành bán đấu giá, vẫn là có vô số người ở cùng ngày liền rút ra thời gian, tới rồi Ngân Châu. Tham gia lần này đất đấu giá hội, ngay cả tỉnh bên một ít xí nghiệp, đều chuyên môn chạy tới. Buổi tối 8 giờ, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm cùng từ Lâm Thị cao ốc đi ra, thời gian này điểm công nhân đã sớm tan tầm, Lâm Thanh Hạm đại khái là Lâm Thị đi nhất vãn người. Lần này đất đấu giá hội, là ở buổi tối 9 giờ cử hành địa điểm là toàn bộ Ngân Châu lớn nhất nhà đấu giá, khách khứa tịch không nhiều lắm, nhưng có thể tới nơi này, ít nhất đều là thân gia quá trăm triệu nhân vật. Đương Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đi vào nhà đấu giá thời điểm, có thể nhìn đến, nhà đấu giá trước, đình đầy siêu xe, Lâm Thanh Hạm chú ý tới, có chút ngừng ở nơi đó siêu xe giữa, trên ghế phụ ngồi tuổi trẻ mỹ nữ, chờ siêu xe chủ nhân từ nhà đấu giá ra tới, trong quá trình chờ đợi, này đó tuổi trẻ mỹ nữ đều ở tỉ mỉ trang điểm chính mình. Nhà đấu giá cửa, rất nhiều thương nhân đều ở tán gẫu, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có một giờ thời gian này, chính là để lại cho người cho nhau giao lưu dùng. Nhà đấu giá nội còn chuẩn bị lãnh cơm rượu. Đương Lâm Thanh Hạm đi tới sau, rất nhiều người đều nhận ra nàng, sôi nổi dừng lại trong miệng giao lưu, hướng này vấn an, có thể thấy được Lâm Thị ở này đó nhân tâm trung phân lượng có bao nhiêu trọng. Lâm Thanh Hạm cũng nhất nhất gật đầu đáp lại, theo sau kéo Trương Huyền cánh tay, đi hướng nhà đấu giá hậu trường. Rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm người, đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn Trương Huyền,
có thể cưới được như vậy một cái như hoa như ngọc mỹ kiều thê, còn mang theo toàn bộ Lâm thị tập đoàn, đó là nhiều ít nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Đối mặt này đó hâm mộ ánh mắt, Trương Huyền trên mặt lộ ra một cổ nồng đậm tiểu nhân đắc ý thần sắc. Lâm Thanh Hạm chú ý tới Trương Huyền này phó biểu tình, tay ngọc trộm duỗi đến Trương Huyền bên hông, ở Trương Huyền sườn eo mềm thịt thượng dùng sức một ninh, hờn dỗi nói, muốn chết hả ngươi, làm gì lộ ra như vậy một bộ biểu tình. Hắc hắc, Trương Huyền răng hàm một mắng, ta nhìn đến bọn họ này phó đố kỵ ta bộ dáng, ta liền cảm giác phi thường sảng. Lâm Thanh Hạm tức giận trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, trong lòng lại là mỹ tư tư. Lần này đấu giá hội, cơ hồ đều là ghế lô hình thức, mỗi một người tới tham gia đấu giá hội khách khứa, đều sẽ có một cái chuyên môn ghế lô, bọn họ sẽ ngồi ở ghế lô nội cạnh giới. Làm lần này đấu giá hội chủ nhân, Lâm Thanh Hạm tự nhiên cũng có được một cái như vậy ghế lô, ở nàng cùng Trương Huyền đi trước thuộc về bọn họ cái kia ghế lô trên đường, đột nhiên nghe được một trận tiếng cười to từ bên cạnh ghế lô nội vang lên. Ha ha ha, các ngươi nói, Lâm Thanh Hạm như vậy khôn khéo nữ nhân, như thế nào liền tìm như vậy một cái não tàn lão công, ta vốn dĩ đều nghĩ kỹ rồi, lần này chỉ là đi làm ồn ào, từ Lâm thị làm điểm chỗ tốt, thật sự không được từ bọn họ sau hạng mục phân khẩu canh uống là được, không nghĩ tới, nàng cái kia não tàn lão công thế nhưng chủ động đồng ý cho ta lui địa. Này tiếng cười to chủ nhân, đúng là hôm nay cái thứ nhất tới tìm Trương Huyền lui mà Ngô Tổng. Ai nói không phải đâu. Lão Ngô, lần này vẫn là ít nhiều ngươi a, bằng không chúng ta lần này mua này đó mà, kia đã có thể tạp trong tay. Ngươi biết Lâm Thanh Hạm cái kia não tàn lão công nói cái gì sao? Hắn nói này đó đất lập tức liền phải chướng giới. Ha ha, thật là cười chết lão tử, hắn cho rằng Lâm thị là vạn năng, làm nào khối địa chướng giới nào khối là có thể chướng. Được rồi, các ngươi đều bớt tranh cãi đi, lần này nếu không phải cái này não tàn. Chúng ta nào dễ dàng như vậy là có thể đem mà bán hồi Lâm thị. Chính là, muốn ta nói, buổi tối chúng ta đến bãi cái tiệc rượu, kính kia não tàn hai ly, quay đầu lại này não tàn nói không chừng lại đưa nửa cái Lâm thị cho chúng ta đâu. Có đạo lý a, ha ha ha. Ghế lô nội, một trận lại một trận tiếng cười truyền ra, tuy rằng ghế lô khóa trụ, Lâm Thanh Hạm nhìn không tới bên trong người bộ dạng, nhưng nghe những lời này, cũng biết bên trong người đều là ai. Nghe bọn họ một ngụm một cái não tàn mắng vui vẻ, Lâm Thanh Hạm sắc mặt biến đổi, duỗi tay liền phải đẩy cửa. Lão bà, Trương Huyền bắt lấy Lâm Thanh Hạm thủ đoạn, hướng Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu. Lão công, người đừng cản ta hôm nay cần thiết muốn theo chân bọn họ. Lâm Thanh Hạm cánh tay dùng sức, muốn ném ra Trương Huyền bắt lấy chính mình thủ đoạn tay. Không có việc gì lão bà, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hướng Lâm Thanh Hạm chớp chớp mắt, làm cho bọn họ trước vui vẻ đi. Từ từ có bọn họ hối hận thời điểm, đi lạp, mau đi xem kịch vui, đêm nay chính là có hai cái thổ tài chủ muốn tới. Trương Huyền lôi kéo Lâm Thanh Hạm hướng bên trong ghế lô đi đến. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền bộ dáng này, trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ, tùy ý Trương Huyền lôi kéo hướng bên trong đi đến, ở nàng phía sau ghế lô nội, lại truyền đến từng trận cười to, cùng với não tàn linh tinh thanh âm. Lâm thị lần này cần bán đấu giá đất, trừ bỏ lão viện phúc lợi nơi này bên ngoài. Còn lại cơ hồ đều là hoàng kim đoạn đường, tiến đến thương nhân rất nhiều, mắt thấy thời gian càng ngày càng tiếp cận 9 giờ, rất nhiều người đều ở xoa tay hầm hè. Nhà đấu giá bên ngoài, hai xe taxi đồng thời đình đến nhà đấu giá trước cửa, cửa xe cũng cơ hồ ở cùng thời gian mở ra, hai gã nam tính phân biệt từ trên xe đi xuống, một người đầy đầu tóc vàng, trên mặt thời thời khắc khắc treo một mặt ôn hòa tươi cười, còn có một người, hơn 30 tuổi, ánh mắt sắc bén. Này hai người, đúng là thay thường phục Andre cùng bạch bào khách. Chương 908 vui sướng khi người gặp họa. Andre cùng bạch bào khách hai người xuống xe sau, toàn lẫn nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một mặt phân cao thấp ý tứ. Một bên siêu xe thượng, những cái đó ngồi ở ghế phụ đang ở tỉ mỉ trang điểm tuổi trẻ mỹ nữ, ở nhìn đến từ xe taxi trên dưới tới hai người sau, trên mặt toàn lộ ra khinh thường cùng khinh thường thần sắc. Làm ơn! Lần này đấu giá hội chính là bán đất được chưa? Các ngươi đánh cái xe taxi liền tới rồi. Đến nhầm địa phương đi. Các ngươi loại này, dựa vào cái gì mua đất? Từ xe taxi trên dưới tới bạch bào khách cùng Andre cũng không biết này đó siêu xe thượng mỹ như ý tưởng. Hai người liếc nhau sau, lại đồng thời cất bước, đi hướng nhà đấu giá nội. Lúc này đây bán đấu giá, Andre cùng bạch bào khách hai người, kia đều là tin tưởng 10 phần, lại có chút kiêng kỵ đối phương, loại này thực mâu thuẫn ý tưởng. Nguyên tự với đối chính mình này phương tự tin, cùng đối với đối phương hiểu biết.
Nguyên bản bọn họ nghĩ là trả giá chút khác đại giới, từ Trương Huyền trong tay bắt được miếng đất này, nhưng hiện tại, Trương Huyền muốn chính là tiền. Cửu cục đại biểu, kia chính là hè oi bức phía chính phủ có bao nhiêu có tiền. Chẳng sợ hè oi bức nhà giàu số một tổng tài sản phóng tới phía chính phủ nơi này, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Mà thần ẩn hội, truyền thừa mấy ngàn năm, tại thế giới các quốc gia đều có thế lực, này tài sản hùng hậu trình độ, tuyệt đối không dung khinh thường. Hai người tự tin, nguyên tự với bọn họ có thể nghiền áp trên thế giới này 99% tồn tại, mà kiêng kỵ đối phương, là đồng dạng rõ ràng thực lực của đối phương. Thời gian dần dần tiếp cận buổi tối 9 giờ, những cái đó ở nhà đấu giá đại sảnh giao lưu người, cũng đều quay trở về chính mình ghế lô, tuyển hảo chính mình tâm di đất, xoa tay hầm hè, chuẩn bị nghênh đón một hồi đại chiến. Andre cùng bạch bào khách hai người, cũng từng người đi vào một cái ghế lô. Thực mau, lần này đất đấu giá hội liền bắt đầu, có chuyên môn người tới giảng giải mỗi một miếng đất địa lý ưu thế, cùng tiến đến các tân khách lựa chọn. Loại này đấu giá hội, mấy trăm vạn kêu xuống dưới liền cùng chơi giống nhau, ở chỗ này, một vạn khối giống như liền cái con số đều không tính là, lên giá đều là 10 vạn hướng lên trên, người thường 2 năm tiền lương tổng hòa, ở chỗ này biến thành tùy ý là có thể nâng lên một con số. Theo thời gian trôi qua, từng khối đất bị người chụp đi, Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền ngồi ở ghế lô nội, này đó đất cuối cùng thành giao giá cả, đều ở Lâm Thanh Hạm đoán trước trong vòng. Đương Lâm Thị Nguyên bản muốn bán đấu giá đất hoàn thành bán đấu giá sau, cuối cùng muốn chụp, là lão viện phúc lợi miếng đất kia. Vẫn luôn đều ngồi ở chỗ kia, sắc mặt bình đạm Trương Huyền, lúc này khóe miệng gợi lên một nụ cười, lão bà, trò hay muốn mở màn. Cái gì trò hay, Lâm Thanh Hạm đến bây giờ, đều không rõ ràng lắm Trương Huyền muốn làm cái gì, bao gồm chụp lão viện phúc lợi bên này mà, bao gồm đem bán đi mà giá gốc thu hồi tới, những việc này, Lâm Thanh Hạm đều không biết nguyên nhân. Chỉ là Trương Huyền nói như thế nào, nàng liền như thế nào an bài. Chính là hai cái thổ tài chủ khoe giàu bái. Trương Huyền hàm răng một mắng, lão bà, ta nếu là ngươi, hiện tại liền đi suy xét một vấn đề. Cái gì? Lâm Thanh Hạm theo bản năng hỏi. Suy xét, tiền nên xài như thế nào? Trương Huyền đôi tay ôm ngực, bảy cái thoải mái tư thế hướng trên sofa một dựa. Bán đấu giá trên đài, một nam nhân trung niên, cầm trong tay microphone. Mở miệng nói, các vị, kế tiếp bán đấu giá một miếng đất, tương đối đặc thù, này khối địa ở vào khu phố cũ, diện tích so quảng, liền trước mắt chính sách tới giảng, là không cho phép một nhà công ty mua sắm lớn như vậy diện tích đất, cho nên ở bán đấu giá trước, kiến nghị các vị có thể tìm được chính mình hợp tác đồng bọn, cộng đồng bắt lấy miếng đất này, đại gia thỉnh xem màn hình. Trên đài nam chủ trì làm cái thỉnh thủ thế, ở bán đấu giá đài sau trên màn hình lớn, một khối ngân châu quan sát đồ xuất hiện. Mà lão viện phúc lợi cập lão viện phúc lợi chung quanh liên tiếp rất lớn một miếng đất thượng, đều ở bản vẽ nhìn từ trên xuống thượng bị đánh dấu ra màu đỏ. Các vị, nơi này thổ địa diện tích, tổng cộng 4.7 vạn bình phương, khởi trục giới là 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 10 vạn. Người chủ trì nói xong, cầm lấy một phen loại nhỏ mộc chùy thật mạnh ở trước mặt trên bàn một gõ, ý nghĩa bán đấu giá bắt đầu. Đương mộc chùy vừa mới bị người chủ trì nện xuống thời điểm. Liền có kêu giới tiếng vang lên. Nhà đấu giá một cái ghế lô nội, Ngô Tổng cùng với hôm nay cùng đi Lâm Thị Lui mà vài tên lão bản ngồi ở chỗ này, cầm trong tay rượu vang đỏ. Này Lâm Thị tưởng chính là không tồi a, tính toán đem này đó mà bó bao bán đi, tưởng bán cái giá cao. Lại năng lượng cao cao nào đi, trừ bỏ Lâm Thanh Hạm kia não tàn lão công bên ngoài, ai sẽ cho rằng này khối địa có thể chướng giới. Chính là nói. Các người biết hắn kia não tàn lão công hôm nay trả lại cho ta cái gì đề nghị sao? Ngô Tổng loạng choạng trong tay rượu vang đỏ ly. Có người hỏi, cái gì? Hắn nói làm ta đem mà buổi tối lấy ra tới chụp bao nhiêu tiền cho ta nhiều ít, cho rằng mỗi người đều cùng hắn giống nhau xuẩn a. Ha ha, Lâm Thanh Hạm tìm người nam nhân này cũng quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Có phải hay không đem chúng ta đều đương ngốc tử đâu? Một người nói. May mắn hắn hôm nay chưa cho ta để cái này kiến nghị, bằng không ta khẳng định mắng hắn. Đến đây đi, chuẩn bị xem kịch vui đi, các người đoán Lâm Thị lần này có thể bồi nhiều ít. 3.000 vạn, 5.000 vạn. Này khối địa lúc ấy cho chúng ta thành giao giới, 1 mét vuông là 5.300 khối, tổng cộng 4 vạn nhiều bình, hiện tại Lâm Thị một bình có thể bán được 5.000 đều ghê gớm. 5.000, người cảm thấy hiện tại loại này tình thế, ai sẽ hoa 5.000 một bình đi mua miếng đất này? Muốn ta nói, 4.800 nhiều nhất.
4.800, này nghe đi lên giống như mới so 5.800 thiếu 500, nhưng đặt ở 4 vạn nhiều mét vuông trên mặt đất, kia nhưng chính là mấy ngàn vạn chênh lệch. 4.800 đều nhiều, 4.500 căng chết. 4.500 đều khó, các vị cũng đều là làm điền sản, các ngươi cảm thấy chính mình nếu lấy, bao nhiêu tiền có thể tiếp thu? 4.000 nói ta có thể tiếp thu. Ta cũng không sai biệt lắm, 4.000 một vài nhiều nhất, lại nhiều không tiếp thu được. Hãy chờ xem, Lâm Thị lần này khẳng định đến bồi khóc, thật là đáng tiếc a, Lâm Thanh Hạm như vậy khôn khéo nữ nhân, như thế nào liền tìm như vậy một cái ngu xuẩn đâu. Một đám người ở ghế lô nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười to cùng chào phúng thanh. Đối với này khối địa bán đấu giá, cũng không có liên tục quá dài thời gian, mà giá cả cũng cùng Ngô Tổng bọn họ suy đoán không sai biệt lắm. Đương bán đấu giá giới kêu lên 100.8620 vạn thời điểm, liền không ai kêu giới. 100.8620 vạn lần đầu tiên. Trên đài bán đấu giá sư thấy thật lâu không người ra tiếng, cao giọng tiến hành cuối cùng đích xác nhận. Chờ đợi 5 giây sau, thấy như cũ không ai mở miệng, bán đấu giá sư lại lần nữa ra tiếng, hơn nữa giơ lên cao trong tay mộc chùy, 100.8620 vạn lần thứ hai. Giờ phút này, chỉ cần chờ bán đấu giá sư hô lên lần thứ ba, lại đem trong tay mộc chùy nện xuống, kia miếng đất này, liền hoàn toàn thành giao. Ngô Tổng đám người thoải mái ngồi ở ghế lô nội, trên mặt đều là tươi cười. Hảo hảo, chúng ta nên đi lấy tiền. Ha ha, lần này Lâm Thị bồi nhiều như vậy, thật muốn nhìn đến Lâm Thanh Hạm kia ngu xuẩn lão công biểu tình a. Ghế lô nội mọi người đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Chương 909 cạnh giới. Ta phảng phất đều đã nhìn đến Lâm Thanh Hạm cái kia não tàn lão công biểu tình, khẳng định cùng đã chết mẹ giống nhau khó coi. Cái kia não tàn còn nghĩ chướng giới, ha ha ha. Đi thôi, lấy tiền đi. Ghế lô nội Ngô Tổng đám người, tất cả đều trên mặt lộ cười nhạo, nhưng nếu nhìn kỹ, trong mắt càng sâu, lại là đố kỵ. Lâm Thị, không riêng gì toàn bộ Ngân Châu, thậm chí Tây Hạ tỉnh Long Đầu xí nghiệp, kia Lâm Thanh Hạp, càng là được xưng Ngân Châu đệ nhất mỹ nữ. Giờ phút này đã làm người phụ, lại có cái nào nam nhân không hâm mộ nàng lão công, những người này hiện tại, các loại khinh thường Trương Huyền, càng nhiều, vẫn là trong lòng kia cổ toan kính ở quấy phá. 100.8620 vạn đệ tam. Bán đấu giá trên đài, bán đấu giá sư lại lần nữa mở miệng, tại đây đồng thời, trong tay hắn mộc chùy cũng về phía trước phương ném tới. 100.9000 vạn. Liền ở bán đấu giá sư trong tay mộc chùy sắp nện xuống khi, một đạo thanh âm vang lên, đến từ chính bạch bào khách. Mắt thấy bán đấu giá sư trong tay mộc chùy liền phải dừng ở trên mặt bàn, thanh âm này vang lên nháy mắt, hắn đơn giản rời tay, đem mộc chùy ném đi ra ngoài, phòng ngừa mộc chùy tạp thượng mặt bàn, này một tạp, đã có thể đại biểu thành giao, nhưng tân giá cả cùng vừa mới hô lên thành giao giới muốn kém hơn 1.000 vạn, này một chùy nếu là nện xuống đi, hắn đời này đều bồi không dậy nổi. Nguyên bản chuẩn bị phải đi Ngô Tổng đám người. Nghe thế đột nhiên vang lên kêu giới thanh, đều theo bản năng dừng lại bước chân, một người vừa định nói chuyện, liền nghe lại một đạo kêu giới tiếng vang lên. 200 triệu, 200 triệu 2.000 vạn, 200 triệu 5.000 vạn. Nguyên bản, trải qua nhiều mặt kêu giới, cuối cùng ngừng ở 100 triệu 8.620 vạn giá cả thượng đất, trải qua ngắn ngủn 4 lần kêu giới, một chút liền tiêu lên tới 200 triệu 5.000 vạn. Như vậy giá cả, đừng nói Ngô Tổng đám người, chính là Lâm Thanh Hạp, đều có chút không phản ứng lại đây. Đứng ở bán đấu giá trên đài bán đấu giá sư, càng là có một loại không chân thật cảm giác, đồng thời trong lòng tràn ngập nghĩ mà sợ, may mắn chính mình vừa mới tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem mộc chùy ném, nếu không đừng nói đời này, liền tính kiếp sau, chính mình đều bồi không dậy nổi nhiều như vậy tiền. Ghế lô nội Ngô Tổng đám người qua lại liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Hiện tại bán đấu giá kêu ra giá cả, kế hoạch một chút, đã cao hơn bọn họ miếng đất này mua sắm thời giá cách, mỗi bình phương siêu gần 20 khối, nói cách khác, Lâm Thị căn bản không bồi tiền. Sao có thể, ai còn thật sẽ cái này giá cả lấy miếng đất này? Là cá nhân đều biết này khối địa không đáng giá cái này tiền, sẽ không có so Lâm Thanh Hạm hắn nam nhân còn não tàn người đi. Nhìn thấy Lâm Thị căn bản là không bồi tiền, thậm chí này khối địa giá cả mỗi mét vuông còn chướng gần 20 khối, này ghế lô nội người, trong lòng đều có chút khó chịu. Một là bọn họ không có thấy Trương Huyền xấu mặt, đệ nhị, bọn họ những người này vừa mới nói ẩu nói tả, các loại phỏng đoán, kết quả hiện tại giá cả một chút liền vượt qua bọn họ phỏng đoán, cái này làm cho bọn họ đều cảm giác thực mất mặt.
Ta mới không tin trên thế giới này có nhiều như vậy ngốc tử đâu, ngốc tử sao có thể một chút lấy ra tới mấy trăm triệu. Một người nhìn qua cũng liền mới 30 tuổi tả hữu nam nhân mở miệng, muốn ta nói, kêu giới này hai người, đó chính là Lâm Thanh Hạm hắn lão công chuyên môn an bài, vì không cho chính mình như vậy mất mặt, mới kêu ra cái này giá cả. Kia cũng không nên đi, nếu tìm người kêu cái này giá cả, thật phải cái này giá cả mua, bằng không đến lúc đó chúng ta đem mà quá cho ai. Còn quá cấp Lâm Thị sao? Trước không nói Lâm Thị ở phía chính phủ kia có hay không tư cách lấy như vậy một miếng đất, chính là quá cho bọn hắn, bọn họ không biết xấu hổ hoặc là. Tùy tiện tìm cái công ty không phải được rồi bái, đào điểm thuế tiền, đem mà tạp chính mình trong tay, mặt mũi thượng xem quá khứ. Cũng có khả năng, kia não tàn gì sự làm không được a, mấy ngàn vạn đều có thể bồi, thuế còn bồi không dậy nổi. Đang lúc ghế lô nội mấy người đang ở hướng cái này phương hướng liêu khi, kêu giới thanh lại một lần vang lên. 300 triệu. 300 triệu này giá cả vừa ra, Ngô Tổng chờ đang ở ra tiếng an ủi chính mình người, toàn đồng thời cả kinh. Bao gồm Lâm Thanh Hạm, đều mặt lộ vẻ cổ quái. Làm Ngân Châu thương nghiệp nữ vương, Lâm Thanh Hạm đối Ngân Châu mỗi một miếng đất kia đều phi thường rõ ràng, mỗi một miếng đất có thể bán được gì giới, nàng vừa thấy liền biết. Liền lão viện phúc lợi miếng đất này, có thể bán được 200 triệu năm, đều đã là Lâm Thanh Hạm sở cho rằng cực hạn. Nhưng hiện tại lại bị người gọi vào 300 triệu. Còn lại những cái đó tới tham gia đấu giá hội các tân khách, cũng đều bị cái này giá cả có chút dọa tới rồi. Không phải là ai muốn tới chàng xa hoa đánh cuộc đi. Đang lúc có người suy đoán này sẽ là kêu giới người một canh bạc khổng lồ khi, liền nghe một đạo thanh âm khinh phiêu phiêu từ một cái ghế lô nội vang lên, như vậy chậm gì gì kêu giới, người cảm thấy có ý tứ sao? Vẫn là người cho rằng, như vậy mấy ngàn vạn thêm. Có thể đem ta ma chết. Nga, kia Andre tiên sinh có gì cao kiến đâu. Lưỡng đạo thanh âm một vang, ở đây khách khứa liền nghe xong ra tới, nói chuyện này hai người, đúng là vừa mới kêu giới hai người. Ta cảm thấy hẳn là 1 tỷ 1 tỷ thêm mới có ý tứ, bằng không ta liền ngủ rồi, ta ra 1 tỷ 300 triệu. Andre ra tiếng, này 1 tỷ 300 triệu từ trong miệng hắn nói ra, vậy cùng 13 đồng tiền không có gì khác nhau. Này con số vừa ra, các đại ghế lô nội người, đều trừng lớn đôi mắt, Ngô Tổng đám người, càng là giật mình không khép được miệng. Nhất định là cái kia họ Trương chính mình ra giá, bằng không ai sẽ đào nhiều như vậy tiền mua đất. Ngô Tổng đám người chung, có người như vậy ra tiếng an ủi chính mình, nếu này khối địa thật có thể bán ra 1 tỷ 300 triệu giá cao, kia 1 mét vuông nhưng chính là gần 2 vạn 8 A. Một miếng đất cái này giới, đừng nói là Ngân Châu loại này tiểu thành thị, chính là cái loại này nhị tuyến thành thị. Cũng không nhiều ít mà có thể bán được cái này giới, này không phải phòng ở, chỉ là bình thường thổ địa mà thôi. Không đợi tới tham gia đấu giá hội các khách nhân từ 1 tỷ 300 triệu vốn to chung phục hồi tinh thần lại, bạch bào khách thanh âm vang lên, Andre tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi có thể kêu ra cái gì giá cả, 1 tỷ 300 triệu. Ta ra 3 tỷ. 3 tỷ. Có người hít sâu một hơi, liền vỗ ngực, làm chính mình hô hấp thông thuận một ít. Ngô Tổng đám người, tất cả đều phát ngốc. 3 tỷ, sao có thể? Nếu thật muốn cái này giới thành giao, bọn họ lấy 5.000 tam 1 mét vuông đem mà bán hồi cấp Lâm Thị, kia không phải mệt lớn. Này khối địa thật như vậy đáng giá. 5 tỷ hảo, Andre đứng ở ghế lô nội, mỉm cười nói. Không bằng 10 tỷ đi, bạch bào khách trả lời. Này đó con số từ này hai người trong miệng hô lên tới, liền cùng người thường kêu giới mua thương phẩm thiếu 100 triệu tự giống nhau nhẹ nhàng. 15 tỷ, 20 tỷ. Vô cùng đơn giản vài lần kêu giới, làm giá cả một chút tiêu lên tới 20 tỷ, chỉ là mua này khối địa giá cả, đều vượt qua Lâm Thị hiện tại tổng tài sản, như vậy con số, làm ở đây khách khứa, đều có chút đánh mất tự hỏi năng lực, liền hô hấp đều dồn dập lên. Ngô Tổng đám người, càng là đầu trống rỗng, hiện tại không ai sẽ cảm thấy đây là Lâm Thị tự đạo tự diễn, mấy chục tỷ A, mọi người đều xem ở trong mắt, Lâm Thị sao có thể tự đạo tự diễn như vậy một vở diễn, nếu Lâm Thị diễn rốt cuộc. Chính mình tìm cái công ty thành giao, trước không nói Lâm Thị có bắt hay không ra mấy chục tỷ, chỉ là kia thuế kim, phải nhiều ít. Chương 910 giá trên trời mà. 20 tỷ cái này con số, đối với Ngô Tổng đám người tới nói, kia cũng chỉ có thể là ở trong đầu tưởng một chút. Hiện tại, bọn họ nghe được còn lấy ở chính mình trong tay miếng đất này, thế nhưng chụp tới rồi 20 tỷ giá cao, tuy rằng trong đó chỉ có chính mình rất nhỏ một bộ phận, nhưng kia cũng là rất lớn một số tiền khổng lồ. Đối với bọn họ rất nhiều người tới nói, hiện tại trong tay đất chụp giới, thật
thậm chí đã vượt qua bọn họ tổng tài sản. Ngô Tổng dùng sức nuốt khẩu nước bọt, cảm giác hô hấp đều có chút cực khổ. 20 tỷ, 20 tỷ A, tính xuống dưới, mỗi bình phương mà đến bao nhiêu tiền? 50 vạn, đây là cái gì giá cả? 50 vạn nhất mét vuông mau mà, cái này giá cả nói ra đi, vòng là được xưng tấc đất tấc vàng đô thành, đều sẽ làm người có chút không thể tin được, huống chi là ở Ngân Châu như vậy một cái tiểu thành thị đâu. Lâm Thanh Hạm đứng ở ghế lô nội, nghe cái này giá cả, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, lão công, lần này tới người, không phải là hè oi bức cửu cục, còn có kia cái gì thần ẩn hội đi. Lâm Thanh Hạm gần nhất tham gia quá rất nhiều ngầm thế lực hoạt động, bao gồm lần trước cổ võ thế gia đại hội, còn có đi thần nông giá gì, cửu cục cùng thần ẩn hội danh hào nàng đều nghe qua, chỉ là không thế nào quen thuộc mà thôi. Trương Huyền nhún vai, lão viện phúc lợi miếng đất kia vẫn luôn đặt ở chúng ta trong tay cũng không phải chuyện này, chỉ bằng bán cho bọn họ hảo. Lão công, này giá cả có thể hay không có chút quá cao a? Lâm Thanh Hạm đáng yêu thẻ lưỡi, như vậy một miếng đất, 200 triệu năm đỉnh thiên, thật đúng là muốn 20 tỷ bán cho bọn họ a. Làm cho bọn họ dùng tiền tới mua, đã tiện nghi bọn họ. Trương Huyền duỗi tay bắt lấy Lâm Thanh Hạm nhu đề, đem nữ nhân kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, này hai bên thế lực, nhất không thiếu chính là tiền, này khối địa là Lâm thị danh nghĩa, coi như Lâm thị chúng cái đại vé số lạc. Lâm Thanh Hạm cười mắt nheo lại, nói như vậy, ta thật đúng là đến ngẫm lại này tiền nên xài như thế nào, 20 tỷ a. Hướng lớn tưởng, 20 tỷ đối bọn họ tới nói, bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Trương Huyền dựa vào trên sofa, đừng nói cửu cục cùng thần ẩn hội loại này tổ chức, 20 tỷ đối bọn họ Quang Minh đảo tới nói, cũng thí đều không tính, cửu cục cùng thần ẩn hội nội tình, khẳng định là muốn so Quang Minh đảo cao rất nhiều. 20 tỷ giá cả. Làm cho cả nhà đấu giá, đều lâm vào một trận trầm mặc. Lại lần nữa kêu giới thanh âm thật lâu không có vang lên. Thiên A, 20 tỷ, thật là đáng sợ, ta thật hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, Lâm thị thị giá trị mới nhiều ít A. Đây là từ đâu ra thổ hào? Chỉ là này khối địa muốn giao thuế, đã đuổi kịp ta tổng tài sản, kẻ có tiền sinh hoạt quá dọa người. Một người mở ra trăm vạn chạy băng băng lão bản cảm khái nói. Không có thanh âm, 20 tỷ hẳn là đỉnh thiên giá cả, không bao giờ khả năng cao. Đừng nói 20 tỷ, 10 tỷ ta đều cảm thấy đỉnh thiên, gọi vào 20 tỷ ta cũng không dám tưởng. Bất quá hiện tại hẳn là gọi vào đỉnh đi, này giá cả mua miếng đất này, chính là thổ hào mua tới chơi. Một cái ghế lô nội vài tên lão bản, lẫn nhau nói chuyện với nhau, bọn họ trên đầu đều toát ra mồ hôi mỏng, tại đây phía trước, bọn họ cho rằng, chính mình đã muốn chạy tới tuyệt đại đa số người phía trước, đã bị gọi là thổ hào, nhưng hôm nay mới biết được, kẻ có tiền thế giới, bọn họ không hiểu. Hiện trường trầm mặc, bán đấu giá trên đài bán đấu giá sư thấy hồi lâu không ai lại kêu giới, lúc này mới hít sâu một hơi, chuẩn bị ra tiếng. Còn không chờ bán đấu giá sư thanh âm xuất khẩu, Andre thanh âm, liền vang lên, ta cho rằng ngươi có thể cùng ta chơi bao lớn, kết quả 5 tỷ 5 tỷ thêm. Ta ra 500 triệu. 500 triệu. Một người tóc có chút hoa dâm điền sản thương nhân đang ngồi ở ghế lô nội trên sofa, ở nghe được cái này con số nháy mắt, đôi mắt vừa lật, thiếu chút nữa đã cho đi. 500 triệu, cái gì khái niệm, toàn bộ hè oi bức, tổng tài sản có 500 triệu có thể có mấy cái. Mà ai có thể lấy ra 500 triệu tiền mặt? 100 tỷ, bạch bào khách thanh âm nhàn nhạt vang lên. Này 100 tỷ con số, nghe được ở đây các đại thương nhân, đã ngốc. 100 tỷ, ở Ngân Châu khu phố cũ, mua một khối 4 vạn 7 nghìn nhiều bình mà. Điên rồi đi. So với người khác khiếp sợ, này khối địa bán ra chi nhất Trương Huyền, tắc kiểu cái chân bắt chéo, vẻ mặt không hài lòng hừ nói, làm cái gì sao, nửa ngày mới tăng tới 100 tỷ, hai người bọn họ cùng ta đùa giỡn đâu. Một bên Lâm Thanh Hạm nghe được Trương Huyền khẩu khí, giận Trương Huyền liếc mắt một cái, nói, ta hảo lão công a, cái này giá cả ngươi còn không hài lòng a. Người biết chúng ta hẻ oi bức nhà giàu số 1 mới nhiều ít tài sản sao? Hiện tại quang này khối địa chụp giới, đã có thể làm ta tiến phú hào bảng tiền 10, là Lâm thị dĩ vãng tài sản gấp 10 lần. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lão bà, ánh mắt muốn hướng xa xem. Còn hướng nào xem a? Làm bí thư Lý an bài một chút hội chiêu đãi ký giả đi, qua đêm nay 12 giờ, người chính là hẻ oi bức nhà giàu số 1, chỉ sợ có không ít phóng viên đều phải đổ đến Lâm thị trước cửa tới. Trương Huyền nói, đầu, nhà giàu số 1, vòng là Lâm Thanh Hạm, nghe thế hai chữ mắt,
đều có chút phát ngốc. Lâm Thị là đại, khá vậy chỉ nhằm vào Tây Hà tỉnh như vậy cái tiểu địa phương, ở Trương Huyền xuất hiện trước, Lâm Thanh Hạm vẫn luôn làm, là đem Lâm Thị truyền thừa đi xuống, làm Lâm Thị sẽ không suy sụp, nhưng hiện tại, lại bị Trương Huyền báo cho, Lâm Thị muốn thành một cái Ngân Châu Long Đầu xí nghiệp, biến thành toàn bộ Hè Oi Bức Long Đầu xí nghiệp, mà chính mình, qua đêm nay 12 giờ, liền phải trở thành Hè Oi Bức nhà giàu số 1. Hảo, Bạch Bào khách, ta cũng không cùng ngươi đùa giỡn, không có như vậy nhiều thời gian. Andre có chút không kiên nhẫn nói, 2.100 triệu. Andre thanh âm vừa ra, Bạch Bào khách liền mở miệng, 300 tỷ. Nghe Bạch Bào khách kêu giới thanh, Andre hít sâu một hơi, ra tiếng nói, Bạch Bào khách, ngươi là tưởng cùng ta đối nghịch rốt cuộc. 300 tỷ cái này giá cả, đối Andre tới nói, đều không phải là vô pháp tiếp thu, hơn nữa chỉ cần hắn tưởng, này giá cả còn có thể tiếp tục kêu lên đi, nhưng hiện tại hai nhà tranh đến căn bản là không phải tiền, mà là một hơi, nếu không thật muốn từ tiền mặt trên phân cái cao thấp, kia tuyệt đối vô pháp phân. Cửu cục phía sau là Hè Oi Bức phía chính phủ đến nhiều có tiền. Mà đối thần ẩn hội tới nói, đừng nói mấy trăm tỷ, mười mấy trăm tỷ, cũng nói lấy liền lấy ra tới, truyền thừa mấy ngàn năm tổ chức, tại thế giới các quốc gia đều có cường đại thế lực, kia tài lực là vô pháp tưởng tượng. Nghe Andre thanh âm, Bạch Bào khách trả lời, miếng đất này, chúng ta cần thiết muốn. Andre nghe được Bạch Bào khách trả lời, trầm ngâm một phen nói, hành, cái này mặt mũi ta có thể cho ngươi, nhưng ở bên ngoài có một miếng đất, các ngươi muốn rời khỏi. Có thể, Bạch Bào khách trả lời. Hai người nói chút người ngoài nghe không hiểu nói, kỳ thật ở cân nhắc một bút giao dịch. Hành, kia này khối địa cho ngươi, ta cuối cùng một lần tăng giá, 4.100 triệu, ngươi chỉ cần so với ta cao 10 vạn, này khối địa chính là ngươi lạc. Andre cười nói, 5.100 triệu, Bạch Bào khách lại hướng lên trên bỏ thêm 1.000, là ở nói cho Andre, chúng ta cửu cục, cũng không sợ cùng các ngươi thần ẩn hội tranh. Bạch Bào khách 5.100 triệu giá cả hô lên, Andre không còn có thanh âm. Chờ đợi sau một hồi, bán đấu giá sư run run rẩy rẩy cầm lấy mộc chùy, gõ đi xuống. 5.100 triệu, thành giao. Chương 911 đều quên ra. 5.100 triệu. Cái này giá cả, đối với ở đây này đó thương nhân tới nói, đều là một cái liền ảo tưởng có được đều chưa từng đã làm sự. Hiện tại, Lâm Thị đem Ngân Châu khu phố cũ một khối không đến 5 vạn mét vuông đất, bán được 5.100 triệu giá cả. Đây là cái gì khái niệm? Bình quân mỗi mét vuông đất trống, liền bán được hơn 1.000 vạn. Này tuyệt đối là sử thượng quý nhất đất, không gì sánh nổi. Chẳng sợ được xưng toàn thế giới quý nhất phòng ở, cùng nơi này so sánh với, kia chó má đều không tính. Ngồi ở trên sofa Trương Huyền, nghe được cuối cùng thành giao giới, khóe miệng gợi lên một nụ cười, ân, cái này giá cả còn kém không nhiều lắm, có thể tiếp thu. Trương Huyền biết, 5.100 triệu đối này hai đại thế lực tới nói không tính cái gì. Nếu bọn họ nguyện ý tranh, 1.100 triệu đều thực bình thường, bất quá hiển nhiên, này không phải một cái vẫn luôn tranh đi xuống sự, Trương Huyền làm, bất quá là cung cấp một cái ngôi cao, cấp hai đại thế lực chính mình tới đánh cờ, đến nỗi có tiền hay không, chỉ là cái cách nói, tính xuống dưới, là hai đại thế lực đều thiếu Trương Huyền một ân tình. Lâm Thanh Hạm cũng là cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, xinh đẹp gương mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc, lão công, 5.100 triệu a, ta không phải đang nằm mơ đi. Lão bà, không đến mức đi. Trương Huyền sắc mặt cổ quái nhìn Lâm Thanh Hạm, người muốn thích, ta hiện tại làm phí lôi tư lại cho ngươi chuyển 5.100 triệu, thấu cái số nguyên. Không, này không giống nhau. Lâm Thanh Hạm lắc đầu, lão công, ngươi cho ta, cùng từ người khác kia kiếm, là hai khái niệm. Cái gì hai khái niệm? Trương Huyền không hiểu ra sao, ở hắn xem ra, tiền sao, dù sao hoa không xong. Ngươi không hiểu lạp, Lâm Thanh Hạm híp mắt nở nụ cười. Ta đã sớm coi trọng mấy cái hạng mục, lần này có thể toàn đầu hạ tới, còn có lần trước cái kia. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm ngồi ở kia trong miệng lẩm bẩm, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra tươi cười bộ dáng, trong lòng ấm áp, chỉ cần có thể làm nàng vui vẻ, chuyện gì đều không quan trọng. Ngô Tổng đám người ngồi ở ghế lô nội, mỗi người, đều biểu tình dại ra, nói đúng ra, hôm nay chụp này khối giá trên trời mà, trong đó có một đại bộ phận, đều là ở bọn họ danh nghĩa, nhưng cố tình. Ở bọn họ mỗi người trong bao, đều trang một giấy hiệp nghị, này hiệp nghị là chiều nay mới ký tên, mặt trên minh xác viết, mặc kệ bọn họ này khối địa bán đấu giá bao nhiêu tiền, Lâm Thị đều sẽ dựa theo lúc trước bán ra cho bọn hắn giá cả thu về. Một cái giá, là 1 mét vuông 5.000 tam, mà một cái khác giá cả,
là 1 mét vuông hơn 1.000 vạn, này chi gian chênh lệch, dùng thiên nhưỡng chi cách đều không đủ để hình dung. Vừa rồi bọn họ phát ra từng trận tiếng cười nhạo, kia đối Trương Huyền một ngụm một cái náo tàn xưng hô, kia công bố này khối địa tối cao chỉ có thể bán được 4.000 nhiều một bình nói, liền giống như một cái lại một cái bàn tay, phiến đến bọn họ trên mặt, làm cho bọn họ phá lệ mất mặt. Bất quá hiện tại đối Ngô Tổng đám người tới nói, quan trọng nhất, cũng không phải mất mặt không, mà là bọn họ trong tay miếng đất này, hiện tại giá cả, là hơn 1.000 vạn một bình, mà bọn họ lập tức liền phải lấy 5.000 tam một bình giá gốc, bán hồi cấp Lâm Thị. Quan trọng nhất, tại đây phía trước, Trương Huyền còn hỏi quá bọn họ, muốn hay không đến lúc đó dựa theo bán đấu giá giới ra, kết quả chính bọn họ lựa chọn hiện tại điều kiện. Ngô Tổng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình ngực buồn khó chịu, có một hơi, như thế nào đều xuyễn không lên, mấy trăm triệu, đã bị chính mình như vậy cấp ném. Kia chính là mấy trăm triệu A, so Ngô Tổng hiện tại toàn bộ thân gia tổng hòa, đều phải cao hơn gấp trăm lần. Như vậy một cái cơ hội, bị Ngô Tổng bản nhân bạch bạch cấp lãng phí rớt. Ngô Tổng đám người nơi cái này ghế lô, lâm vào một trận trầm mặc, nếu quét thượng một vòng, sẽ phát hiện, này đó vừa mới còn cất tiếng cười to không ngừng người, giờ phút này đều một bộ táo bón khó coi biểu tình, bọn họ đồng tử đều phiếm màu đỏ. Đương đương đương. Một trận tiếng đập cửa từ Ngô Tổng đám người nơi cái này ghế lô trước cửa vang lên, ghế lô môn mở ra, bí thư Lý Na mang theo mười mấy danh Lâm Thị công nhân đứng ở cửa, hướng Ngô Tổng đám người nói, các vị tiên sinh, hiện tại bán đấu giá đã kết thúc, đây là thổ địa chuyển nhượng hiệp nghị, các vị chỉ cần ký xuống, lúc ấy các vị mua đất tiền sẽ ở 24 giờ nội đánh tới các vị tài khoản thượng. Lý Na nói xong, nàng phía sau hơn 10 người Lâm Thị công nhân, mỗi người trong tay đều cầm một phần hiệp nghị, phóng tới Ngô Tổng đám người trước mặt. Ngô Tổng nhìn thổ địa chuyển nhượng hiệp nghị thượng kia mỗi mét vuông 5.000 tam giá cả, nếu là 10 phút trước, hắn sẽ cười lớn, không chút do dự đem này phân hiệp nghị ký xuống. Nhưng hiện tại, Ngô Tổng trong lòng là 10 vạn cái không muốn thừa nhận này phân hiệp nghị, thậm chí hắn đều có cầm lấy trước mặt này phân hiệp nghị, đương trường xé bỏ xúc động. Cùng Ngô luôn có đồng dạng ý tưởng người, cũng không ở số ít, hiệp nghị liền bãi ở bọn họ trước mắt, bút cũng liền bãi ở bọn họ trước mắt, nhưng không ai duỗi tay đi lấy bút. Các vị, hiệp nghị hiện tại liền có thể ký, dựa theo các vị hôm nay chính mình yêu cầu, lấy mỗi mét vuông 5.000 tam giá cả, bán cho chúng ta Lâm Thị. Lý Na thấy Ngô Tổng đám người chậm chạp bất động, ra tiếng nói, nàng cố tình đem mỗi mét vuông 5.000 tam nói thực trọng, muốn nhìn xem Ngô Tổng đám người sắc mặt. Quả nhiên, ở Lý Na lại lần nữa nhắc tới mỗi mét vuông 5.000 tam giá cả khi, Ngô Tổng đám người sắc mặt càng thêm khó coi, cái này làm cho Lý Na trong lòng một trận ám sảng. Hôm nay ban ngày, Ngô Tổng đám người tới Lâm Thị nháo sự lui mà thời điểm, kia phó không cho lui đều không được bộ dáng, Lý Na xem rành mạch, lúc ấy Lý Na còn rất muốn không rõ. Trương Huyền vì cái gì sẽ đáp ứng cho bọn hắn lui mà, cho tới bây giờ, Lý Na mới hiểu được cho nên, miếng đất kia nhất định có chính mình tưởng không rõ đồ vật. Nhưng Trương Tiên Sinh lại sớm nhìn ra tới, cái này làm cho Lý Na đối Trương Huyền cảm thấy tự đáy lòng bội phục. Ngô Tổng hít sâu một hơi, hiện tại hắn, hận không thể cho chính mình mấy cái bàn tay, hắn hiện tại ruột đều hối thanh, nhưng lại có ích lợi gì, run run rẩy rẩy vươn tay phải, cầm lấy bãi ở hiệp nghị bên cạnh bút. Ngô Tổng tay run đến phi thường lợi hại. Đang ở Ngô Tổng chuẩn bị ở hiệp nghị thượng ký xuống chính mình tên thời điểm, một bên một đạo thanh âm vang lên. Không đúng, ta hôm nay đồ vật không mang trên người, như vậy, bí thư Lý, ngươi ngày mai đi chúng ta công ty tìm ta lại cho ngươi làm cái này thủ tục, sáng mai, hảo đi, ta hiện tại có việc gấp, đến chạy nhanh đi rồi. Thanh âm này rơi xuống, liền thấy tên kia 30 tuổi tả hữu nam tính buông trong tay bút. Vội vội vàng vàng đi đến ghế lô bên ngoài. Nhìn thấy như vậy một màn, nguyên bản rất nhiều cùng Ngô Tổng giống nhau đều cầm lấy bút chuẩn bị ký tên người, cũng sôi nổi ra tiếng. Ta mới nhớ tới, ta hôm nay đi vội vàng, đồ vật cũng không mang. Ta cũng là, đồ vật ở trên xe, chờ ta hiện tại đi xuống lấy một chút. Ai, ta đây cũng là cấp đã quên a. Một người lại một người sôi nổi ra tiếng. Ngô Tổng thấy thế, cũng buông trong tay bút. Hướng Lý Na mở miệng nói, bí thư Lý, ngươi nhìn nhìn ta này trí nhớ, tuổi lớn, luôn dễ dàng quên sự, chiều nay cái kia hợp đồng ta cũng quên ra, như vậy, ngày mai ta lấy hợp đồng tới Lâm Thị. Ngô Tổng nói xong, không đợi bí thư Lý trả lời, nhấc chân liền đi. Trong nháy mắt, hôm nay buổi tối muốn tới tìm Lâm Thị bán hồi thổ địa các vị lão bản, đi rồi cái không, một người cũng chưa lưu lại, bí thư Lý lấy tới hiệp nghị, cũng không một người ký tên. Chương 912 lại đến địa cung.
một chúng lão bản sôi nổi rời đi, như vậy kết quả, kỳ thật Lý Na ở tới trước đều đã nghĩ tới, quang xem Ngô tổng đám người tới lui mà khi kia phó một chút hao tổn đều không muốn thừa nhận bộ dáng. Hiện tại này khối mỗi mét vuông cao tới hơn 1.000 vạn giá cả mà, bọn họ làm sao có thể dễ dàng ra tay, khẳng định đều sẽ nghĩ cách, lại vô dụng, cũng tưởng từ Lâm thị này vớt chút chỗ tốt. Lý tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Một người Lâm thị công nhân hỏi hướng Lý Na. Sáng mai, mỗi một giờ, liền đi bọn họ kia hỏi một lần. Lý Na ra tiếng, phía trước hiệp nghị đã làm công chứng, bọn họ tưởng lại, kia đều lại không xong. Hảo! Đấu giá hội kết thúc. Andre đi ra nhà đấu giá, nhìn mắt lão viện phúc lợi phương hướng, trên mặt treo tươi cười, chậm rãi đi ra. Mà bạch bào khách, cũng là từ đầu đến cuối cũng chưa lộ diện. Thẳng đến đấu giá hội khách khứa đều đi quang, cũng không ai nhìn đến vừa mới kia mấy trăm tỷ kêu giới thổ hào trông như thế nào. Nha, lão công! Trương Huyền bên cạnh Lâm Thanh Hạm đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Làm sao vậy? Trương Huyền còn tưởng rằng ra chuyện gì? Vội vàng lo lắng hỏi. Tiền đến chướng, cái 10 hàng trăm vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, trăm triệu. Suốt 5.000 trăm triệu, toàn đến chướng. Lâm Thanh Hạm cầm di động, trương đại cái miệng nhỏ, nhìn chằm chằm trên màn hình di động kia một trường xuyến con số, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng thần sắc, nàng này đất còn không có cho người ta hoàn toàn sang tên đâu, tiền liền đánh tới, lại còn có như vậy nhanh chóng. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, các đại ngân hàng chuyển khoản hạn chế. Hiển nhiên không ở cửu cục suy xét trong phạm vi. Đương đương đương. Một trận tiếng gõ cửa ở ghế lô ngoài cửa vang lên. Tiến, Trương Huyền hô một tiếng. Ghế lô môn mở ra, một thân hưu nhàn trang bạch bào khách xuất hiện ở ghế lô cửa. Sư thúc mẫu. Bạch bào khách hướng Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người phân biệt kêu lên. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ lên, tuy rằng bị một cái hơn 30 tuổi nam nhân kêu sư thúc mẫu làm nàng cảm giác thực biệt nữ. Nhưng này nghe được từ người khác trong miệng thừa nhận nàng cùng Trương Huyền quan hệ, vẫn là làm nàng nội tâm có chút tiểu mừng thầm. Chúc mừng ngươi a, thu phục thần ẩn hội. Trương Huyền hướng bạch bào khách cười nói, số 4 địa cung chung quanh mà cũng tất cả đều là các ngươi, yên tâm lớn mật đào đi, nói không chừng cho các ngươi đào ra cái gì dị thế giới tới đâu, giống như là địa tâm lịch hiểm ký như vậy. Sư thúc, ngươi chừng nào thì cũng thích khai như vậy vui đùa. Bạch bào khách cười một chút, chúng ta người hiện tại đã ở trên đường. Đại khái nửa giờ sau sẽ tới, đêm nay liền sẽ khai đào, sư thúc, người muốn cùng đi nhìn xem sao. Trương Huyền nghe được lời này, trong lòng hơi cảm ngoài ý muốn, mở miệng nói, các ngươi lãnh đạo tầng đây là thật sự tính toán cùng ta tình báo cùng chung. Kỳ thật ta cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn mặt trên sẽ chuyên môn nhắc nhở ta một chút. Bạch bào khách không chút nào giữ lại mở miệng, dựa theo dĩ vãng cửu cục cách làm, khẳng định sẽ độc hưởng này phân tình báo. Đến nỗi lần này vì cái gì chuyên môn để cho ta tới thông chi sư thúc ngươi, chỉ sợ cũng chỉ có mặt trên người đã biết. Là sư phụ ngươi trong khoảng thời gian này làm tới rồi cái gì hảo ngoạn ý, sau đó tải đến ta trên người tới đi. Trương Huyền suy đoán nói, bởi vì hắn thật sự tưởng không rõ, có cái gì thị phi muốn cho cửu cục kêu thượng hắn, trừ phi chính mình trong tay có cửu cục muốn đổ vật, làm cửu cục lấy lần này sự tới đổi. Này ta không rõ ràng lắm, bạch bào khách lắc lắc đầu, ngươi cũng biết. Sư phụ ta người nọ, thần long thấy đầu không thấy đuôi, giống nhau không có gì đại sự, hắn đều không lộ mặt. Trương Huyền không có lập tức đáp ứng bạch bào khách, mà là quay đầu nhìn mắt Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm nói, lão công, người phải có sự liền đi vội đi, ta tưởng ta đêm nay cũng ngủ không được, ngày mai khẳng định có một đống vấn đề chờ ta trả lời, ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút mới được. Nghe được Lâm Thanh Hạm trả lời, Trương Huyền lúc này mới hướng bạch bào khách theo tiếng. Hảo, chúng ta đây liền cùng nhau đi xuống nhìn xem. Về địa cung số 4 có cái gì, Trương Huyền bản thân cũng là phi thường tò mò, chỉ là còn chưa tới cửu cục loại này cần thiết muốn làm rõ ràng nông nỗi. Đương nhiên, có người kêu hắn cùng nhau xem, hắn tự nhiên tưởng đi xuống nhìn xem. Hiện giờ thiên địa đại biến, khí thường xuyên xuất hiện, biết nhiều hơn một ít, khẳng định là chuyện tốt. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm chào hỏi sau, liền cùng bạch bào khách cùng nhau chiều nhà đấu giá bên ngoài đi đến. Hai người vừa mới rời đi nhà đấu giá, liền nhìn đến một chiếc lại một chiếc xe tư gia đình tới rồi nhà đấu giá cửa, cửa xe mở ra, vô số cả trai lẫn gái từ trên xe vọt xuống dưới, cầm trong tay microphone, có người khiêng camera, còn có người không kịp lấy camera, trực tiếp cầm di động mở ra ghi hình công năng liền chiều nhà đấu giá nội phóng đi. Một khối bán đấu giá giới vì 5.000 triệu mà, đã có thể nói là trên thế giới này quý nhất địa,
này đó khứu giác nhanh nhạy phóng viên, như thế nào sẽ bỏ qua cái này kinh thiên đại tin tức, ở tới thời điểm, bọn họ liền ngày mai đầu để tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Hè oi bức nhà giàu số 11 đêm ra đời. Kinh hiện sử thượng quý nhất đất. Này chỉ là tương đối chính thống tiêu đề, mà lớn mật một ít, sẽ hướng một ít huyền nghi phương diện tới viết, hấp dẫn trong mắt, đương nhiên, này đó đều không phải Trương Huyền muốn đi xử lý vấn đề. Nhà đấu giá nội, Lý Na đã an bài người đem đại môn lấp kín. Lâm Tổng, lần này không có khả năng không lộ mặt, lớn như vậy tin tức, như thế nào cũng phải đi ra ngoài nói một câu. Không vội, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, hiện tại trình diện phóng viên quá ít, đều muốn độc nhất vô nhị tin tức, hỏi ra vấn đề sẽ thực xảo quyệt, có một số việc vô pháp trả lời, kéo đi, tận lực kéo dài tới ngày mai buổi sáng, người tuyên bố một chút hội chiêu đãi ký giả tin tức, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Hảo. Ở vô số phóng viên ủng ở nhà đấu giá cửa, đem toàn bộ nhà đấu giá vây cái chật như nêm cối khi, Trương Huyền cùng Bạch Bào Khách hai người, đã đi tới lão viện phúc lợi địa chỉ cũ. Trương Huyền đã đến sau nhìn đến, cửu cục người, đã triệt triệt để đem này một trong phạm vi giới nghiêm, ai đều không thể tùy ý tiến vào khu vực này, có phía chính phủ người tham gia tiến vào, giới nghiêm hiệu suất so Lâm Thị An bài người muốn cao thượng vô số lần. Cửu cục tinh anh ở chỗ này, có thể nói là ba bước một cương, nhìn thấy Bạch Bào Khách sau, đều mặt lộ vẻ cung kính, kêu một tiếng huấn luyện viên, lại xem Bạch Bào Khách bên cạnh Trương Huyền, đều mắt lộ ra tò mò, không biết vị này truyền kỳ huấn luyện viên bên người tuổi trẻ nam nhân, là cái gì thân phận, có thể cùng huấn luyện viên sóng vai mà đi. Trương Huyền cùng Bạch Bào Khách một đường đi vào tụ linh trận trung tâm, có thể nhìn đến, tràn ngập tại đây phiến cao ốc trùm mền ngoại linh khí, càng thêm nồng đậm, phàm là tụ linh trận trong phạm vi, đều là một mảnh sương mù mênh mông, hơn nữa có thể rõ ràng nhìn đến, ở đi thông ngầm địa đạo lối vào, sương mù trạng bạch khí đang ở không ngừng hướng về phía trước bốc lên. Khai quật ra địa cung số 4 sau, nơi này linh khí tăng trưởng tốc độ phiên vài lần, lập tức liền phải tràn ra tụ linh trận bên ngoài, một khi thật tới rồi lúc ấy, người thường ở sinh hoạt hàng ngày chung, đều sẽ hút vào linh khí, bao gồm gia cầm súc vật, cũng sẽ đã chịu không khí ảnh hưởng. Bạch Bào Khách vẻ mặt lo lắng mở miệng. Linh khí tràn ngập là tốt là xấu, ai đều nói không chừng.